Bạch Vũ lập tức ngăn cản Tôn Kiều đang kích động, cô Tôn, không cần lo lắng, anh ta lập tức sẽ thành một cái xác thôi. Vậy sao? Vương Nhất cười nhạt một tiếng, cậu gọi những con gà đất chó kiểng này tới, cộng thêm đống đồng nát sắt vụn này, cho là có thể lấy tính mạng của tôi. Không lẽ vẫn chưa đủ sao? Bạch Vũ vẻ mặt cười lạnh, nơi này tổng cộng có 16 khẩu súng, mỗi một khẩu đều có thể một súng bắn nát đầu cậu, huống chi, khách sạn Huy Hoàng này còn có những người khác của nhà họ Bạch tôi, cậu và Lương Nhật Tân hai người, lấy cái gì đấu với tôi? Không không không. Vương Nhất lại liên tục lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười nghiền ngẫm, muốn đấu với nhà họ Bạch ông, cũng không phải tôi, mà là người khác. Bạch Vũ ngẩn ra, sau đó cười to ra tiếng, có người khác. Chẳng lẽ cậu cảm thấy, còn có người tới cứu cậu sao? Ông nói sai hai điều rồi. Vẻ mặt Vương Nhất lạnh nhạt, trừng mắt lạnh lùng, thứ nhất, tôi không cần người cứu, thứ hai, cởi chuông còn cần người buộc chuông, ông liên lụy nhiều thế lực đối phó tôi như vậy. Tôi tất nhiên cũng muốn tìm người có thể xử lý bọn họ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Vũ lập tức biến đổi, ánh mắt đám người Tôn Kiều, Đồng Hiểu Sinh, Liễu Mộng cũng trở nên kinh hãi. Gió lạnh gào thét, xe cộ tấp nập. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa đứng dưới lầu khách sạn Huy Hoàng, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta nên làm gì đây? Vương Thanh Hòa trong lòng cực kỳ lo lắng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn Huy Hoàng. Vì cứu các cô, Vương Nhất và Lương Nhật Tân còn ở lại tầng cao nhất, cũng không biết bây giờ bọn họ có an toàn hay không. Vẫn là Phương Huệ gặp nguy không sợ, bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta lập tức báo cảnh sát, nhà họ Bạch đã phạm pháp nghiêm trọng, một mình mang theo súng ống. Nói xong, đang muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Đột nhiên, một tiếng leng keng vang lên, một bảng tin mới đã thu hút sự chú ý của cô ta. Nhiều con đường ở Thiên An. Kinh ngạc phát hiện mấy trăm chiếc xe sang trọng vượt đèn đỏ. Mở ra còn có một cái video. Trong video, từng chiếc xe sang trọng đâm thẳng vào nhau, tốc độ xe tăng vọt đến cực hạn, liên tục vượt qua từng chiếc đèn đỏ. Hơn nữa, không phải một con đường xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tất cả người đi đường, xe cộ, rối rít nhường đường cho bọn họ. Ánh mắt Phương Huệ chấn động, đêm nay rốt cuộc Thiên An đã xảy ra chuyện gì, lấy đâu ra nhiều xe sang như vậy. Phương Tổng, cô xem nơi đó. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Vương Thanh Hòa. Phương Huệ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Vương Thanh Hòa đang ngây ngốc nhìn về một hướng. Ram, từng chiếc xe sang trọng chạy qua bên cạnh các nàng, mang theo khí lưu mãnh liệt, thổi loạn tóc dài của các cô, cùng với làn váy dài. Mẹ nó, biển số xe này, ZA00000, không phải là xe của gia chủ nhà họ Tôn sao? Còn có chiếc Ferrari này, ZA33333, là con gái của nhà họ Đồng, xe yêu thích của Đồng Yên Nhiên. ZA99999, hồng kỳ số lượng có hạn, ghế ngồi của đại sư bao của Hiệp hội Võ Đạo. Chiếc xe này ghê gớm hơn, trực tiếp không biển số, xe của Thương hội Hồng Ưng. Dưới lầu khách sạn Huy Hoàng, hơn 100 chiếc xe sang trọng đỗ lộn xộn, dẫn tới vô số người qua đường kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Cửa xe mở ra, một đám người hùng hổ đi xuống, thân sắc lạnh lùng, mang theo sát khí lạnh lạnh, đi ở phía sau gia chủ của mình. Tổng cộng có 4 nhóm người, tổng cộng hơn 100 người, từ bên người Phương Huệ và Vương Thanh Hòa đi qua, trùng trùng điệp điệp đi thẳng vào khách sạn Huy Hoàng. Dẫn đầu, chính là gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ, con gái đầu của nhà họ Đồng, Đồng Yên Nhiên, cao tầng Hiệp hội Võ Đạo Bao Đại Sư, cùng với Tăng Quốc Vinh. Cảnh tượng dưới khách sạn Huy Hoàng, cũng không kinh động bọn người Bạch Vũ, giờ phút này tầm mắt của mọi người, đều tập trung ở trên người Vương Nhất. Bọn họ đều nhận thấy được, từ sau khi Vương Nhất nói ra lời này, không khí nơi này liền thay đổi. Vốn cục diện tất thắng trở nên thế lực ngang nhau, thậm chí cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Vương Nhất. Loại kết quả này, ngay từ đầu bọn người Bạch Vũ không thể nào tưởng tượng được. Tất cả bình tĩnh một chút. Cậu ta chỉ là phô trương thanh thế thôi. Đột nhiên, Trần Thiên Thành hét lớn một tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn Vương Nhất một cái, cả giận nói, mấy người ngẫm lại xem, cậu ta có thân phận gì, một phế vật ngay cả nhà họ Châu cũng không cần, làm sao có thể mời tới nhiều người như vậy. Trong những người này, bối phận của Trần Thiên Thành lớn nhất, lời nói có trọng lượng nhất, những người khác nghe Trần Thiên Thành nói, cũng đều phục hồi tinh thần lại, trong mắt có ánh sáng lạnh ngưng tụ, nhìn về phía Vương Nhất.
thiếu chút nữa bị anh lừa vào chồng rồi. Đều chết đến nơi rồi, còn dám dõng dạc ăn nói ngôn cuồng như vậy. Gia chủ Bạch, tên nhóc này có chút tà môn, đừng nói nhảm với cậu ta nữa, nhanh giết cậu ta, tránh cho đêm dài lắm mộng. Có người chửi ầm lên, cũng có người trong lòng kiêng kỵ, vội vàng nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng cảm thấy quỷ dị, Trần Thiên Thành phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng mà, ông ta vẫn như cũ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại áp lực càng lúc càng lớn. Được, một khi đã như vậy, tôi sẽ không nói nhảm với ông nữa, giết chết cậu ta. Hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng. Theo những lời này nói ra, vệ sĩ ở hiện trường đều chĩa súng vào đầu Vương Nhất. Lương Nhật Tân lo lắng, nhưng Vương Nhất vẫn phong khinh vân đạm như cũ, vẻ mặt trêu tức nhìn Bạch Vũ, tôi đã cho các người cơ hội, đáng tiếc là các người không quý trọng. Bạch Vũ sắc mặt dữ tợn, nếu đây là di ngôn của cậu, vậy cậu có thể đi. Bùm! Chữ chết, cuối cùng còn chưa nói xong, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó, cửa lớn yến hội liền bị mở ra, một người bộ dáng quản lý té nhào trước mặt Bạch Vũ, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Gia chủ, không xong rồi. Khách sạn Huy Hoàng đã bị bao vây. Rất nhiều gia chủ gia tộc cùng nhau tới, nhất định phải đòi một lời giải thích. Cái gì? Nội dung trong lời nói, làm Bạch Vũ sợ ngây người, vệ sĩ của nhà họ Bạch cũng một đám choáng váng, ngay cả nổ súng cũng quên. Cường tộc hội tụ, vì cái gì? Ba, chúng ta nên làm gì đây? Bạch Hiển phốc một tiếng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt hỏi. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa một trận, rồi sau đó trầm giọng nói, con đi trấn an bọn họ trước. Để cho bọn họ ở phòng khách quý chờ, ba xử lý xong chuyện nơi này liền đi qua. Ông Bạch, dám để cho chúng ta ở phòng khách quý chờ. Sao ông dám làm như vậy? Nhưng mà mệnh lệnh của Bạch Vũ còn chưa hạ xong, một tiếng hét lớn lạnh lùng liền vang lên. Người quản lý kia đi rồi lại quay về, chẳng qua là bị đá trở về. Đồng tử trắng bệch, không nhúc nhích, rõ ràng đã ngất đi. Bạch Vũ hai mắt sung huyết. Nhanh chóng nhìn về phía cuối hành lang. Chỉ thấy một người trung niên uy nghiêm hơn 40 tuổi mang theo một nhóm lớn bảo tiêu đi vào yến hội, ánh mắt hung lệ quét nhìn toàn trường. Chính là gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ. Ba, sao ba lại đến đây? Trong đám người, Tôn Kiều trợn mắt há hốc mồm kinh hô một tiếng, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Tôn Chính Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Kiều, hừ một tiếng, lát nữa sẽ dạy dỗ lại đứa con gái bất hiếu như cô. Lời này vừa nói ra, Tôn Kiều đặt mông trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Bạch Vũ ánh mắt âm trầm đến cực điểm, gia chủ Tôn, ông đây là có ý gì? Tất nhiên là muốn cùng nhà họ Bạch các người khai chiến toàn diện. Tôn Chính Vũ vừa dứt lời, vệ sĩ nhà họ Tôn trực tiếp vây quanh mọi người nhà họ Bạch. Bốn chữ toàn diện khai chiến, hoàn toàn chấn kinh Bạch Vũ, thân là gia chủ, ông ta tất nhiên biết trọng lượng của bốn chữ này. Không chỉ là thương chiến, càng là gia tộc so đấu vũ lực. Thế nhưng, ông ta cũng không e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, chỉ bằng nhà họ Tôn mấy người, cũng dám cùng nhà họ Bạch toàn diện khai chiến sao? Ông ấy không đủ, vậy thêm tôi nữa thì sao? Lúc này, lại từng giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Đồng Yên Nhiên một thân váy dài đỏ thẫm, thần sắc lạnh lùng cất bước mà đến. Giờ phút này nàng, không có nửa điểm quyến rũ, chỉ có vẻ mặt sát phạt quả quyết. Nhà họ Đồng. Bạch Vũ ánh mắt rốt cục trở nên hoảng sợ. Trong đám người, sắc mặt của Đồng Hiểu Sinh biến đổi. Em gái, lần này em tới đây, là đại biểu cho thái độ của ba, hay là thái độ của chính em? Nhà họ Đồng cùng với nhà họ Bạch có quan hệ tốt, anh ta không tin đây là ý tứ của Đồng Kiệt. Khác nhau sao? Đồng Yên Nhiên liếc Đồng Hiểu Sinh một cái, thản nhiên nói, tôi mới là người thừa kế chính thống nhất của nhà họ Đồng, ý của tôi. Chính là ý của Đồng Lão Lục, ông ấy dám nói nửa chữ không sao. Đồng Hiểu Sinh ốt cuộc hiểu được, đây là ý tứ của Đồng Yên Nhiên, tiền trảm hậu tấu. Lương Nhật Tân đã sợ ngây người, nhà họ Tôn và họ Đồng liên thủ, nhà họ Bạch căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà, trên mặt Vương Nhất vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, căn bản vẫn luôn như cũ. Cái này còn chưa xong, sau nhà họ Tôn và họ Đồng, phía sau ngay sau đó lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Bao đại sư mang theo một đám võ giả mặc trang phục luyện công màu trắng hùng hổ đi đến, ánh mắt dừng lại trên người Mã Cung cùng mấy thành viên hiệp hội võ đạo khác, giận dữ vô cùng.
thật sự là ăn tim gấu gan báo, ngay cả ngài vương cũng dám đụng đến. Nói xong, căn bản không cho đám người Mã Cung cơ hội giải thích, nhanh như chớp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bang bang hai cước, trực tiếp đem bọn họ đá bay, đá thành trọng thương. Hiệp hội võ đạo cũng tới. Bạch Phú cùng Bạch Hiển ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí thân thể đều kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, dưới sự vây quanh của nhiều nhân sĩ tinh anh mặc Âu phục dày da, Tăng Quốc Vinh khoan thai đến chậm, đầu tiên là nhàn nhạt quét mọi người một cái, cuối cùng bước nhanh đi tới trước mặt Vương Nhất, cúi đầu. Ngài Vương, thuộc hạ tới chậm, xin ngài thứ tội. Vương Nhất cười khoát khoát tay, rồi sau đó tràn ngập trêu tức nhìn về phía Bạch Vũ, ông chủ Bạch, đội hình như vậy, có hài lòng không? Bạch Vũ giờ phút này đã kinh hãi gần chết, sau một lúc lâu mới lắp bắp nghẹn ra một câu. Các người, đều đến vì cậu ta sao? Tất nhiên, Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên, Bao Đại Sư, cùng với Tăng Quốc Vinh ánh mắt thần kỳ nhất trí, lãnh ý cùng với sự kính trọng song song tồn tại. Ông Bạch, còn tìm cái chết mấy người, hôm nay mỗi người cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Thế lực tứ đại gia tộc, ước chừng mấy trăm người, hết thảy vì Vương Nhất mà chiến, đủ để cho nhà họ Bạch, cùng với tất cả địch cũ sợ hãi, bọn họ giật mình ý thức được một vấn đề. Thời gian trôi đi. Không có gì là không thay đổi, trước kia Vương Nhất xem bọn họ như con kiến, bây giờ vẫn là như thế. Tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập ở trong lòng người của Vương gia trận doanh, xua đi không được. Sau một hồi ngây người, Bạch Phú đột nhiên điên cuồng giống to, vậy thì thế nào? Mấy người có giỏi giang hơn nữa, cũng giống như họ Bạch tôi, đều là nhất lưu gia tộc, cá chết lưới rách, tôi cũng không sợ các người. Còn có võ đạo hiệp hội cùng với thương hội Hồng Ưng, các ngươi cũng không thể liên quan quá nhiều đến tranh đấu giữa các gia tộc, ảnh hưởng cân bằng. Cho nên, họ Bạch tôi phải đối mặt, cùng lắm là nhà họ Tôn và họ Đồng mà thôi. Nói xong, Bạch Phú cười như điên. Nhưng tiếng cười còn chưa kéo dài bao lâu, đã bị một câu nói đánh trở về nguyên hình. Vậy sao, vậy còn nhà họ Kim tôi thì sao? Vừa dứt lời, Kim Thành Phong bước vào. Phía sau, cũng có một đám người đi theo. Nếu nhà họ Tôn và nhà họ Đồng liên kết bức vua thoái vị, chỉ là Bạch Vũ cảm thấy chấn động, như vậy hiện tại Kim Thành Phong đã đến, chính là nghiền ép cọng rơm cuối cùng nhà họ Bạch. Khác với nhà họ Tôn và nhà họ Đồng, nhà họ Kim chính là đại diện của hào môn Thiên An, cho dù hiện tại Kim Thúy Như đã là đại diện của nhà họ Kim, lạc đà gầy cũng hơn ngựa, không phải nhà họ Bạch anh ta có thể chống lại. Kim Thành Phong chỉ hời hợt liếc Bạch Vũ một cái, rồi hoàn toàn mất hết hứng thú, lập tức đi đến trước mặt Vương Nhất, hơi khom người, ngài Vương. Vương Nhất không đáp lại, chỉ nheo mắt, đánh giá Kim Thành Phong rõ ràng. Nhà họ Tôn, nhà họ Đồng, Hiệp hội Võ Đạo và Thương hội Hồng Ưng đến đây, đều nằm trong kế hoạch của anh, chỉ duy nhất nhà họ Kim đến là nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất. Trong mắt anh, đây nhất định là ý của Kim Thúy Như. Quả nhiên, Kim Thành Phong cười nhạt, nói. Chị họ nhờ tôi nhắn lại một câu, sau này ngài Vương và nhà họ Kim tôi, cũng là quan hệ hợp tác, có khó khăn gì, cứ thẳng thắn nói ra, để nhà họ Kim giải quyết. Ngây người bên cạnh Kim Thúy như lâu như vậy, khí chất ăn chơi trác táng trên người Kim Thành Phong đã phai nhạt dần, trở nên cứng cáp hơn, một câu đã có thể biểu đạt lập trường của nhà họ Kim. Bạch Phú vừa nghe vậy đồng tử lập tức co rút lại, đây là ý của cô Kim. Kim Thành Phong nhàn nhạt gật đầu, trong mắt anh ta. Như thể nhà họ Bạch đã là cá nằm trong chậu rồi. Bạch Phú và Bạch Hiển nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, vất vả lắm ý muốn phản kháng mới dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã lụi tàn. Nếu là Kim Thành Phong trước đây, Bạch Phú cũng không sợ hãi, nhưng là Kim Thành Phong đại diện cho Kim Thúy Như muốn diệt nhà họ Bạch, chỉ sợ chỉ là một mong muốn thôi. Còn Lương Nhật Tân, đã hoàn toàn kinh hãi rồi. Ai cũng biết, 5 năm trước, Vương Nhất suýt chút nữa trở thành chồng của Kim Thúy Như, bỏ qua việc yêu hận không nói, Kim Thúy Như rất để ý vị chồng trước này. Nói cách khác, bốn nhà giàu lớn nhất Thiên An, ngoại trừ nhà họ Nhan chưa từng xuất hiện, còn lại tất cả đều đã phục tùng Vương Nhất. Đây là kiểu quyền thế ngập trời gì chứ, là quyền lực đã nghiêng hẳn về một bên. Lương Nhật Tân càng lúc càng cảm thấy may mắn khi mình đã lựa chọn phục tùng mà không phải lựa chọn đối địch. Kỳ thật. Có suy nghĩ này không chỉ riêng mình anh ta, Kim Thành Phong cũng vậy, chào hỏi Vương Nhất xong, anh ta lạnh lùng nhìn về phía Bạch Vũ, Bạch gia chủ,
ngay cả chúng tôi nhìn thấy anh ấy đều phải cung cung kính kính chào một tiếng. Chào ngài vương, anh chỉ là chủ nhà của một gia tộc nhỏ bé, dựa vào cái gì mà ra tay với ngài vương chứ? Cùng với những lời này vừa ra, áp lực của mọi người nhà họ Bạch càng nặng nề hơn, bởi vì bọn họ cảm giác được, lực lượng vệ sĩ các gia tộc mang đến, đều vây quanh bọn họ. Đặc biệt là những vệ sĩ cầm súng của nhà họ Bạch, cho dù là nhà họ Tôn hay nhà họ Đồng hoặc là nhà họ Kim, đều cầm súng chỉ vào đầu bọn họ. Đồng Yên Nhiên nhìn mọi người xung quanh, bỗng nhiên quát một tiếng, tất cả nộp vũ khí đầu hàng sẽ không giết. Bang bang bang. Tức khắc, tất cả vệ sĩ của nhà họ Bạch đều buông súng trong tay ra, cả đám quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Một màn này, mạnh mẽ kích thích Bạch Vũ, Bạch Hiển và những người vì trả thù vương nhất mà tạo thành liên minh. Đồng tử của bọn họ bị phóng đến cực hạn, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cũng ngã ngồi ra đất. Cục diện vốn nghiêng về một phía, sau khi vương nhất ra tay, nháy mắt quay cuồng, chút thủ đoạn này, cũng thật khiến Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên và những người vội vàng chạy đến đây, chấn động mạnh mẽ. Bởi vì trong hiểu biết của bọn họ, họ là thế lực duy nhất đến chi viện cho vương nhất, chưa từng nghĩ đến, còn có những thế lực khác. Tôn Chính Vũ lạnh lùng liếc bọn họ một cái, đi đến trước mặt vương nhất, âm trầm nói, ngài vương, những người này sẽ xử lý thế nào, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tôi sẽ xử họ ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, cơ thể mọi người run bần bật, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt vương nhất bình đạm, tầm mắt lại nhìn đám người Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên, bọn họ đều là người nhà các người, sống hay chết, tự các người định đoạt đi. Trái tim của đám người Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên lại run rẩy, cúi đầu nói, dạ. Ngài vương, vất vả lắm bọn họ mới có được tín nhiệm của vương nhất, tuyệt đối sẽ không để một mẩu phân chuột làm hỏng cả nồi cháo. Như cảm giác được sát ý của Tôn Chính Vũ, Tôn Kiều là người đầu tiên bò như chó đến đây, ôm chặt lấy chân Tôn Chính Vũ, khóc lóc thảm thiết, ba, con chính là con gái của ba. Ba không thể giết con. Cút ngay, tôi không có đứa con gái như cô. Nhưng Tôn Chính Vũ lại không hề do dự đá văng cô ta ra, thần sắc lạnh băng, không phải tôi muốn giết cô, mà là cô hại chính cô, bắt đầu từ giây phút cô oán hận ngài vương, tôi đã không cứu được cô rồi. Cả người Tôn Kiều run rẩy, quay đầu bò đến bên chân vương nhất, run rẩy khóc ròng, ngài vương, tôi cũng không dám nữa, xin ngài, tha cho mạng chó của tôi thật sự biết sao rồi. Nhưng trong mắt vương nhất không có chút thương hại nào, Tôn Chính Vũ cho dù tiếc nuối thế nào, cũng chỉ có thể hét to một tiếng, người đâu, ra tay. Đừng mà, tôi không muốn chết. Tôn Kiều nhanh chóng bị kéo ra ngoài, không lâu sau, tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên im bặt, lại không có bất kỳ dấu hiệu sống sót nào. Môi hở răng lạnh, nhìn kết cục bi thảm của Tôn Kiều, thân hình Liễu Mộng cũng mềm oặt ngã xuống, quay đầu lại nhìn về phía Đồng Yên Nhiên, Yên Nhiên, tôi chính là con gái của ba cô nhẫn tâm nhìn tôi chết như vậy sao? Cô cho rằng mình nói tên của Đồng Kiệt ra thì tôi sẽ tha cho cô sao? Nằm mơ đi. Đồng Yên Nhiên cho Liễu Mộng một cái tát, sát ý trên gương mặt trải rộng, như vậy chỉ đẩy nhanh cơ hội chết của cô thôi, mẹ của tôi, chỉ có một, bà ấy đã chết, bị Đồng Kiệt và người thứ ba các người hại chết. Liễu Mộng mất hết sức lực ngồi dưới đất, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Còn anh nữa, Đồng Hiểu Sinh. Đồng Yên Nhiên đột nhiên lại quay người về phía Đồng Hiểu Sinh. Hôm nay cho dù Đồng Kiệt có tới cũng không thể cứu được anh. Dứt lời, cơ thể cô nháy mắt biến mất tại chỗ, nâng chân lên, đá mạnh vào ngực Đồng Hiểu Sinh. Bụp! Khiến vương nhất kinh ngạc chính là, Đồng Yên Nhiên thế mà lại là một cao thủ, một cước này dùng toàn lực, hơn nữa giày cao gót sắc bén, Đồng Hiểu Sinh bị đá đến bán thân bất toại, phun ra một ngụm máu tươi, rồi hôn mê bất tỉnh. Đá xong, Đồng Yên Nhiên quay đầu lại nhàn nhạt nói, người đâu? Mau lôi anh ta xuống, ném ra ngoài đường, đời này, không được phép bước vào nhà họ Đồng. Vẻ mặt đám thuộc hạ lại khó xử, cô chủ, nếu ông chủ biết. Ánh mắt Đồng Yên Nhiên lạnh lùng, tôi nói ném, thì ném cho tôi. Dạ, người nhà họ Đồng không dám trái lệnh, chỉ có thể nâng Đồng Hiểu Sinh nửa sống nửa chết ra ngoài. Sau này, có lẽ chỉ có thể làm ăn mày. Tăng Quốc Vinh cũng đưa Thường Dĩnh và Thường Lâm đi. Chỉ còn lại hai người Trần Thiên Thành và Văn Đào. Khi ánh mắt vương nhất quét tới, cả người Văn Đào và Trần Thiên Thành đều run rẩy dữ dội, có cảm giác nháy mắt ngã vào địa ngục. Trần lão gia tử, tôi đã cho nhà họ Trần cơ hội sống, ông lại không quý trọng, bị ý nghĩ báo thù che mờ đầu óc,
như vậy thì có ý nghĩa sao? Vương Nhất nhàn nhạt nói. Trần Thiên Thành im lặng đứng đó, gương mặt như già đi vài tuổi. Sau một lúc lâu, ông ta ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, có ý nghĩa, nhà họ Trần đã được tôi đưa ra khỏi Thiên An, một mình tôi trở lại Thiên An, chính là vì báo thù cho hai đứa cháu của tôi, chỉ là thất bại mà thôi. Ánh mắt Vương Nhất hơi trầm xuống, ông hẳn là hiểu rõ, có một số việc, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Tôi đương nhiên rõ ràng. Thần sắc của Trần Lão Gia Tử rất thản nhiên. Không hề sợ hãi, chỉ là chết mà thôi, nhưng tôi có một yêu cầu, để tôi ra đi có chút thể diện. Vương Nhất im lặng trong chốc lát, gật gật đầu, được, chính ông tự kết thúc đi. Trần Lão Gia Tử hơi mỉm cười, rồi sau đó sửa soạn lại quần áo trên người một chút, đi đến bên cửa sổ, nhảy ra ngoài. Không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ là trên mặt đất đã có thêm một thi thể. Cứu, cứu mạng. Nhìn phe cánh một người rồi lại một người chết đi. Thần sắc Văn Đào đã cực kỳ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi vừa xoay người, tiếng súng đã vang lên. Giữa trán Văn Đào xuất hiện một lỗ máu, thi thể mềm oặt ngã xuống. Vương Nhất đạm nhiên chứng kiến tất cả, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ, đến lượt ông rồi. Bốn chữ cuối cùng này của Vương Nhất, thẳng thắn tuyên bố án tử của nhà họ Bạch. Bạch Hiển trợn trừng đôi mắt, lui lại phía sau hai bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ. Ba, chẳng lẽ nhà họ Bạch ta ngay cả một cơ hội cũng không có sao? Bạch Vũ không đáp lại, một mình quay lại vị trí cũ, im lặng hút thuốc. Ba, trong mắt Bạch Hiển chứa đầy không cam lòng, nôn nóng mà hô lên. Mày ngậm miệng cho tao. Bạch Vũ đột nhiên mắng to, đồng tử Bạch Hiển co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn ba của mình. Bởi vì anh ta phát hiện, một đầu tóc đen của ba, vậy mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành trắng. Mái tóc bạc dần, nhanh chóng lan đến tóc mai của Bạch Vũ, cho đến khi bạc trắng cả đầu. Nhà họ Bạch đã tan tác, thế mà khiến ông ta một đêm bạc đầu. Vương Nhất và đám người Tôn Chính Vũ cũng kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, đây là phẫn hận lớn cỡ nào mới có thể khiến tóc đen biến thành bạc chứ? Mày nghĩ rằng tao không muốn thắng sao? Mày cho rằng tao không muốn nó chết sao? Nhưng sự thật lại như vậy, nhà họ Bạch ta ngay từ lúc bắt đầu đã thua rồi. Bạch Vũ hét ầm lên, tiếng nói vậy mà còn hơi run rẩy. Ông ta hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ. Ngoài mặt mà nói, là nhà họ Bạch hãm hại Vương Nhất, nhưng thực tế, lại là Vương Nhất hãm hại nhà họ Bạch. Vương Nhất nói đúng, có một số kẻ địch, không phải sắp xếp tỉ mỉ thì có thể đánh bại. Nhà họ Bạch, không có khả năng xoay chuyển. Cùng với những lời này của Bạch Vũ, tàn thuốc trong tay ông ta cũng nứt đoạn, tựa như vận số của nhà họ Bạch vậy, cắt thành hai đoạn. Đây, sao có thể? Bạch Hiển cũng ngã ngồi xuống đất, gương mặt trắng bệch. Vương Nhất chỉ bình đạm chứng kiến tất cả, đợi cha con Bạch Vũ hoàn toàn yên tĩnh lại, lúc này mới nhàn nhạt nói. Tịch thu tất cả tài sản và sản nghiệp của nhà họ Bạch, để nhà họ Tôn xử lý, còn cha con các người, tương lai có thể tồn tại hay không, xem vận may của các người đi. Dạ, ngài Vương. Trong lòng Tôn Chính Vũ tràn đầy vui sướng, lấy tài sản nhà họ Bạch. Đủ để nhà họ Tôn đi lên đỉnh cao. Đồng thời, Vương Nhất cũng không có ý sẽ giết cha con Bạch Vũ, một là thân phận của bọn họ thấp bé, giết cũng lãng phí thời gian của Vương Nhất, hai là Lý Khinh Hồng vẫn luôn hy vọng Vương Nhất không giết người nữa. Trong vô thức, Vương Nhất cũng từng chút một loại bỏ sát tâm, cho dù mục đích của đối phương là gì, anh cũng sẽ tha cho đối phương một mạng. Nhưng đây cũng là chỗ cao tay của Vương Nhất, nhà họ Bạch đắc tội với không ít thế lực. Cho dù Vương Nhất không ra tay, cũng sẽ có người ra tay. Chúng ta đi. Vương Nhất xoay người rời đi, Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên, Bao Đại Sư cùng với Tăng Quốc Vinh và Kim Thành Phong cũng rối rít theo sau. Nhìn theo bóng dáng Vương Nhất rời đi, Bạch Vũ lẩm bẩm tự nói, xem ra, là mình sai rồi, có lẽ, ngay từ đầu đã không nên đối nghịch với anh ta. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa sốt ruột chờ dưới đại sảnh của khách sạn Huy Hoàng. Do dự có nên báo cảnh sát không? Một là lo cho an toàn của Vương Nhất, hai là suy nghĩ đến nhiều thế lực tập trung như vậy, là vì lý do gì? Nếu là đến giúp Vương Nhất, vậy thì còn tốt, nhưng nếu là đứng về phía nhà họ Bạch. Hậu quả là Phương Huệ và Vương Thanh Hòa không dám tiếp tục nghĩ nữa, nếu thật sự như các cô nghĩ, cho dù là thần tiên đại la đến cũng không cứu được Vương Nhất. Đang miên man suy nghĩ, khách sạn bỗng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn nhịp nhàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần sắc Vương Nhất bình tĩnh đi xuống lầu, phía sau,
đi theo khoảng 100 người, gia chủ nhà họ Tôn, trưởng nữ nhà họ Đồng, Bao đại sư, Tăng Quốc Vinh, tất cả đều như đàn em, cố ý lùi lại một chút, đi theo sau Vương Nhất. Ngài Vương, anh có không sao cả thì tốt rồi. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa vui vẻ lập tức tiến lên đón. Nhìn hai cô, Vương Nhất hiếm thấy cũng nở nụ cười, hai người các cô, chính là khi mạng sống của mình bị uy hiếp, đều không lo cho mình trước mà lại không rời không bỏ ở bên cạnh anh, Vương Nhất chắc chắn sẽ không bạc đãi các cô. Ngài Vương, bọn họ đều là. Theo sau, Phương Huệ và Vương Thanh Hòa đều chú ý tới đám người Tôn Chính Vũ và Đồng Yên Nhiên phía sau Vương Nhất. Vương Nhất không hề phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu, vì thế, Phương Huệ và Vương Thanh Hòa đều trợn tròn mắt. Đây đều là những nhân vật lớn ngày thường có muốn gặp cũng không được, ở trước mặt Ngài Vương thế mà cung kính như vậy. Lúc này, Tăng Quốc Vinh đi tới, Ngài Vương, tất cả sản nghiệp của nhà họ Bạch, đều chuyển sang danh nghĩa của nhà họ Tôn, nhưng lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Tôn lại không nằm trong giới giải trí, chọn chủ tịch mới cho giải trí huy hoàng cũng là một vấn đề đấy. Vậy à? Vương Nhất rơi vào trầm tư, nhà họ Tôn ở Giang Chiết cũng không có bất kỳ lực ảnh hưởng nào đến giới giải trí, để nhà họ Tôn khống chế, rõ ràng không phải là lựa chọn tốt. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Vương Thanh Hòa Thanh Thuần, Vương Nhất lập tức có lựa chọn. Cô Vương, có hứng thú tiếp nhận chức vị chủ tịch của giải trí huy hoàng không? Hả? Vương Thanh Hòa lập tức sửng sốt, rồi lại lắc đầu nguôi nguẩy, cảm ơn Ngài Vương đã để mắt đến, nhưng tôi biết, tôi không có năng lực này. Hơn nữa, tôi chỉ thật sự chỉ muốn đóng phim ca hát thôi. Vương Thanh Hòa từ chối, không chỉ không khiến Vương Nhất cảm thấy phản cảm, ngược lại đối với người này càng có thêm hảo cảm, tôi hiểu ý của cô, nhưng cô là người thích hợp nhất, tôi nghĩ Lạc Si mà biết, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Vương Thanh Hòa lập tức cầm tay Vương Nhất, anh có quen với sư phụ của tôi sao? Vương Nhất gật đầu, Vương Thanh Hòa lập tức rơi vào trầm tư. Tươi cười trên mặt Vương Nhất dần mất đi, tuy rằng cô là học trò của Lạc Si, nhưng trong giới giải trí có rất nhiều người không biết, vì thế cũng khiến con đường của cô cực kỳ gập ghềnh. Trước mặt mọi người cô là ánh hào quang, nhưng phía sau người, lại chỉ là công cụ kiếm tiền của công ty quản lý, hiện giờ đã dám để cô diễn cảnh hôn, sau này sẽ bắt cô đi bán thân, cô vẫn sẽ tình nguyện như vậy sao? Tôi, Vương Thanh Hòa cắn chặt môi, im lặng không nói. Cô không có kinh nghiệm không sao cả, tôi sẽ tìm người trợ giúp cô, sau khi cô tiếp quản giải trí huy hoàng, không cần công khai ra bên ngoài, tiếp tục làm việc mà cô thích là được. Đồng Yên Nhiên rất có hứng thú tiến lại, tôi rất có hứng thú với lĩnh vực này, nếu không, tôi góp cổ phần hỗ trợ cô. Cô Đồng, trên mặt Vương Thanh Hòa tràn đầy cảm động, nhìn Vương Nhất, thân sắc vẫn áy náy, nhưng là, trong lòng tôi còn băn khoăn, nếu không phải tôi kính rượu với Ngài Vương. Vương Nhất có hơi bất đắc dĩ, nhà đầu này, đúng là hiền lành quá, vẫn còn rối rắm vì chuyện này. Cô ta cảm thấy là mình hại Vương Nhất, nhưng trong mắt Vương Nhất, là cô ta đã giúp phát hiện việc nhà họ Bạch đang làm. Nhưng lúc tôi vờ bất tỉnh, cô cũng quên mình bảo vệ tôi, không phải sao? Vẻ mặt Vương Nhất trịnh trọng, nhìn Vương Thanh Hòa nói, dù chỉ nhận được một giọt nước nhỏ, nhưng cũng không quên báo đáp, đây là quy tắc làm người của tôi, cô đáng để tôi làm như vậy. Phía sau, Tôn Chính Vũ, Đồng Yên Nhiên, cả Tăng Quốc Vinh đều dùng ánh mắt dịu dàng Vương Thanh Hòa, trong mắt đều là ý tứ cổ vũ. Vương Nhất làm người, bọn họ đã hiểu rõ từ lâu. Ngài Vương, vành mắt Vương Thanh Hòa đỏ hoe, che miệng, không biết nên nói gì. Phương Huệ nắm lấy tay Vương Thanh Hòa, cười nói, cô đồng ý đi, bởi vì chủ tịch có liên quan đến Bạch Vũ, Lý Tổng còn ghét bỏ không muốn hợp tác với giải trí huy hoàng. Nếu là cô, vậy thì tập đoàn Lệ Tinh và giải trí huy hoàng sẽ là quan hệ hợp tác lâu dài. Nghe vậy, Vương Thanh Hòa cuối cùng không từ chối nữa, nếu Ngài Vương đã để mắt đến tôi như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể thử xem. Nhưng nếu tôi tiếp quản giải trí huy hoàng, tôi nhất định phải làm một chuyện. Biểu tình của cô ta nghiêm túc cực kỳ. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô ta, chuyện gì? Đổi tên. Vương Thanh Hòa gần từng chữ nói, đổi thành giải trí nhất hòa. Giải trí nhất hòa, là lấy chữ cuối của Vương Nhất và Vương Thanh Hòa, ý tứ thế nào thì không cần nói cũng biết. Vương Nhất trầm ngâm một lát, sau đó đồng ý tên này. Chuyện đã giải quyết xong, người ở đây cũng lần lượt rời đi, nhưng Đồng Yên Nhiên và Bao Đại Sư lại không rời đi. Vương Nhất nheo mắt, hai người còn có chuyện gì sao?
Đồng Yên Nhiên đầu tiên cho thuộc hạ lui xuống, liếc mắt Bao đại nhân một cái, ý bảo Bao đại sư nói trước. Bao đại sư cũng không từ chối, dù sao chuyện của ông ta cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Chỉ thấy ông ta cười nói, ngài vương, còn nhớ lần trước tôi nói với ngài về, đại hộ võ đạo, không? Vương Nhất gật đầu. Bao đại sư lập tức móc ra một tấm thiệp mời đỏ thẫm, vài ngày nữa là bắt đầu rồi, đây là thư mời. Vương Nhất chỉ nhìn lướt qua, liền cười khẽ cười, đây là ý của ông hay là ý của hội trưởng? Ngài vương, đây là ý của hội trưởng. Bao đại sư cẩn thận trả lời, vì thay vì nói là thư mời, nói thẳng ra là thư khiêu chiến. Tuy rằng hiệp hội là tôn vinh người mạnh, nhưng ngài vương cũng không phải là người của hiệp hội chúng tôi, lại liên tục khiến các cao thủ của hiệp hội bị thương, khiến hội trưởng rất tức giận. Nhưng hội trưởng cũng không định ngấm ngầm giải quyết, mà sẽ giải quyết trên đài thi đấu, tuyên bố muốn trong đại hội võ đạo đánh bại ngài vương. Nhìn thiệp mời mấy lần, Vương Nhất cười điên cuồng. Quay về nói với hội trưởng của các ông, đại hội võ đạo, tôi sẽ đến tham gia, nhưng tôi phải nói năng lỗ mãng trước, cho dù cả hiệp hội võ đạo các ông liên thủ, với tôi mà nói, cũng chỉ đáng một đòn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Đồng Yên Nhiên ở bên cạnh lập tức trợn tròn hai mắt, ngay cả hội trưởng của hiệp hội võ đạo khiêu chiến cũng khinh thường như vậy. Người đàn ông như vậy, quá ngầu. Ánh mắt Đồng Yên Nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhất, không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt lập tức ửng hồng. Bao đại sư lại dùng mình, không nói thêm gì nữa, chỉ trịnh trọng nói, tôi nhất định sẽ nói lại đúng sự thật. Vương Nhất nhìn về phái Đồng Yên Nhiên, cô thì sao? Lúc này, cũng chỉ còn hai người họ, thần sắc của cô ta lập tức trở nên trịnh trọng, bây giờ tôi sẽ nói một chuyện rất quan trọng, hy vọng ngài Vương không nói ra ngoài. Sau khi nhận được đảm bảo của Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên thấp giọng nói một câu. Gần đây, Đồng Kiệt đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, nhận được kết quả là ung thư phổi giai đoạn cuối. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Quả nhiên, nghe xong tin tức này, ánh mắt Vương Nhất cũng sắc lẻm. Trong mắt Đồng Yên Nhiên ít nhiều cũng có hơi hiu quạnh, bệnh viện báo cho ông ta, chỉ còn sống được 2 tháng nữa, lấy tính cách của ông ta, nhất định sẽ dọn sạch chướng ngại vật, lót đường cho tôi. Ánh mắt Vương Nhất dần hạ xuống, thế giới ngầm Thiên An, cũng rất rối loạn. Anh hoàn toàn có thể hiểu được lời của Đồng Yên Nhiên có ảnh hưởng lớn thế nào. Đồng Kiệt bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 2 tháng, trong thời gian này, ông ta chắc chắn sẽ lót đường cho Đồng Yên Nhiên, loại bỏ giặc nhà, đánh sập nhà họ Diệp. Nói cách khác, trong 2 tháng tới, không chỉ hai nhà Đồng Diệp sẽ khai chiến trên diện rộng, bên trong nhà họ Đồng, cũng sẽ có một cuộc thanh trừng. Cô muốn tôi giúp thế nào? Anh nghiêm túc nhìn Đồng Yên Nhiên. Đừng nhìn Đồng Yên Nhiên muốn nhờ Vương Nhất giúp đỡ, thực tế lại là lựa chọn của chính Đồng Yên Nhiên. Hai nhà Đồng, Diệp là quan hệ cân bằng, Đồng Kiệt ung thư phổi giai đoạn cuối sẽ phá vỡ thế cân bằng, hai hổ sẽ tranh chấp, ắt có một con bị thương. Hơn nữa, tuy rằng cô ta là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Đồng, nhưng bởi vì là con gái, dẫn tới rất nhiều con riêng của Đồng Kiệt bất mãn, nhất định sẽ ra tay trước. Một mặt chính là hận cha mình, mặt khác là kính trọng anh trai, nhìn như lựa chọn rất tốt, nhưng, thật sự là vậy sao? Ánh mắt Đồng Yên Nhiên hơi mờ mịt, tôi không biết. Vậy đợi cô suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi. Ánh mắt Vương Nhất bình đạm liếc cô ta một cái, sau đó lái xe rời đi. Nhìn từ kính chiếu hậu, anh thấy Đồng Yên Nhiên tuyệt vọng ngồi dưới đất, trong lòng cũng thầm thở dài. Anh có thể giúp Đồng Yên Nhiên lên nắm quyền, nhưng lại không có quyền quyết định sống chết của người thân bên cạnh cô ta. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, Vương Nhất nhận được điện thoại của Lý Thiên Dương. Tiểu Nhất, ngày mai đưa Lý Tổng về nhà ăn cơm, đưa cả con gái con đến nữa, ba còn chưa được bế cháu gái nữa. Vương Nhất vui vẻ gật đầu, con biết rồi, ba. Tắt điện thoại, trên mặt cũng hiện lên ý cười, đúng vậy, anh đúng là còn chưa đưa Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam về gặp người nhà. Về đến nhà, nói chuyện này với Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, Lý Khinh Hồng có hơi do dự, vẫn luôn im lặng. Vương Tử Lam lại rất vui vẻ vỗ tay, được, ông nội, con muốn gặp ông nội. Em xem, Tử Lam cũng đồng ý rồi. Vương Nhất cười nói, con dâu xấu phải gặp ba mẹ chồng rồi. Những lời này nháy mắt kích thích Lý Khinh Hồng, cô ngẩng đầu, trừng mắt với Vương Nhất, anh nói ai xấu. Vương Nhất liên tục chào thua, anh xấu, anh xấu. Vậy còn được.
Lý Khinh Hồng lúc này mới tha cho Vương Nhất, do dự một lúc lâu, mới đồng ý, vậy được rồi. Biết Lý Khinh Hồng nghi ngờ, Vương Nhất cười trấn an nói, yên tâm đi, em sợ bọn họ cũng sợ em mà, điều duy nhất phải chú ý là Châu Mỹ Ngọc. Lý Mộng Đình hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại Châu Mỹ Ngọc. Trước kia, Lý Khinh Hồng quyết định chuyện sống chết của nhà họ Lý, khiến cô chịu nhiều dằn vặt, hiện tại lại thành con dâu nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc rõ ràng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lý Khinh Hồng lại lắc đầu, anh hiểu lầm rồi, em không lo lắng chuyện này, mà bọn họ có thích em không? Em không thích nói chuyện, cũng không quan tâm đến ai, sau khi gặp được anh, em thử thay đổi, nhưng vẫn không thay đổi được, tính tình em trời sinh đã như vậy rồi. Một người nhiệt tình, lại ở bên một người trầm mặc kiệm lời, người bình thường sẽ thử tìm hiểu trước, Lý Khinh Hồng cũng biết tính cách của mình. Nhưng cô còn chưa nói xong, một đôi tay dày rộng ấm áp đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lý Khinh Hồng chợt mở to đôi mắt, không nói được gì nữa. Anh biết em lo lắng, nhưng em không cần thay đổi. Ánh mắt Vương Nhất dịu dàng, nụ cười phát ra từ nội tâm nói, lúc trước yêu em, chính là vì vẻ lạnh lùng của em, đi lính 5 năm, anh thường nghĩ, một người tính tình lạnh lùng, lại vì cứu một người xa lạ chưa từng quen biết mà lấy ra thứ quý giá nhất của mình, vậy thì là người tốt cỡ nào cơ chứ? Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Vương Nhất. Anh dần dần bị em hấp dẫn, nên là, em không cần thay đổi, em như vậy, mới là hoàn hảo nhất. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng bị thuyết phục, chủ động tới gần Vương Nhất, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đồng thời hơi hé đôi môi đỏ. Vương Nhất cũng đang muốn hôn. Ha ha ha, xấu hổ, ba mẹ xấu hổ. Hiện trường lại rất không hợp thời vang lên tiếng cười giòn giã. Hai tay Vương Tử Lam che mắt lại, nhìn xuyên qua khe hở ngón tay, cảm thấy tò mò nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đang sắp sửa trao nhau nụ hôn, ha ha cười không ngừng. Lý Khinh Hồng lập tức theo phản xạ đẩy Vương Nhất ra, vẻ mặt tức giận liếc anh một cái, lên lầu đi. Vương Nhất cũng cười khổ một tiếng, đến bên cạnh Vương Tử Lam, sờ sờ tóc bé, nhóc con này, lại làm hỏng chuyện tốt của ba rồi. Vương Tử Lam vẫn che mắt lại, chui vào lòng Vương Nhất, ha ha cười không ngừng. Đêm khuya, tập đoàn Kim Thị, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Kim Thúy như gấp chân, ưu nhã ngồi đối diện một người đàn ông vô cùng điển trai. Gương mặt người đàn ông lại không dễ chịu, Thúy Như, tôi bảo cô hạ gục em gái tôi, không phải bảo cô giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi biết, thân sắc của Kim Thúy Như bình đạm, căn bản không để anh ta trong mắt. Cô xem cô đã làm gì, cùng nó hợp tác dự án xây dựng thành phố, vậy không phải là làm ngược lại sao? Đây là nằm trong kế hoạch của tôi. Kim Thúy Như cầm lên cốc sứ thanh hoa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà, đêm còn rất dài. Cô ta còn rất nhiều việc phải làm. Lý Tinh Sở trợn trừng hai mắt, đây cũng nằm trong kế hoạch của cô rốt cuộc là gì? Lý Khinh Hồng có hơi khinh thường liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, anh quá coi thường Lý Khinh Hồng, anh cho rằng, lật đổ tập đoàn Lệ Tinh của cô ta sẽ ủ rũ quay lại Yến Kinh. Sai rồi, như vậy chỉ càng kích thích ý chí chiến đấu của cô ta thôi, Đông Sơn tái khởi, mạnh mẽ trở lại. Lý Tinh Sở tức khắc cau mày. Vậy nên làm gì bây giờ? Một đòn mạnh còn chưa đủ, chỉ có hai đòn đánh mạnh, thậm chí là ba đòn đánh mạnh, mới có thể đánh vỡ tinh thần của cô ta. Ánh mắt Kim Thúy như bình tĩnh như một hồ nước sâu, cho nên tôi tự quyết định, tìm một người hợp tác khác. Nói xong, liền vỗ vỗ tay, vào đi. Cửa lớn mở ra, một thanh niên tuấn Mỹ cầm quạt xếp đi vào, vậy mà lại là Nhan Dịch Phi của nhà họ Nhan. Anh ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kim Thúy như. Cười ha ha nhìn Lý Tinh Sở, khiến một người phụ nữ gục ngã, đơn giản chỉ cần ba điều, sự nghiệp rơi xuống vực sâu, người yêu phản bội, còn nữa. Thân phận điên đảo. Ba người thay nhau đả kích, bảo đảm cho dù là ai, cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng thôi. Vừa lúc, mấy ngày nay tôi vẫn luôn thu thập tư liệu, phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ánh mắt Nhan Dịch Phi dừng lại trên mặt Lý Tinh So, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc. Sáng sớm ngày hôm sau, trang chủ của các tờ báo lớn đều đưa một tin nóng. Đầu đường có hai cỗ thi thể, nghi là cha con nhà họ Bạch, bị kẻ thù giết. Tin tức vừa tung ra, gây chấn động cả thiên an. Rất nhiều gia tộc thế lực tương tự như nhà họ Bạch đều im hơi lặng tiếng, rút khỏi tầm mắt của mọi người, môi hở răng lạnh,
không ai biết tiếp theo liệu có phải bọn họ không. Mà tác giả Vương Nhất lại suýt xoa một tiếng, chuyện xấu làm quá nhiều, sau khi chết cũng không được yên thân. Anh đã tha cho nhà họ Bạch một con đường, nhưng Bạch Vũ và Bạch Hiển vẫn bị kẻ thù thuê giết, chết thảm ở đầu đường. Vào lúc này, ở cửa truyền tới tiếng tranh cãi dữ dội, sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Bạch Hiến tức giận đùng đùng xông vào, bụp một cái, dùng sức đập tờ báo sáng nay vào mặt Vương Nhất. Tăng Quốc Vinh ở đằng sau vội vàng tới xin lỗi, cậu Vương, tôi đã cản cô ta rồi, nhưng không cản được. Vương Nhất lạnh nhạt gật đầu, ông lui xuống đi. Sau khi Tăng Quốc Vinh đi, phòng làm việc chỉ còn lại anh và Bạch Hiến, anh ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cảnh sát Bạch, cô đây là có ý gì? Lời này nên do tôi hỏi anh chứ? Bạch Hiến mặt mày cực kỳ tức giận, bác cả của tôi, em trai của tôi sao trong một đêm lại chết thảm ở đầu đường rồi? Vương Nhất vẫn không thay đổi sắc mặt, tra rõ chân tướng vụ án, đây là công việc trong chức trách của cô, sao lại chạy tới hỏi tôi? Lời này vừa dứt, Bạch Hiến càng thêm tức giận, anh còn dám nói, nếu không phải do anh, bác cả tôi và em trai của tôi sao lại chết? Ồ, cô đây là nghi ngờ tôi là hung thủ giết người sao? Vương Nhất để công việc trong tay xuống, trên mặt nở nụ cười thích thú. Bạch Hiến sau đó hơi thay đổi sắc mặt, tôi không có nói như vậy. Hung thủ đã tìm được rồi, là hai tên kẻ nát rượu uống rượu say, không cướp được thì hai dao đâm chết bọn họ. Vậy cô tới chỗ tôi quậy cái gì? Ánh mắt của Vương Nhất tối đi từng chút. Tôi chỉ là. Vẻ mặt của Bạch Hiến bỗng nhiên có hơi chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất. Chần chừ hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng nói, tôi chỉ là muốn biết chân tướng của sự việc mà thôi. Tuy hung thủ đã tìm được rồi, nhưng tôi không tin chuyện này là lỡ tay giết người đơn giản như vậy, nhất định có liên quan gì đó với chuyện nhà họ Bạch chúng tôi bị diệt vong. Cơ thể của Vương Nhất hơi dựa ra sau, lạnh nhạt nói đi nói lại, vẫn là nghi ngờ tôi, ở trong mắt cô, tôi là người xấu không chuyện ác gì không làm sao. Tôi, Bạch Hiến bỗng nhiên có hơi tự trách, cũng cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Chuyện ngày hôm qua cô ta cũng nhận được chút tin tức, vốn tưởng rằng là bữa tiệc chúc mừng rất bình thường, không ngờ diễn biến thành thảm kịch nhân gian, Vương Nhất cũng ở trong đó, tất cả mọi chuyện làm cô ta không thể không liên hệ với Vương Nhất. Nhà họ Bạch diệt vong, ngược lại giải thoát cho cô. Không đợi Bạch Hiến lên tiếng, Vương Nhất lại nói, cô nghĩ xem khi nhà họ Bạch còn, Bạch Vũ đối xử với cô như nào, cô chỉ là công cụ để nhà họ Bạch giành lấy lợi ích, cưỡng ép cô gả cho Đồng Thiên Tường. Ngoài ra, tôi từng nói với cô, cái chết của ba cô cũng không thoát khỏi liên quan tới nhà họ Bạch. Anh nói cái gì? Ngay lập tức, đồng tử của Bạch Hiến co rút, sắc mặt có hơi tái nhợt. Cô ta bỗng nhiên nhớ tới bốn chữ cẩn thận nội gián mà Vương Nhất nói với cô ta. Bầu không khí ở hiện trường có hơi nặng nề, Vương Nhất và Bạch Hiến đều không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Hiến cuối cùng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất, tôi sẽ không phải vì trả thù cho bác cả của tôi chỉ là muốn biết chân tướng sự việc, đây là công việc của tôi. Nói xong, lại cúi sâu người trước Vương Nhất, rời khỏi phòng làm việc. Vương Nhất đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn Bạch Hiến rời đi, nhìn hồi lâu, sau đó rời đi. Anh xuống tầng. Đi tới tập đoàn Lệ Tinh một chuyến, lại đụng phải Thi Việt Hải của Cục Xây Dựng đang nói chuyện dự án kiến trúc đô thị với Lý Khinh Hồng. Cậu Vương! Nhìn thấy Vương Nhất, Thi Việt Hải lập tức cung kính hỏi, qua chuyện lần trước, ông ta cũng không dám qua loa lấy lệ với Vương Nhất nữa. Vương Nhất gật đầu, hai người nói chuyện của hai người. Thi Việt Hải và Lý Khinh Hồng nói tiếp, điều khiến Vương Nhất ngạc nhiên là dự án kiến trúc đô thị này vậy mà còn phải thông qua sự đồng ý của thế lực ở thành phố Giang. Thành phố Giang và Thiên An sát nhau, cách một con sông này chính là sông Thiên An. Điểm cuối của sông Thiên An, luôn chảy về phía khu vực thành phố Giang, nếu muốn hoàn toàn cải tạo thành công thì buộc phải tiến vào thành phố Giang, thông qua sự đồng ý của các thế lực thuộc thành phố Giang. Rất xin lỗi, cô Lý, ở Thiên An, cục kiến trúc đô thị của tôi còn nói được, nhưng ở thành phố Giang thì không có sức ảnh hưởng gì cả. Vẻ mặt của Thi Việt Hải rất áy náy. Trừ phi chúng ta từ bỏ phần lợi nhuận của thành phố Giang. Không thể. Lý Khinh Hồng lập tức lắc đầu, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải tốt tất cả. Bên phía thành phố Giang tìm cơ hội tôi sẽ đi gặp. Vậy thì làm phiền cô Lý rồi. Thi Việt Hải thở phào một hơi, lại hơi cúi người trước Vương Nhất,
rời khỏi phòng làm việc. Lý Khinh Hồng lập tức nhìn sang Vương Nhất, anh thấy như nào? Vương Nhất mỉm cười, anh còn chưa nhận chức ở tập đoàn Lệ Tinh, em giải quyết đi, có điều nếu em tới thành phố Giang thì đại biểu đã quyết tâm muốn phát triển tới thành phố Giang, nếu không người bên phía thành phố Giang sẽ không đồng ý. Lý Khinh Hồng suy nghĩ một hồi, gật đầu, mượn cơ hội dự án kiến trúc đô thị này, phát triển tới thành phố Giang cũng là một cơ hội không tồi. Vương Nhất cười ha hả, chuyện này cần thương lượng với Thương hội Hồng Ưng, thành viên trung cấp của Thương hội là thành viên cốt cán, đều ở thành phố Giang, người nào cũng rất kiêu ngạo, em tùy tiện đi, không chỉ sẽ bị xem thường, nói không chừng sẽ vì vậy mà bị làm khó. Lý Khinh Hồng nhíu mày, em không muốn gia nhập Thương hội Hồng Ưng, là vì không muốn bị thế lực của Thương hội trói buộc. Vương Nhất không lên tiếng, La Chí Viễn sớm đã nhìn chúng hai chủ tịch là Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như, chỉ đáng tiếc đều bị từ chối, bây giờ bảo Lý Khinh Hồng gia nhập Thương hội, đây không phải là vả mặt cô sao? Hơn nữa, cho dù gia nhập, cũng sẽ bị thành viên trong Thương hội xem thường. Em không muốn ỷ thế hiếp người, hơn nữa anh cũng đừng nghĩ xấu người ta như vậy. Lý Khinh Hồng liếc nhìn Vương Nhất, có hơi bất mãn. Vương Nhất biết tâm địa của Lý Khinh Hồng lương thiện, không muốn nghĩ xấu cho ai, đây mới là Lý Khinh Hồng mà anh thích, anh cũng mỉm cười. Được, nếu đã như vậy, anh đi cùng em tới thành phố Giang một chuyến, vừa hay anh cũng có ít sản nghiệp ở thành phố Giang. Nghe thấy lời này, Lý Khinh Hồng sững người, anh cũng có công ty ở thành phố Giang sao? Phải, tập đoàn Cự Phong đứng tên anh. Anh đừng lừa em. Lý Khinh Hồng không tin, tập đoàn Cự Phong, không phải là cây hái tiền của nhà họ Lương sao? Nội tình của nhà họ Lương, Vương Nhất chưa từng nói với Lý Khinh Hồng nên dứt khoát không nói, chỉ cười hờ hững. So với chuyện này, lần đầu tiên gặp phụ huynh vào buổi tối, em căng thẳng không? Mặt của Lý Khinh Hồng có hơi đỏ, có thể không căng thẳng sao? Nhưng em sẽ cố gắng cười. Vương Nhất cười ha hả, nhưng vẫn nói, đừng, em tự nhiên chút, duy trì nguyên trạng là được. Hơn nữa đợi anh sau này gặp người nhà của em, nói không chừng căng thẳng hơn. Biết Vương Nhất đang an ủi cô, thần sắc của Lý Khinh Hồng cũng trở nên dịu đi, khẽ gật đầu. Vì để chuẩn bị tốt cho lần đầu tiên gặp ba mẹ chồng, Lý Khinh Hồng vẫn đặc biệt tan làm sớm hơn một tiếng, tỉ mỉ sửa soạn. Một chiếc áo dài màu trắng, phối với chiếc quần bút chì màu đen, cộng thêm một chiếc khăn lụa, khá giản dị lại không đi vẻ trang trọng. Không thể không nói, Lý Khinh Hồng là cái giá treo đồ trời sinh, ăn mặc đơn giản như vậy lại toát ra khí chất của người mẫu. Hai người cùng nhau đón Vương Tử Lam tan học, sau đó đi tới biệt thự của nhà họ Lý. Trên đường đi tuy Lý Khinh Hồng trấn định, nhưng hai tay nắm chặt lại, vẫn chứng tỏ cô rất căng thẳng. Đám người Lý Thiên Dương, Châu Mỹ Ngọc cô không phải chưa từng gặp, nhưng đó là gặp với thân phận của chủ tịch, mà lần này là dùng thân phận con dâu. Thả lỏng. Vương Nhất nắm tay của cô, nhìn nụ cười của Vương Nhất, cơ thể căng cứng của Lý Khinh Hồng cũng thả lỏng theo. Khi tới nhà họ Lý, vừa hay đụng phải Lý Mộng Đình vừa tan ca từ xí nghiệp Ẩn Long. Ba người tới rồi. Lý Mộng Đình sững người, sau đó chú ý tới Vương Tử Lam được Lý Khinh Hồng bế trong lòng, lập tức rất vui, chạy tới hỏi, chị Lý, đây là con gái của hai người sao? Lý Khinh Hồng gật đầu. Rất đáng yêu. Hai mắt của Lý Mộng Đình tràn ngập cũng ngôi sao nhỏ. Tử Lam, gọi gì út? Vương Nhất nói. Vương Tử Lam vẫn là lần đầu tiên gặp Lý Mộng Đình, vẫn có hơi sợ người lạ, nhưng vẫn gọi một tiếng rất nhỏ, chào dì út. Ui! Trái tim của Lý Mộng Đình sắp tan chảy rồi, hận không thể lập tức sinh một cô con gái. Cô ta chạy vào trong nhà, vui vẻ gọi lớn, ba, Vương Nhất và chị Lý trở về rồi, còn dẫn một cô cháu gái về cho ba. Nhất về rồi sao? Lý Thiên Dương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Vương Tử Lam ở trong lòng Lý Khinh Hồng. Lập tức trợn to mắt, đây là cháu gái của ba sao? Phải. Vương Nhất nhìn sang Vương Tử Lam. Tử Lam, đây là ông nội của con, mau chào ông nội. Chào ông nội à? Không biết tại sao, nhìn thấy Lý Thiên Dương, Vương Tử Lam không hề sợ người lạ, dõng dạc gọi. Ôi, cháu gái ngoan. Trên mặt Lý Thiên Dương đầy ấp nụ cười, ôm lấy Vương Tử Lam, còn nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, năm nay thật là vất vả cho con rồi. Nhà họ Lý chúng ta nợ con, thế nào cũng không trả hết. Lời nói này đầy thâm ý, Vương Nhất thấp thoáng nghe ra, Lý Khinh Hồng lại không nghĩ ra, mỉm cười rồi nói, ba, đừng nói như vậy,
con và Vương Nhất khá tốt, cũng không uổng con đợi anh ấy 5 năm. Khựng lại một chút, Lý Khinh Hồng lại nói, sau này gọi con là Khinh Hồng đi, ở phương diện kinh doanh, con cũng sẽ hợp tác nhiều với xí nghiệp Ẩn Long. Được, được, được. Lý Thiên Dương nói liên tiếp 3 chữ được, tỏ rõ ông ta lúc này rất vui mừng. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc từ trong nhà đi ra, Lý Khinh Hồng lập tức chủ động đi tới, gọi một tiếng, mẹ. Tuy nhiên, Châu Mỹ Ngọc lại không thèm liếc nhìn, đi thẳng qua, vẻ mặt rất lạnh lùng. Lý Khinh Hồng đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thần sắc của Vương Nhất lập tức lạnh đi, rảo bước đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Lý Khinh Hồng điều chỉnh tâm trạng, đuổi theo Châu Mỹ Ngọc, đưa cái túi cầm trong tay qua. Mẹ, đây là bộ kem dưỡng da con đặt ở nước ngoài về cho mẹ. Bộp, Lý Khinh Hồng đã thu lại dáng vẻ cao cao tại thượng trước kia, tận khả năng hạ thấp mình, nhưng Châu Mỹ Ngọc ngay cả lời của cô còn chưa nói hết thì trực tiếp giật lấy. Vừa ngó vừa liếc nhìn Lý Khinh Hồng, ai biết cô tặng có phải là hàng giả không? Sắc mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, vội vàng giải thích, đây là hàng chính hãng. Ai thèm quan tâm đồ cô mua có chính hãng hay không, chỉ cần là đồ nhà các người tặng, đều là giả. Châu Mỹ Ngọc không thèm che đậy, nói một cách chua ngoa cay nghiệt, còn nữa, đừng gọi tôi là mẹ, cô là vợ của tên phế vật đó, tôi ngay cả nó cũng không thừa nhận thì sẽ thừa nhận cô sao? Từng câu từng chữ giống như kim nhọn, đâm vào trái tim của Vương Nhất, khiến cô cảm thấy không dám tin. Cô đã rất hạ mình, tận khả năng làm tốt thân phận của người con dâu, lấy lòng ba mẹ chồng. Nhưng cái cô nhận được vậy mà là sự xua đuổi không thương tiếc của Châu Mỹ Ngọc. Mẹ, mẹ có thái độ gì vậy? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lý Mộng Đình cực kỳ bất mãn, giọng hơi lớn, chị Lý có lòng tốt chào hỏi mẹ sao có thể nói như vậy? Vương Nhất cũng lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc, anh từng nghĩ Châu Mỹ Ngọc sẽ chút giận lên Lý Khinh Hồng, nhưng không ngờ bà ta sẽ trực tiếp như vậy, ngay cả che đậy cũng không che đậy. Ya, con còn là con gái của mẹ không? Một lúc không gặp, ngay cả chị cũng gọi rồi. Châu Mỹ Ngọc nhìn Lý Mộng Đình, mỉa mai một cách kỳ quặc, quên những nhục nhã mà người phụ nữ này mang tới cho chúng ta trước kia rồi sao? Con! Lý Mộng Đình lập tức nghẹn lời, ánh mắt nhìn Lý Khinh Hồng có hơi chột dạ, không dám nói nữa. Trước đây, nhà họ Lý trăm phương ngàn kế muốn ôm đùi của tập đoàn Lệ Tinh, không chỉ một lần tỏ ý kết giao với Lý Khinh Hồng, nhưng Lý Khinh Hồng biết nhà họ Lý bọn họ thường xuyên làm khó Vương Nhất. Sỉ nhục hết lần này tới lần khác, làm mất đi vị trí của người phụ trách dự án. Hiện nay, Lý Mộng Đình nhận thức được sai lầm, đã kéo ra khỏi danh sách đen của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ để lại Châu Mỹ Ngọc vẫn bị phong sát. Mẹ tại sao không thể buông bỏ thành kiến, lần nữa làm quen với con người của Vương Nhất chứ? Lý Mộng Đình hỏi ngược lại, anh ấy thật ra là một người rất có trách nhiệm. Đồ vô ơn im miệng cho mẹ. Châu Mỹ Ngọc đột nhiên mắng lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Lý Mộng Đình, mặc kệ mấy người nói cái gì, mẹ cũng sẽ không tha thứ cho nó. Ánh mắt của Lý Mộng Đình tràn ngập sự khó tin, mẹ thật là hết thuốc chữa. Lý Thiên Dương cũng có ánh mắt u ám mà quát, còn không mau xin lỗi Khinh Hồng. Châu Mỹ Ngọc lập tức không vui rồi, ông là có ý gì? Cô ta chỉ là vợ của một phế vật, muốn tôi xin lỗi cô ta. Bà có xin lỗi không? Không xin lỗi thì tôi bỏ bà, Lý Thiên Dương bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Châu Mỹ Ngọc càng không dám tin mà trợn to mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Thiên Dương, ông. Vậy mà muốn vì cô ta mà ly hôn tôi ư? Ba nói linh tính gì vậy? Lý Mộng Đình cũng mang vẻ mặt khó hiểu, không biết ba tại sao lại trở nên kích động nữa. Sự che giấu trong này chỉ có Vương Nhất thấp thoáng hiểu một chút. Không muốn ly hôn, vậy thì xin lỗi. Lý Thiên Dương từng bước ép sát Châu Mỹ Ngọc, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, tôi của bây giờ không sợ ly hôn với bà. Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc vừa kinh ngạc vừa tức giận, còn tưởng Lý Thiên Dương chỉ là cậy miệng nói vậy, nhưng khi nhìn thấy ý lạnh trong mắt Lý Thiên Dương thì bà ta đã hiểu, Lý Thiên Dương không nói đùa với bà ta. Đột nhiên, bà ta trở nên sợ hãi. Được, Lý Thiên Dương, coi như ông ác. Khi nói lời này, Châu Mỹ Ngọc tức tới run người, sau đó lại nhìn sang Lý Khinh Hồng, nghiến răng nói, xin lỗi. Lý Khinh Hồng vội vàng xua tay, mẹ không cần xin lỗi, con không sao. Khinh Hồng, con nhận đi. Lý Thiên Dương lại xua tay, cứng rắn nói,
con gả vào nhà họ Lý, là phúc phần của nhà họ Lý, sau này người phụ nữ này nếu còn dám hống hách với con thì nói với ba, ba dạy dỗ bà ấy. Châu Mỹ Ngọc lập tức đỏ mắt, tức tới run người, Lý Thiên Dương, lúc đầu tôi không nên mắt mù mà theo ông, thật là tức chết tôi rồi. Nói xong, lại chạy vào trong nhà, đóng mạnh cửa lại. Địa vị gia đình hiện nay nhìn một cái là biết, Châu Mỹ Ngọc từ người quyết sách việc lớn việc bé trong nhà thoáng cái tụt xuống tầng thấp nhất, chỉ vì bà ta làm khó Lý Khinh Hồng. Lý Thiên Dương lại không mảy may, trên mặt nở nụ cười lạnh, đừng tưởng tôi không biết lúc đầu nhà họ Châu tại sao lại giúp tôi khi tôi sa sút nhất, còn không phải vì tôi tới Tử Yên Kinh sao. Lý Khinh Hồng nghe thấy rõ ràng, lập tức trong mắt mang theo sự kinh ngạc, ba, ba cũng là người Yên Kinh sao? Phải. Nói chuyện với Lý Khinh Hồng, Lý Thiên Dương lại thay đổi thành một người khác, vẻ mặt rất ôn hòa. Lý Mộng Đình ở một bên trực tiếp nhìn đưa luôn, lẩm bẩm nói, con chỉ có thể cảm thấy ba đối xử với chị dâu còn tốt hơn con gái của mình. Vương Nhất lập tức vỗ đầu cô ta, đừng nghĩ linh tinh. Lý Mộng Đình bị đau, sờ chỗ Vương Nhất vỗ, bỗng nhiên cười he he. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, sau khi không có Châu Mỹ Ngọc, mọi sinh hoạt dường như quay lại trước kia. Sau khi biết nhà của Lý Thiên Dương cũng ở Yên Kinh, Lý Khinh Hồng vậy mà gần gũi hơn không ít. Ba, ba trước đây ở chỗ nào của Yên Kinh? Con ở khu Tâm Trung. Ồ, khu Trung Tâm à, ba không phải rồi, ba ở khu Đông Dương. Nào, đồ ăn đều nguội rồi, chúng ta vào trong, vừa ăn vừa nói. Lý Khinh Hồng cẩn thận liếc nhìn trên tầng, con đi gọi mẹ. Lý Thiên Dương lại cản cô lại, không cần, bớt bà ấy càng tốt hơn, bớt chịu ấm ức. Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười, Lý Khinh Hồng lúc này mới thôi. Tầng 2. Châu Mỹ Ngọc cô đơn ngồi trên giường, nghe thấy dưới tầng thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói cười vui vẻ, gương mặt cũng trở nên u ám. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, hai người vậy mà dám cô lập tôi. Tôi nhất định sẽ không để hai người sống tốt, tuyệt đối sẽ không. Trong căn phòng tối tăm, không ngừng văng vẳng tiếng chửi rủa đầy sát ý của Châu Mỹ Ngọc, mãi không tan đi. Reng reng reng. Rất nhanh, lời nguyền rủa vô dụng bị tiếng chuông điện thoại đầy chói tai cắt ngang. Ai? Châu Mỹ Ngọc không kiên nhẫn mà nghe máy. Trong điện thoại lại truyền tới tiếng cười máy móc qua máy biến giọng, xem ra, tâm trạng của bà Châu không phải quá tốt. Anh là, Châu Mỹ Ngọc lập tức trở nên cảnh giác. Người không dám dùng giọng thật của mình, 80,90% là người xấu có ý nghĩ xấu xa. Tôi là ai bà không cần biết, bà chỉ cần biết, tôi biết bà tại sao phiền não là được rồi. Giọng nói máy móc thần bí cười nói, hơn nữa, tôi có năng lực giải quyết mối họa trong lòng bà. Trong đầu Châu Mỹ Ngọc lập tức hiện ra hình ảnh một nhà ba người Vương Nhất và Lý Khinh Hồng toàn thân nằm trong vùng máu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, tôi dựa vào đâu mà tin anh. Ha ha, những lời tiếp theo tôi chỉ nói một lần, bà phải nghe kỹ. Trong điện thoại, giọng nói thần bí hơi dừng lại, sau đó từ từ cất giọng. Lý Khinh Hồng tuyệt đối không thể gả vào nhà họ Lý, nếu không ngày tháng tươi đẹp của bà tận rồi. Bởi vì, cô ta là... Xẹt xẹt xẹt. Giọng nói trong điện thoại tiếp tục, nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn nghe rõ nội dung. Đột nhiên, đồng tử co rút, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất. Không thể, chuyện này không thể nào. Châu Mỹ Ngọc ngồi ở trên giường, dùng sức vuốt mái tóc sớm đã bị làm rối, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh sợ. Thậm chí trong loại kinh hãi này, cơ thể của bà ta trở nên run rẩy kịch liệt, lần nữa nhặt điện thoại rơi trên sàn lên, anh lừa rồi, anh đang lừa rồi. Người anh nói, à ta sớm đã chết rồi. Sắc mặt của bà ta vặn vẹo, tức giận hét toáng lên, mà chỉ có bản thân bà ta mới biết, bà ta càng phẫn nộ thì càng khủng hoảng sợ hãi. Ha ha ha, ha 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 ha. Trong điện thoại, âm thanh máy móc lại là tiếng cười mỉa mai, tiếng cười dần dần từ trầm thấp đến cao vút. Không thể sao. Là tôi lừa bà sao? Bà chắc cũng chú ý được rồi, thái độ của Lý Thiên Dương đối với bà đã khác. Đột nhiên, Châu Mỹ Ngọc lại run rẩy toàn thân, sợ hãi vô cùng. Còn tiếp tục như này, địa vị gia đình của bà sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí sẽ trở thành người vô hình, bà là một cô hồn dã quỷ, cho dù chết cũng sẽ không có ai nhớ tới bà. Giọng nói máy móc dường như có thể mê hoặc tâm trí, khiến người ta chúng ta. Con mắt của Châu Mỹ Ngọc lập tức trở nên tròn hơn. Mau cứu tôi phải làm gì? Khiến Lý Khinh Hồng và Vương Nhất ly hôn,
không phải là được rồi sao? Giọng nói máy móc hờ hững nói. Đúng, đúng, khiến bọn họ ly hôn. Trên mặt Châu Mỹ Ngọc lại hiện ra nụ cười, lại hỏi, tôi phải làm sao? Tút tút tút. Tuy nhiên, đầu bên kia lại cúp máy, mặc cho Châu Mỹ Ngọc gọi lại như nào, cũng không ai nghe. Ly hôn, mặc kệ dùng cách gì cũng phải khiến bọn họ ly hôn. Châu Mỹ Ngọc nhìn mình trong gương, cả gương mặt trở nên vặn vẹo. Vương Nhất, đây là cậu ép tôi. Lẩm bẩm một tiếng, Châu Mỹ Ngọc cầm cái kéo ở trên bàn lên, chạy xuống dưới tầng. Dưới tầng, năm người Vương Nhất vui vẻ ăn đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười nói. Vương Tử Lam rất nhanh đã thân với Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình, mở miệng là gọi ông nội, dì út, chọc cho hai người cười ha hả. Cộp cộp cộp. Vào lúc này, trên tầng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, Châu Mỹ Ngọc mặt mày u ám đi xuống. Mẹ! Lý Mộng Đình lập tức hơi thay đổi sắc mặt, sau đó cười ngại ngùng, mẹ xuống vừa đúng lúc, mau ăn chút đồ ăn, Tử Lam rất đáng yêu. Đáng yêu cái con khỉ. Châu Mỹ Ngọc mắng to một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn tất cả mọi người, có phải tôi không xuống, các người coi như tôi đã chết rồi không? Đột nhiên, người ở đây đều mang vẻ ngại ngùng, Vương Tử Lam cũng sợ hãi mà liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, trốn ở đằng sau Vương Nhất. Hừ, tự mình nhốt mình ở trên tầng. Trách được ai chứ? Lý Thiên Dương lại hừ lạnh một tiếng, không quan tâm mà ăn cơm. Lời này càng kích thích Châu Mỹ Ngọc, đặt vào trước kia, ông ta đâu dám nói chuyện như vậy. Còn không phải do hai đồ sao chổi cộng thêm một đứa sao chổi nhỏ náo hay sao? Bốp! Lời này vừa dứt, đôi đũa trong tay Lý Khinh Hồng trực tiếp đập mạnh xuống bàn, nụ cười trên mặt biến mất. Mẹ muốn nói hai chúng con như nào cũng không sao cả. Nhưng nếu mẹ dám nói nửa câu nói xấu về con gái của con, có tin con khiến cả nhà họ Châu bồi táng không? Lời này vừa dứt, độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, ngay cả bản thân Châu Mỹ Ngọc cũng không ngờ, một câu của mình vậy mà sẽ khiến Lý Khinh Hồng phản ứng kịch liệt như vậy. Cô đi tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, dáng dấp vậy mà cao hơn Châu Mỹ Ngọc cả nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống bà ta, con tôn trọng mẹ, không phải vì con sợ mẹ, mà là vì mẹ là mẹ của Vương Nhất. Đừng coi sự nhường nhịn của con đối với mẹ thành cái lẽ cho mẹ ngang ngược. Lúc này, khí thế của chủ tịch bùng nổ, dọa cho Châu Mỹ Ngọc lùi lại liên tục, bụp một tiếng, chiếc kéo giấu sau người rơi xuống đất. Nhìn chiếc kéo trên đất, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mẹ, mẹ cầm kéo làm cái gì? Vương Nhất lập tức đứng dậy, Khinh Hồng, cẩn thận. Khi nói chuyện, anh đã hành động. Mắt thấy sự việc bại lộ, trên mặt Châu Mỹ Ngọc hiện ra vẻ tàn ác. Cầm lấy cái kéo, trực tiếp vung về phía trước. Lý Khinh Hồng cách gần nhất lập tức trợn to mắt, đột nhiên, một bóng người nhanh tay lẹ mắt, ôm Lý Khinh Hồng đi. Châu Mỹ Ngọc đâm hụt, lập tức ánh mắt hung ác nhìn sang Vương Nhất, lại là cậu. Mụ đàn bà thối, bà muốn làm cái gì? Lý Thiên Dương cực kỳ phẫn bộ, rảo bước lao tới Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc lại vung cái kéo, hét một tiếng với tất cả mọi người, đừng qua đây. Lý Thiên Dương lập tức dừng bước, sắc mặt âm trầm muốn vắt ra nước, bà rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộng Đình cũng hét lớn, mẹ, mau dừng tay. Mẹ, con sợ. Vương Tử Lam bị dọa mà khóc lớn, sau đó ôm chặt chân của Lý Khinh Hồng. Tử Lam không sợ, chúng ta không nhìn. Lý Khinh Hồng cũng bế Vương Tử Lam lên, lạnh lùng liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, che mắt của Vương Tử Lam. Mang đưa Tử Lam vào phòng tránh đi. Lý Thiên Dương nói với Lý Khinh Hồng. Cảm ơn. Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam, vừa muốn vào phòng khác, Châu Mỹ Ngọc lại hét lên một tiếng, ai cũng có thể đi, chỉ riêng cô ta và Vương Nhất không thể đi. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng lạnh lẽo, sau đó nhìn sang Lý Mộng Đình, giúp chị chăm sóc Tử Lam. Lý Mộng Đình trịnh trọng gật đầu, đón lấy Vương Tử Lam, trốn vào phòng. Lý Khinh Hồng lúc này mới quay đầu, nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, từng bước đi tới. Mẹ muốn như nào? Rất đơn giản, cô và Vương Nhất, không thể bên nhau, lập tức ly hôn cho tôi. Châu Mỹ Ngọc cầm kéo, uy hiếp, nếu không tôi tự sát. Lời vừa dứt, bà ta cầm kéo nhằm vào động mạch chủ ở cổ của mình. Châu Mỹ Ngọc, bà điên rồi. Nhìn một màn hình, Lý Thiên Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng, tôi điên rồi, tên phế vật đó lấy ai cũng được, chỉ không thể lấy cô ta. Châu Mỹ Ngọc chỉ vào Lý Khinh Hồng, nói. Tại sao? Trong mắt Lý Khinh Hồng tràn ngập sự khó hiểu,
mà sắc mặt của Vương Nhất lại cực kỳ u ám. Không tại sao hết, không thể lấy là không thể lấy. Châu Mỹ Ngọc cứng rắn nói, bỗng nhiên cảm thấy cứng rắn như vậy không tốt lắm, giọng điệu lại mềm xuống, bởi vì cậu ta không xứng với cô nghĩ đi, điều kiện của cô tốt như vậy, người lại đẹp, tìm người đàn ông như nào mà không tìm được, tại sao cứ phải tìm tên phế vật này? Cậu ta chỉ là một tên phế vật, chuyện gì cũng phải nói tới môn đăng hộ đối, cô và cậu ta ở bên nhau, sẽ không hạnh phúc. Châu Mỹ Ngọc khuyên can hết lòng mà nói một đoạn dài, dáng vẻ thật sự là vì nghĩ cho Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng lại mang vẻ mặt lạnh lùng, không công nhận, không làm phiền mẹ nhọc lòng, con kết hôn với ai, là tự do của con, mẹ không quản được. Khựng lại một chút, trên mặt cô tràn ngập sự kiên định, ngoài ra, con sẽ không ly hôn với anh ấy. Người nhà của con cũng không quản được con, mẹ có tư cách gì quản con. Vậy thì tự sát. Khuyên không được, sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc đột nhiên trở nên tàn ác, cô tóm lại không thể dương mắt nhìn tôi vì cô mà chết chứ. Lý Khinh Hồng lập tức rơi vào trầm mặc, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu. Cô không hiểu, tại sao Châu Mỹ Ngọc thà tự sát cũng không muốn Vương Nhất và cô ở bên nhau. Cô không nhẫn tâm nhỉ. Châu Mỹ Ngọc đã cười. Ngay sau đó giọng nói tăng cao 8 nốt, vậy còn không đi làm thủ tục ly hôn với tên phế vật đó. Mãi mãi đừng bước một bước vào nhà họ Lý. Lý Thiên Dương cũng giống như hiểu cái gì đó, cũng cực kỳ tức giận, trong đôi mắt tràn ngập sự phức tạp. Tuy nhiên, không ai chú ý tới, Vương Nhất lại sải bước đi tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, giọng nói lạnh lẽo giống như dòng sông băng ở Bắc Cực. Vậy bà động thủ đi. Lời nói vừa lạnh lẽo lại lạnh lùng vang lên. Nụ cười trên mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức biến mất, không dám tin mà nhìn Vương Nhất đi tới trước mặt bà ta. Chỉ thấy ánh mắt của anh cực kỳ lạnh, chiếc kéo sắc nhọn, ở trong mắt anh lại giống như đồ chơi, ngay cả nhìn cũng không thèm, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm lên người Châu Mỹ Ngọc. Vương Nhất, bà ta sửng sốt kêu một tiếng như gặp ma, vô thức lùi lại một bước, suýt nữa không cầm vững cái kéo trong tay. Vương Nhất đứng ra phản kháng bà ta, thật sự nằm ngoài dự liệu của bà ta. Theo bà ta thấy, Vương Nhất có thể sống tới bây giờ dựa hết vào Lý Khinh Hồng, một thằng ở rể thấp kém, có quyền nói chuyện gì chứ? Vậy nên chỉ cần xử lý Lý Khinh Hồng là được, lợi dụng lòng trắc ẩn lương thiện mà ai cũng có. Có lúc, lấy lùi làm tiến ngược lại càng tốt, đối phó với loại người có địa vị cao như Lý Khinh Hồng, càng là như vậy. Sợ xảy ra chuyện, chỉ cần không nháo to thì đều sẽ thỏa hiệp, càng đừng nói bà ta còn là mẹ chồng của Lý Khinh Hồng. Không ngờ tới thời khắc mấu chốt, lại nhảy ra một tên Vương Nhất. Bà ngược lại động thủ đi. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn cái kéo, nụ cười mỉa mai, sao không động thủ? Cậu im mồm cho tôi. Châu Mỹ Ngọc thẹn quá hóa giận, một đứa ở rể nhà giàu không có địa vị còn con, có tư cách gì nói chuyện. Vương Nhất không để tâm, nụ cười trên mặt càng thêm trào phúng. Châu Mỹ Ngọc, trước đây tôi còn cảm thấy bà khá thông minh, chỉ là đứng sai lập trường. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có vậy. Tim của Châu Mỹ Ngọc lập tức đập thình thịch, ánh mắt ngỡ ngàng, cậu có ý gì? Vương Nhất cười lạnh, tôi không ngờ bà sẽ dùng cách thứ như này để ép tôi và Khinh Hồng ly hôn. Trước đây nể tình bà là mẹ đẻ của Mộng Đình, nhiều lần mở đường cho bà lại không biết hối cải, hết lần này tới lần khác chọc giận tôi đang giàu dĩ phải ra tay với bà như nào, bà ngược lại hay rồi, dùng việc tự sát để uy hiếp chúng tôi. Thật là cầu còn không được. Vương Nhất nói vậy, Châu Mỹ Ngọc lập tức ngây dại, thì ra kế hoạch mà bà ta cảm thấy rất hay, thoáng cái trở nên cực kỳ ngu đần. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm, không nhịn được mà hỏi, tôi là mẹ của Mộng Đình, cậu nhẫn tâm để tôi vì các người mà chết sao? Lương tâm của các người không biết đau sao? Tại sao không nhẫn tâm? Vương Nhất hỏi ngược lại một cách kỳ quái, bà nhiều lần muốn dồn tôi vào chỗ chết, bà chết là xứng đáng. Vương Nhất, cậu! Châu Mỹ Ngọc bị Vương Nhất chọc tức không nói được câu gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt hung ác. Được rồi, mau động thủ đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Vương Nhất mặt mày bình tĩnh nói, tôi có thể nói rõ ràng với bà tại đây, tôi và Khinh Hồng sẽ không ly hôn, chúng tôi sẽ sinh bé thứ hai, sống cuộc sống hạnh phúc của một nhà bốn người, còn bà sẽ có hậu quả gì, trong lòng bà tự rõ. Có điều, bà có thể yên tâm, đợi sau khi bà chết. Tôi sẽ đem hài cốt của bà trả lại nhà họ Châu, nói bà uy hiếp tôi không được, ngược lại lôi mạng của mình vào, bà nói xem, Châu Chí Kiên liệu có tức quá ói máu mà ngất đi không? Vương Nhất,
Cậu im mồm cho tôi. Châu Mỹ Ngọc tức tới run người, lời nói cũng nói không rành mạch, hận không thể một hơi nuốt chửng Vương Nhất. Bà ta bắt đầu nghi ngờ chính mình, tại sao lại nghĩ ra cách ngu xuẩn như này, xung đột với ai cũng không thể lấy mạng của mình ra cược. Bà ta sao có thể thật sự giết bà ta, chỉ là ép Lý Khinh Hồng thỏa hiệp, bây giờ Vương Nhất kêu bà ta động thủ, ngược lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhất, đủ rồi, đừng nói nữa. Lý Thiên Dương đứng ở một bên, sợ hãi mà khuyên, loại tình huống này đã kích thích Châu Mỹ Ngọc như vậy, nếu bà ta thật sự nghĩ không thông, tự sát thì phải làm sao? Vương Nhất lại giống như không nghe thấy, tiếp tục lạnh nhạt nói, muốn chơi thì chơi thật một chút, dùng kéo tự sát, rất không khoa học. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững người. Chỉ thấy Vương Nhất có mang vẻ mặt mỉa mai, bà có thể từ nóc của tòa nhà quốc tế nhảy xuống, nhất định sẽ thu hút chú ý của rất nhiều người, chỉ có điều thi thể không còn, đầu chắc nát bấy. Châu Mỹ Ngọc bị dọa cho dùng mình. Vương Nhất tiếp tục nói, cũng có thể dùng dây thừng thắt cổ, bà sẽ thật sự cảm nhận được cảm giác nghẹt thở, con ngươi lòi ra, lưỡi thè ra giống như tử quỷ. Thần sắc của Châu Mỹ Ngọc càng thêm sợ hãi, nuốt nước bọt. Đương nhiên, nếu bà sợ đau, có thể thử thuốc ở chỗ tôi. Vương Nhất mỉm cười lấy ra một viên thuốc màu trắng, đây là thuốc độc hóa học trong nước mới nghiên cứu ra, không màu không vị, ăn vào không khác gì ăn kẹo, nhưng nuốt xuống 2 phút thì sẽ xuất hiện triệu chứng hô hấp khó khăn, mũi chảy máu, 10 phút sau, tất cả cơ quan trong cơ thể cùng lúc khô quắt, độc tố sẽ khuếch tán tới khắp các nơi trong cơ thể. Mắt, mũi, miệng, tai của bà đều sẽ chảy ra máu đen, chỉ có điều lúc đó bà đã chết rồi, tất cả cảm giác đau đớn đều sẽ không cảm nhận được. Như thế nào, có muốn thử không? Vương Nhất đưa viên thuốc tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc sững sờ nhìn mất 3 giây, sau đó bỗng nhiên hét lên một tiếng, đẩy tay của Vương Nhất ra, ngồi phịch xuống dưới đất, bị dọa sợ tới mức hai chân run rẩy. Vương Nhất mặt mày lạnh lùng đi tới, đưa viên thuốc tới trước mặt của Châu Mỹ Ngọc, dùng đi. Không, không cần, tôi không uống. Châu Mỹ Ngọc dùng mình, thế nào cũng không chịu nhận viên thuốc này. Dùng. Thấy Châu Mỹ Ngọc thế nào cũng không chịu nhận, Vương Nhất đột nhiên quát to một tiếng, uống. Á! Tiếng gầm này, trực tiếp dọa Châu Mỹ Ngọc mất nửa cái mạng, ánh mắt kinh sợ nhìn Vương Nhất, không nhúc nhích. Một màn này vừa hay bị Lý Mộng Đình từ trong phòng đi ra nhìn thấy, ngay lập tức kinh ngạc tới mức trợn to hai mắt. Trong ký ức của cô ta vẫn lưu hình ảnh Châu Mỹ Ngọc ngang ngược cầm kéo uy hiếp Lý Khinh Hồng ly hôn, sao mới chưa được bao lâu thì nằm gục ở trước mặt Vương Nhất rồi. Tôi sai rồi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Châu Mỹ Ngọc khóc rồi hét to lên, tôi chỉ là muốn dọa Lý Khinh Hồng, tiện khiến cho cô ta ly hôn với cậu. Mọi người lúc này mới ngộ ra, ánh mắt nhìn sang Châu Mỹ Ngọc càng thêm khinh bỉ. Không có ý chết thì đừng nói những lời liên quan tới chết. Vương Nhất lạnh lùng ném lại câu này, sau đó bỏ viên thuốc trong tay vào trong miệng. Vương Nhất, đừng! Lý Khinh Hồng tin lời của Vương Nhất. Lúc này nhìn thấy Vương Nhất sử dụng viên thuốc màu trắng đó, lập tức sắc mặt tái nhợt. Vương Nhất lại giống như người không có chuyện gì, mỉm cười, yên tâm, chỉ là kẹo vị bạc hà cho Tử Lam ăn thôi. Mọi người lúc này mới ngộ ra, Vương Nhất chỉ dùng một viên kẹo bạc hà không màu không vị thì dọa Châu Mỹ Ngọc lộ nguyên hình, mất nửa cái mạng rồi. Điều này cũng chứng minh Vương Nhất nắm rất rõ điểm yếu của tính người. Tử Lam đâu? Vương Nhất quay đầu nhìn sang Lý Mộng Đình. Đã ngủ rồi. Lý Mộng Đình nói xong, cẩn thận bế Vương Tử Lam đã ngủ đi ra. Trái tim của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Bọn họ không sợ Châu Mỹ Ngọc, chỉ sợ dáng vẻ hung dữ cầm kéo của Châu Mỹ Ngọc để lại ám ảnh tâm lý cho Vương Tử Lam. Ba, chúng con đi trước, hôm khác lại tới ăn cơm. Được, hôm nay thật sự xin lỗi. Lý Thiên Dương tiễn một nhà ba người Vương Nhất ra bên ngoài biệt thự. Sau đó quay lại nhà. Nhìn Châu Mỹ Ngọc vẫn nằm gục trên đất, sắc mặt u ám tới mức vặt ra nước. Đứng dậy cho tôi, ông ta nhìn Châu Mỹ Ngọc mà quát to một tiếng. Châu Mỹ Ngọc run rẩy đứng dậy, đầu gối còn run cầm cập, túm lấy góc áo của Lý Thiên Dương mà khóc cầu xin. Thiên Dương, chúng ta đã làm vợ chồng hơn 20 năm, coi như tôi cầu xin ông, kêu Vương Nhất ly hôn với người phụ nữ đó đi, không ly hôn, cái nhà này không có chỗ cho tôi dung thân. Lý Mộng Đình ở một bên trợn to mắt, mẹ nói gì vậy? Tại sao Vương Nhất không ly hôn chị Lý,
gia đình này không có chỗ cho mẹ dung thân. Mộng Đình, con không biết, Lý Khinh Hồng là... Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc đang muốn nói gì đó, Lý Thiên Dương bỗng nhiên quát to một tiếng, sau đó tát mạnh một cái vào mặt bà ta. Mộng Đình, con về phòng trước, ba có vài lời muốn nói với mẹ con. Câu nói này là nói với Lý Mộng Đình, nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt của Lý Thiên Dương không rời khỏi Châu Mỹ Ngọc. Lý Mộng Đình thấp thoáng cảm thấy ba mẹ của mình có phải có bí mật gì đó giấu cô ta không, có lòng muốn hỏi, nhưng nhìn gương mặt tái xanh của Lý Thiên Dương, cô ta vẫn từ bỏ ý nghĩ này, đi lên tầng. Lý Thiên Dương kéo Châu Mỹ Ngọc ra ngoài sân, đè bà ta ở trên tường, sắc mặt cực kỳ u ám. Bà không phải đã hứa với tôi, mãi mãi không nói với bí mật này rồi hay sao? Trên đường trở về, Vương Nhất lái xe, Lý Khinh Hồng lại nhìn phong cảnh hai bên tới mức xuất thần. Ánh trăng sáng chiếu vào mặt cô, khiến gương mặt của cô nhìn trông sáng tối bất định, như mộng như ảo. Vẫn đang nghĩ chuyện vừa rồi sao? Vương Nhất nghiêng đầu, mỉm cười rồi hỏi. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, nặng nề gật đầu. Em không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều oán hận chúng ta, trăm phương ngàn kế nghĩ cách chia rẽ chúng ta, gia tộc của em là như vậy, bốn đại hào môn là như vậy, bây giờ, ngay cả người nhà của anh cũng như vậy. Lẽ nào em và anh ở bên nhau, thật sự không được mọi người coi trọng sao? Cô nghiêng mặt nhìn Vương Nhất, trong đôi mắt lạnh lùng có sự buồn bã, còn cả thất vọng. Khinh Hồng, anh căn bản không giống một tên phế vật chỉ biết ăn bám như những gì bọn họ nói, ngược lại, anh không hề dựa vào em, đều là em đang dựa vào anh. Lý Khinh Hồng giống như không nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất, tự lẩm bẩm nói. Khinh Hồng, giọng nói của Vương Nhất nhấn mạnh hơn. Lý Khinh Hồng lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Vương Nhất không nói chuyện, chỉ đưa một chai nước qua. Lý Khinh Hồng ý thức được mình thất thố, không nói gì mà nhận lấy chai nước đó, cũng không nói cảm ơn. Vương Nhất mỉm cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nói, em thay đổi rồi. Lý Khinh Hồng để chai nước khoáng xuống, sững người, em thay đổi chỗ nào? Em trước đây sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Giọng của Vương Nhất rất bình tĩnh, cho dù là trước kia nuôi con, cũng một mình mở rộng tập đoàn Lệ Tinh tới quy mô như này, lúc đó, em có để ý ánh mắt khác thường của người khác không, có nghe lọt nửa câu dị nghị không? Lý Khinh Hồng lập tức rơi vào trầm mặc, có lẽ là chuyện cũ như khói mây, cô cắn chặt môi, hốc mắt hơi đỏ. Nuôi con xây dựng sự nghiệp, không biết đã chịu bao nhiêu ánh mắt dè bỉu, bao nhiêu tiếng cười giễu cợt. Điều quan trọng hơn là ngay cả ba của đứa trẻ cũng không biết là ai, càng khiến cho Lý Khinh Hồng bị đâm sống lưng vô số lần. Nhưng cô vẫn cắn răng vượt qua, chỉ riêng nghị lực này, can đảm này thì không phải là cái mà cô gái bình thường có thể sở hữu. Sao bây giờ hai ba lời mỉa mai thì khiến cô mãi không bình tĩnh được? Vương Nhất lại vui vẻ mỉm cười, chứng tỏ trong lòng em rất để tâm tới anh. Lý Khinh Hồng lau nước mắt, hơi tức giận nói, ai để ý anh chứ? Bớt tự luyến. Không được chúc phúc thì sao chứ, thế giới này ngoài sống chế, không có gì có thể khiến anh và em chia xa. Vương Nhất bình tĩnh lái xe, mắt nhìn phía trước, trong mắt phản quang một chút ánh sáng. Vậy Tết Trung Thu một tháng sau, anh tới nhà em, bọn họ cũng sẽ chia rẽ chúng ta thì phải làm sao? Lý Khinh Hồng hỏi. Bọn họ không có năng lực đó. Vương Nhất lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt, lại mang theo bá khí ngút ngàn. Mười đại vương tộc của Yên Đô được người khác kính ngưỡng, ở trong mắt anh, vẫn không có tư cách lọt vào mắt anh. Lý Khinh Hồng lại nín khóc bật cười, hỏi, thật sao? Thật. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, kế hoạch cuộc đời nghỉ hưu năm 35 tuổi đó của em thực hiện trước, bây giờ nghỉ hưu cũng không phải không được, em có thể bù đắp lại 5 năm thanh xuân đã mất đi, giống như chiếc nhẫn trên tay em vậy. Nói xong. Anh chỉ vào nước mắt của thần Venus có giá trị 3.000 tỷ trong tay Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cúi đầu nhìn lại, rất nhanh thì lắc đầu, vậy không được, em đã nói phải tặng anh của hồi môn là cả tập đoàn Lệ Tinh, không thể nói lời không giữ lời. Ha ha! Vương Nhất cười lớn, lái xe lao đi. Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ. Vương Nhất vẫn khiêm tốn ra vào tòa nhà quốc tế, không ai biết thân phận của anh là chủ nhân tòa nhà. Nhưng cục diện của cả Thiên An lại thấp thoáng xuất hiện một chút thay đổi. Từ chuyện mấy ngày trước nhà họ Bạch bị diệt, mấy gia tộc lớn khác tranh giành lẫn nhau, từ hiện tượng liên hợp xuất động thì thấy, mấy gia tộc lớn mạnh này đều thần phục cùng một người.
tất cả các thế lực lớn bé của Thiên An đều đặt ánh mắt trên người Vương Nhất. Ngoài mặt thì thấy, chỗ duy nhất của người này khiến người khác đáng phải quan tâm là lấy được Lý Khinh Hồng nữ tổng giám đốc lạnh lùng số 1 Thiên An, những cái khác thì thật sự là một phế vật. Không nhà không xe, không công việc, không có tiền tích lũy, cực kỳ bình thường. Nhưng nhìn những chuyện anh trải qua, tất cả mọi người đều sẽ giận người. Anh gần như đã đắc tội một lượt với phần lớn thế lực ở Thiên An, nhưng vẫn sống tung tăng, ngược lại là những gia tộc thế lực mở mồm ra là muốn rút xương lột da Vương Nhất, người chết thì chết, gia tộc bị diệt tộc thì bị diệt tộc, ngay cả nhà họ Lương và nhà họ Thẩm hai trong bốn đại hào môn, một nhà thần phục, một nhà hoàn toàn lụi bại. Không ai biết những gia tộc này bị diệt vong như nào, nhưng tất cả mọi người đều biết, không thoát khỏi liên quan tới Vương Nhất. Tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế. Vương Nhất ngồi ở vị trí đầu, La Chí Viễn và Tăng Quốc Vinh giống như hai vị môn thần, chia đứng ở hai bên. Cậu Vương, đã qua ba ngày kể từ khi Hồ Hoàng Việt tới thành phố Giang rồi, hôm nay cũng nên có kết quả rồi. Tăng Quốc Vinh bỗng mở miệng, thái độ cung kính, chỉ là không biết nhà họ Hồ của thành phố Giang có biết điều hay không. Bọn họ dám không biết điều ư. La Chí Viễn cười lạnh không ngừng, tranh với ông chủ lớn, thật sự là chán sống rồi. Vương Nhất nhìn thời gian, cười hờ hững, sắp tới thời gian đã hẹn rồi, đợi kết quả đi. Vừa dứt lời, điện thoại đổ chuông, Hồ Hoàng Việt gọi tới. Cậu Vương, khiến cậu thất vọng rồi, nhà họ Hồ không thừa nhận giấy bổ nhiệm của cậu, còn mở mồm bảo tôi cút ra khỏi thành phố Giang. Cái gì? Nhà họ Hồ thật to gan. Nghe thấy báo cáo của Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh và La Chí Viễn đều u ám mặt mày. Vương Nhất lại cười hờ hững một tiếng. Không có trách tội, ngược lại còn khen, ông làm rất tốt, nếu nhà họ Hồ nguyện ý thỏa hiệp, vậy không phải là nhà họ Hồ của thành phố Giang rồi. Cậu Vương, ý của cậu là, đợi tôi tự mình tới một chuyến. Trong mắt Vương Nhất mang theo sự lạnh lẽo, tôi ngược lại muốn nhìn xem, nhà họ Hồ của thành phố Giang, có tư cách gì để cuồng vọng. Được, ông chủ lớn, Tăng Quốc Vinh, La Chí Viễn và Hồ Hoàng Việt đều vực dậy tinh thần, cùng lúc đáp. Sau khi La Chí Viễn và Tăng Quốc Vinh rời đi, lại có một người đi vào. Anh Vương thật là có nhã hứng. Người đến mặc đồ trắng, tay phẩy quạt, rất là người đàn ông đẹp trai nhưng ẻo lả. Anh đến làm gì? Vương Nhất không thèm ngẩng đầu, cũng không đứng dậy đón khách, chỉ hờ hững hỏi. Nhan Dịch Phi mỉm cười, đương nhiên có chuyện tới tìm anh Vương, lần trước bao sư thúc chắc cho anh một tấm thiệp mời, mời anh tham gia đại hội võ đạo nhỉ. Phải thì sao? Chính là ngày hôm nay, tôi là tới đón anh Vương. Nhan Dịch Phi mỉm cười rồi nói. Vương Nhất nhìn lịch, thật sự giống với ngày ghi trên tấm thiệp mời. Nhìn ra sự mong chờ trong mắt Nhan Dịch Phi, Vương Nhất đột nhiên hỏi, anh nóng lòng mời tôi đi như vậy, có phải là muốn nhìn tôi bị cao thủ trong hiệp hội đánh không? Anh Vương nói đùa rồi. Nhan Dịch Phi phẩy nhẹ chiếc quạt, cười ha hả nói, anh Vương thân thủ bất phàm. Hậu sinh vãn bối như chúng tôi vẫn phải học hỏi nhiều mới đúng, lần này mời anh Vương tham gia là hy vọng anh Vương có thể chỉ điểm cho bọn họ nhiều hơn. Vậy thì được. Vương Nhất đứng dậy, vậy thì đi thôi. Anh Vương, mời. Nhan Dịch Phi nhường Vương Nhất đi trước, bản thân đi theo sau. Chỉ có điều, trong ánh mắt nhìn bóng lưng của Vương Nhất, bỗng nhiên lóe lên một tia sắc lạnh. Cao thủ trong hiệp hội nhiều như mưa, sao có thể không tìm được một cao thủ chỉ anh chứ? Nhan Dịch Phi vẫn nhớ chuyện ở trong đám cưới của nhà họ Văn lần trước, tay của anh ta bị Vương Nhất bẻ gãy. Rất nhanh, xe đã tới hiệp hội võ đạo. Vương Nhất có hơi ngạc nhiên, cái gọi là hiệp hội võ đạo là ở trong một võ đạo quán. Chỉ có điều, võ đạo quán này có diện tích lớn, sắp so được với chùa rồi. Trong võ đạo quán vậy mà có 100 người, ai ai cũng mặc quần áp võ đạo trắng đen, cọ sát quyền cước, rất là sống động. Nhìn những người này, trong lòng Vương Nhất bỗng nhiên dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ. Tuy anh là ẩn chủ, nhưng tóm lại không thể để quân đội ra mặt hết lần này tới lần khác, số lần nhiều, những lão già cổ hủ phía trên sẽ mất kiên nhẫn, anh buộc phải bồi dưỡng chút thế lực bản địa ở Thiên An, như vậy sau này đợi anh không ở Thiên An, có thể bảo vệ người thân và bạn bè. Hiệp hội võ đạo này chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhan Dịch Phi không biết điều Vương Nhất nghĩ trong lòng, hắng giọng, lớn tiếng nói. Mọi người yên tĩnh, hôm nay tôi đã mời một vị khách quý tới, hãy để tôi giới thiệu cho mọi người. Giọng nói của anh ta rất dõng dạc,
truyền khắp mỗi một ngóc ngách của võ đạo quán, ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn qua, ánh mắt khác lạ. Nhan Dịch Phi chỉ vào Vương Nhất ở bên cạnh, sau đó nói, cái tên Vương Nhất, mọi người có thể có chút xa lạ, nhưng anh Vương này đã phế mấy cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo chúng ta, ngay cả bao đại sư cao tầng của Hiệp hội cũng thua anh Vương, thật sự là người trẻ tuổi rất tài giỏi. Trong nháy mắt, ánh mắt của Vương Nhất tối đi, sát khí ẩn hiện. Đây đâu phải giới thiệu, đây là kéo thù hận. Mà Nhan Dịch Phi lại mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói ra những lời này, dáng vẻ thật lòng kính phục, càng tăng thêm oán hận của Hiệp hội Võ Đạo đối với Vương Nhất. Trong áo giấu dao, giết người không dao. Người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan thấy sự khôn ngoan, người thông minh sẽ không bị thua hai lần ở cùng một người. Kim Thành Vũ mở mồm là muốn giết Vương Nhất, ngược lại bản thân trở thành người thực vật, Lương Ý Hành tự cho rằng khống chế được Vương Nhất, không ngờ cuối cùng lại chết không nhắm mắt, Thẩm Tử Kiện ngồi xem hổ đấu, muốn ngư ông đắc lợi, kết quả cuối cùng lại bồi thường cả nhà họ Thẩm. Những vụ án đẫm máu này đều chứng minh một sự thật, Vương Nhất tuyệt đối không phải là kẻ ở rể chỉ biết ăn bám trong lời đồn. Điểm này, Nhan Dịch Phi sớm đã chú ý tới, cho nên anh ta không có kết thù với Vương Nhất, ở nhà họ Văn cũng chỉ giống như đánh nhau mang tới tượng trưng với Vương Nhất. Nhưng không đại biểu anh ta cái gì cũng không làm, ở trong giới này, trạng thái an tĩnh mới là chuyện đáng sợ nhất. Anh ta đang sợ hãi. Bây giờ người có quyền thế lớn nhất ở Thiên An, không phải nhà họ Nhan còn lại trong bốn đại gia tộc, mà là Vương Nhất. Anh ta sợ có một ngày sẽ có kết cục giống như Kim Thành Vũ, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện, cho nên anh ta ra tay trước, mượn đại hội võ đạo, đẩy Vương Nhất lên vị trí đầu sóng ngọn gió. Hủy Dung Mã Cung, đánh đồng thiên tường, phế Dương Bất Bại và nhiều trụ cột của hiệp hội, và sự thất bại gần đây của bao đại sư, một loại tội trạng này đều đủ khiến tất cả mọi người căm ghét Vương Nhất. Mà sự thật cũng quả thật giống như Nhan Dịch Phi nghĩ, tất cả thành viên của hiệp hội sau khi nghe Vương Nhất tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Soạt! Ngay sau đó, tất cả mọi người dường như thương lượng tập thể, tự mình lùi lại một bước. Cũng trong khoảnh khắc này, trong mắt bọn họ tràn ngập sự thù địch. Trong đám người, sắc mặt của bao đại sư thay đổi, tức giận nhìn, Nhan Dịch Phi, cậu nói linh tinh cái gì? Bao đại sư, tôi nói linh tinh sao? Nhan Dịch Phi liếc nhìn ông ta một cách kỳ quái, hỏi ngược lại, lẽ nào ông không có bị anh Vương đánh gục sao? Mã cung không bị hủy dung sao? Còn cả tông sư Dương Bất Bại, không bị phế hay sao? Cái này, bao đại sư lập tức cứng đờ mặt mày, ánh mắt có hơi kiêng kỵ nhìn Vương Nhất, có hơi lo lắng phản ứng của Vương Nhất. Tuy nhiên, Vương Nhất không có phản ứng gì, thậm chí ở trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của tất cả thành viên của hiệp hội, bỗng mỉm cười. Cười không tiếng, còn kèm theo chút trào phúng, lạnh nhạt liếc nhìn Nhan Dịch Phi. Chỉ một ánh mắt này, Nhan Dịch Phi lập tức cơ thể cứng đờ, có một loại cảm giác run rẩy linh hồn bị nhìn thấu. Anh ta cảm thấy khó tin, bị nhiều người của hiệp hội thù địch như vậy, Vương Nhất nên cảm thấy không biết làm sao mới đúng, tại sao lại điềm tĩnh như vậy. Cái này có tính là anh đang tạo thế cho tôi không? Vương Nhất thuận miệng hỏi. Nhan Dịch Phi do dự một lát, lau mồ hôi trên trán, coi như vậy. Vương Nhất gật đầu rất tự nhiên, bỗng hỏi, hiệp hội võ đạo của các người tôn thờ cường giả vi tôn, bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào thực lực để nói chuyện. Không sai. Nhan Dịch Phi khôi phục sự trấn định, trong lòng cười lạnh, thằng oát này không biết đã trở thành con mồi của mọi người. Vậy thì tốt. Vương Nhất cười lạnh nhạt, sau đó ánh mắt quét qua tất cả mọi người, một mình tôi độc lai độc vãng quen rồi, chỉ là không buông được người thân bạn bè của tôi, các người đông người như vậy, vừa hay có thể bảo vệ bọn họ. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người sốc nặng, mọi người đều ngây ra, nếu không phải đại hội bây giờ còn chưa bắt đầu, sớm đã không nhịn được mà động thủ rồi. Thật là cuồng vọng, cậu có tư cách gì nói loại lời này ở hiệp hội võ đạo chúng tôi? Đánh bại một vài cao thủ của hiệp hội chúng tôi thì không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, vậy mà vọng tưởng chúng tôi nghe lệnh của anh. Người của hiệp hội mở miệng mắng mỏ, nhìn Vương Nhất giống như nhìn kẻ ngốc. Nhan Dịch Phi cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất, nếu không phải trường hợp không đúng, anh ta muốn đi lên mở đầu của Vương Nhất, xem bên trong chứa cái gì. Anh lẽ nào không rõ hoàn cảnh bây giờ sao? Đã bị nhìn chằm chằm rồi, còn mở miệng nói lời ngông cuồng. Vậy mà muốn tất cả thành viên của hiệp hội nghe lệnh của anh. Điên rồi à? Tuy nhiên, anh ta làm sao biết được, Vương
Vương Nhất sớm đã nhìn ra kế bẩn của anh ta, không vạch trần chỉ là vì không để tâm. Phải, Nhan Dịch Phi tạo thế cho anh, tiến hành đánh giết, Vương Nhất lại thoải mái chấp nhận. Bởi vì, anh xứng đáng có được loại tôn sùng này. Anh Vương, tôi bằng lòng. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một âm thanh khác biệt như vậy. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn qua với ánh mắt sửng sốt, đồng loạt tức giận. Diệp Kình Hiên, anh nói cái gì? Anh còn có phải là người của Hiệp hội Võ Đạo chúng ta hay không? Có ngạo cốt của một võ giả không, vậy mà nghe lệnh của người ngoài Hiệp hội? Trong đám người, một thanh niên mặc đồ xanh dáng dấp cao giáo bước ra, không thèm nghe tiếng mắng chửi phẫn nộ ồn ào xung quanh, từ đầu tới cuối, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Nhất. Diệp Kình Hiên, mí mắt Nhan Dịch Phi giật giật, trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác rất không tốt. Lúc này, Diệp Kình Hiên đã đi tới trước mặt của Vương Nhất, trầm giọng nói, anh Vương, tôi và nhà họ Diệp, nguyện bảo vệ người thân bạn bè của anh, ai muốn ra tay với bọn họ thì bước qua thi thể của tôi trước. Được. Vương Nhất bình tĩnh gật đầu, sau đó quét qua mọi người, tôi biết các người bây giờ nhất định rất không phục, nhưng lát nữa thì các người sẽ tâm phục khẩu phục mà đi theo tôi. Cậu trai trẻ, chuyện gì phải đứng vững trước, quỷ ở chỗ biết nông sâu, cẩn thận gió lớn, cứa đầu lưỡi. Vào lúc này, cửa lớn nội môn của võ đạo quán mở ra, một người trung niên tóc hoa râm mặc đạo bào màu xám, khí độ phi phàm bước ra. Tuy tóc hoa râm, nhưng không hề già, bước chân vững vàng, tràn đầy sức sống. Người xung quanh nhìn thấy người này, vậy mà đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to, tham kiến hội trưởng. Vương Nhất nheo mắt lại, không ngờ người trung niên tóc hoa râm này vậy mà là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Người trung niên tóc hoa râm gật đầu hài lòng, đang muốn kêu tất cả mọi người đứng dậy, bỗng nhiên ánh mắt đanh lại, nhìn sang Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên, nhìn thấy tôi, tại sao không quỳ xuống hành lễ? Diệp Kình Hiên đứng ở đằng sau Vương Nhất, cơ thể thẳng tắp, giọng nói rõ ràng, tôi chỉ hành lễ với hội trưởng của Hiệp hội. Lẽ nào tôi không phải là hội trưởng của Hiệp hội sao? Người trung niên tóc hoa râm bỗng nổi giận, trên người sát khí cuồn cuộn. Diệp Kình Hiên lại lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, ông sắp không phải rồi, anh Vương sẽ thay thế vị trí của ông. Anh Vương! Trong mắt của người trung niên tóc hoa râm có tia lạnh ngưng động, quay đầu nhìn sang Vương Nhất. Cậu chính là Vương Nhất mà Nhan Dịch Phi mời tới. Thực lực của Diệp Kình Hiên dạo gần đây tiến bộ nhanh chóng trong hiệp hội, người có thể khiến Diệp Kình Hiên một lòng đi theo như này, người này tuyệt đối không tầm thường. Ông lại là ai? Ánh mắt của Vương Nhất rất bình tĩnh, hỏi ngược lại. Tôi chính là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, Nhan Tề. Trọng giọng điệu của Nhan Tề mang theo vài phần kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống, Vương Nhất, sự tích của cậu tôi cũng có nghe nói. Làm không ít cao thủ của hiệp hội tôi bị thương, vốn dựa theo quy tắc của hiệp hội, cậu nhất định phải chết, nhưng tôi nhân từ, quyết định tha cho cậu một con đường. Vương Nhất biểu cảm đầy thích thú mà hỏi ngược, ông không giả bộ không biết thì còn có thể làm gì. Lời này phải nói là cực kỳ ngông cuồng, không hề để hội trưởng của hiệp hội vào mắt, sự phẫn nộ trong mắt Nhan Tề cũng lóe lên, nhưng vẫn nói, tôi nể tình cậu ít tuổi vô tri, không so đo với cậu, nhưng cậu phải đồng ý một yêu cầu của tôi. Gia nhập hiệp hội võ đạo của tôi, làm việc cho tôi. Cái gì? Lời này vừa dứt, các thành viên của hiệp hội võ đạo đều xứng người, hội trưởng, anh ta là hung thủ đã phế đi rất nhiều cao thủ, ngài không trừng phạt, sao còn lôi kéo anh ta? Im miệng cho tôi. Nhan Tề quát to một tiếng, ánh mắt lập tức trở lạnh, tôi làm việc, còn cần các cậu đồng ý chắc. Đột nhiên, trong võ đạo quán im phăng phắc, không ai dám phản bác. Nhan Tề lại nhìn sang Vương Nhất, bắt đầu từ hôm nay, cậu nghe lệnh của tôi, làm việc cho tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Ông ta cũng không hỏi Vương Nhất có đồng ý hay không, cưỡng ép bắt Vương Nhất nghe lời ông ta. Vù! Tuy nhiên, khi Nhan Tề vừa dứt lời, một âm thanh xé gió lướt qua đầu của ông ta. Nhan Tề lập tức thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt khuỵu người xuống. Bụp! Bức tường đằng sau Nhan Tề vậy mà vô thanh vô tức có thêm một cái lỗ đen. Một viên đá còn bốc khói, rơi trên đất. Đột nhiên, toàn trường im phăng phắc. Ông đang dạy tôi làm việc sao? Vương Nhất cảm thấy buồn cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Tề. Tất cả mọi người của Hiệp hội Võ Đạo đều trợn to mắt, có một khoảnh khắc, bọn họ vậy mà cảm thấy cơ thể của Vương Nhất có thể khống chế thiên địa. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Đợi hoàn hồn lại.
Tất cả thành viên của hiệp hội đều nhếch môi cười lạnh, có nét mặt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn mà nhìn Vương Nhất, giống như đã thấy hình ảnh anh thiếu tay thiếu chân nằm ở trên đất. Nhan Dịch Phi còn phe phẩy cái quạt, nheo mắt lại, khẽ gật đầu. Khi ở nhà họ Văn, anh ta đã biết sự mạnh mẽ trong thực lực của Vương Nhất. Nhưng chỉ biết Vương Nhất rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào, lại không biết. Búng viên đá, trong hiệp hội người có thể làm được chuyện này có không ít, căn bản không tính là gì. Vương Nhất lại tự cho rằng loại thủ đoạn này rất cao minh, vậy mà sử dụng ở trước mặt mọi người, không khác gì múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Hội trưởng Nhan Tề khuỵu người xuống, sửng sốt trong nháy mắt, cũng rất nhanh đã hoàn hồn, tức giận nhìn Vương Nhất, cậu, vậy mà dám ra tay với tôi. Là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, ông ta đi tới đâu cũng được người khác tôn kính, cho dù là gia chủ của một vài hào môn, ở trước mặt ông ta cũng phải cung kính như con cháu, nhưng bây giờ một thằng ở rể phế vật biết chút công phu cũng dám mạo phạm ông ta. Bao đại sư, đây chính là khách quý mà ông mời tới sao? Vậy mà hỗn láo như vậy. Một ông lão có chức vị tương đương với bao đại sư lạnh mặt quát to, có chút ý hỏi tội. Những thành viên khác cũng phụ họa, mỉa mai giễu cợt. Ra tay ở trước mặt hội trưởng, thật sự không biết trời cao đất dày. Hội trưởng, ngài ở một bên xem đi, tôi đi dạy dỗ tên cuồng vọng này. Nên để tôi. Thành viên của Hiệp hội Võ Đạo vậy mà tranh nhau trước sau muốn ra tay với Vương Nhất. Chỉ có Diệp Kình Hiên lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, cảm thấy bi ai cho sự ngu xuẩn của những người này. Thật ra, anh ta cũng không biết thực lực thật sự của Vương Nhất như nào, bởi vì từ khi anh ta biết Vương Nhất tới nay, vẫn chưa từng thấy Vương Nhất ra tay hết sức. Lần nào cũng rất nhẹ nhàng, trong nháy mắt thì miểu sát đối thủ, điều này chứng tỏ Vương Nhất căn bản không đặt Hiệp hội Võ Đạo vào trong mắt. Không cần vội, các người đều có cơ hội. Vương Nhất không hề để tâm trước sự tranh chấp của các thành viên hiệp hội, ngược lại cười nhẹ nhàng, đợi lát nữa đại hội bắt đầu, các người đều có thể khiêu chiến tôi. Giọng điệu của anh rất bình thản, mang theo khí tức của người bề trên. Điều này cũng khó trách, chuyện này nếu bị cao thủ trong ẩn vu, nhất định ngưỡng mộ tới đỏ mắt, thầm hận đám chó gà tép siêu này, vậy mà có thể có cơ hội so chiêu với Vương Nhất. Qua 5 năm, có người là cường giả cầu anh ra tay, tiện chỉ điểm con đường tu hành đột phá cảnh giới cho bọn họ, nhưng không có cơ hội. Nhưng lời này lọt vào mắt của bọn họ, thì là một ý nghĩa khác. Thằng ở rể còn con, vậy mà dám không đặt cao thủ trong thiên hạ vào mắt. Hội trưởng, loại người cuồng vọng như này không cần ngại ra tay, chúng tôi tới là được. Mọi người của hiệp hội đều lũ lượt bày tỏ sự trung thành. Sắc mặt của Nhan Tề xanh lè, vẫn đang ghi hận chuyện Vương Nhất từ chối ông ta ở trước mặt mọi người, lúc này khẽ phất tay, nói, giao cho các người, đừng xảy ra án mạng. Dứt lời thì ra khỏi võ đạo quán, không hề lo lắng không xử lý được Vương Nhất. Nhan Dịch Phi cũng tuyên bố, đại hội võ đạo, chính thức bắt đầu. Sau đó, cũng đi theo Nhan Tề ra khỏi võ đạo quán. Cả võ đạo quán trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người đều tự giác lùi lại một bước, vẻ mặt chân thành. Ở trung tâm, là một lôi đài rất lớn. Đằng sau lôi đài là một linh đài cung tế, bên trên bày rất nhiều qua hỏa bánh kẹo, thờ một bức tranh sơn dầu cực lớn. Trong bức tranh sơn dầu cũng không gì cả, chỉ là một bóng lưng hùng vĩ. Tóc dài bay bay, chắp tay sau lưng. Vương Nhất chỉ vào bức tranh đó, thuận miệng hỏi, người trong tranh là ai? Vẻ mặt của Diệp Kình Hiên rất kính trọng, nghiêm túc nói, anh Vương, là ngài Võ Si. Vương Nhất chợt sững người, sau đó buột miệng nói, Võ Sơn Hạ Ư. Đúng vậy. Sắc mặt của Diệp Kình Hiên cực kỳ chân thành, ngài Võ Si vang danh thiên hạ, một mình phát dương quang đại võ đạo, phần lớn các thành phố trong cả nước đều có hiệp hội võ đạo, đều là tín đồ của chiến thần môn. Thì ra là vậy. Vương Nhất hiểu rồi gật đầu, quay đầu lại. Lại cười như không cười nhìn bóng lưng của Võ Si. Võ Si cũng đã danh vang thiên hạ, mà sư phụ của Võ Si như anh thì không ai hỏi tới. Đây có tính là, dạy hết cho đồ đệ, sư phụ chết đói, không? Keng! Vào lúc này, trong võ đạo quán vang lên tiếng chuông. Một ông lão có tuổi, để râu trắng thần sắc nghiêm trang, sau đó lớn tiếng hô, tế trời đất, lạy Võ Si. Tế trời đất, lạy Võ Si. Tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Kình Hiên đều quỳ lạy một cách thành kính. Duy chỉ có Vương Nhất vẫn chắp tay đứng đó. Nhất thời, anh trở thành tiêu điểm của mọi người.
Đám người xung quanh lũ lượt mắng, phế vật anh còn đứng làm cái gì? Còn không mau quỳ lạy ngài võ si. Vương Nhất không nhúc nhích, tôi đâu phải là người của hiệp hội võ đạo, dựa vào đâu phải quỳ. Võ si lạy anh còn được. Hỗn láo. Có người nổi giận, nói rồi thì muốn ra tay, nhưng lại bị ông lão cử hành nghi thức ngăn lại. Chớ nóng này, đợi đại hội bắt đầu, tự nhiên sẽ có lúc cậu ra tay. Nghi thức duy trì khoảng 5 phút thì kết thúc, ông lão cuối cùng lại hình ảnh của võ si ba lại, sau đó lạnh lùng nhìn sang Vương Nhất, cậu Vương, đại hội chính thức bắt đầu, do cậu thủ lôi đài thì như nào? Có gì không thể chứ? Vương Nhất cười lạnh nhạt, cất bước đi tới trung tâm của lôi đài. Người xung quanh đều cười lạnh, tranh nhau muốn làm người đầu tiên công lôi đài. Sau một hồi tranh chấp, cuối cùng do một người đàn ông khoảng 30 tuổi là người đầu tiên công lôi đài. Quát con, cậu xong đời rồi. Anh ta cười gằn, có lo nhưng không sợ mà lao tới trước mặt Vương Nhất, chuẩn bị ra tay. Bụp. Tuy nhiên, một giây sau thì bị Vương Nhất đá bay ra, cơ thể trực tiếp ghim vào trong tường, không nhúc nhích. Người tiếp theo. Vương Nhất vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình thản. Đám người vốn đang phấn khích hô reo, biểu cảm lập tức ngưng động, ánh mắt sững sờ nhìn Vương Nhất. Thực lực của người đầu tiên lên sân không yếu, sao một cước bị đạp bay rồi? Cho dù Diệp Kình Hiên biết kết quả, trên mặt cũng không nhịn được mà hiện vẻ kính sợ. Ăn may, nhất định là ăn may. Dưới lôi đài, có người cười lạnh, cưỡng ép an ủi. Tôi lên. Lúc này, lại có người lên lôi đài, nhưng chưa tới nửa phút thì bị Vương Nhất đánh bay ra. Người tiếp theo. Giọng nói của Vương Nhất vẫn lạnh lùng. Người dưới lôi đài đều không dám tin mà trợn to mắt, vẫn không tin mà lên lôi đài. Kết quả vẫn như vậy. Bụp 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 bị giải quyết trong một chiêu. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Trong võ đạo quán rộng lớn, không ngừng vang vọng tiếng nói lạnh nhạt của Vương Nhất. Mà cơ thể của anh vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, ngay cả di chuyển cũng chưa từng. Ực ực. Cuối cùng, có người ánh mắt trở nên kinh sợ, nuốt nước bọt. Tên này còn là người sao? Người tiếp theo. Sau khi tiếng cuối cùng vang lên, ánh mắt của Vương Nhất cuối cùng cũng trở nên mất kiên nhẫn. Từng người một quá lâu, hay là các người cùng lên đi, tôi đang vội. Đằng sau võ đạo quán là phòng trà phong cách cổ xưa, Nhan Dịch Phi và Nhan Tề đang thưởng trà. Dịch Phi à, thật không hổ là đệ nhất thiên tài của nhà họ Nhan, hai ba câu thì lừa được tên nhóc đó tới. Nhan Tề thổi nước trà nóng hổi, sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Nhan Dịch Phi mỉm cười, nói. Bác quá khen rồi, Dịch Phi chỉ là ngã một keo, neo một nấc, không đi đường cũ mà thôi. Nhan Dịch Phi và Nhan Tề đều họ Nhan, không cần nghi ngờ gì nữa, bọn họ có quan hệ họ hàng. Nhan Tề cười rồi hỏi, ngã keo của ai? Neo một nấc của ai? Đương nhiên là ba người Kim Thành Vũ, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiên. Nhan Dịch Phi bỗng mỉm cười, người đời gọi bốn người chúng cháu là Tứ Thiếu Thiên An, lại không biết cháu căn bản xem thường bọn họ. Vậy nên, cháu mượn lực lượng của hiệp hội để đối phó Vương Nhất. Không sai. Trong mắt Nhan Dịch Phi vụt qua tia lạnh, có năng lực thì giết, không có năng lực thì bị giết, sát tâm bất biến, thao túng nô lệ mới là con đường cuối cùng. Ha ha ha. Nhan Tề cười to vỗ tay, rất hay, cháu nói đúng, ở trong mắt cháu, cậu ta quả thật là một kẻ vô tri, chỉ là công phu quyền cước lợi hại mà thôi. Nhưng, hội hiệp của chúng ta người tài rất nhiều. Có lợi hại nữa cũng có thể lợi hại tới đâu chứ. Rầm. Tiếng cười của Nhan Tề còn chưa dứt, cửa lớn của phòng trà lại rầm một tiếng, gãy làm đôi. Cùng đổ xuống còn có một bóng người đầy máu, vậy mà là cao thủ có thực lực không yếu trong hiệp hội. Cái gì? Nhan Dịch Phi và Nhan Tề đồng loạt thay đổi sắc mặt, trực tiếp đứng dậy. Hội trưởng. Người ngã trên đất hơi thở hơi yếu, run rẩy nhấc tay của mình, túm chặt ống quần của Nhan Tề. Miệng hơi há ra, giống như muốn biểu đạt cái gì đó. Cậu nói cái gì, lớn tiếng chút. Nhan Tề khuỵu người xuống, túm lấy vai của anh ta, quát. Người đàn ông dùng hết sức toàn thân mới nói ta được bốn chữ. Chúng ta, thua rồi. Thua rồi sao? Sao có thể chứ? Nhan Tề và Nhan Dịch Phi nghe rõ ràng, lúc này vẻ mặt cực kỳ sửng sốt. Hội trưởng, chuyện này là thật. Người đàn ông miệng nôn ra máu. Lẩm bẩm tự nói, 10 người liên thủ cũng không làm tổn thương được anh ta.
bịch, bịch, bịch. Sau đó, một bóng người cao ráo thong dong đi tới, tiếng bước chân trầm thấp, giống như búa tạ, gõ vào tim của Nhan Dịch Phi và Nhan Tề. Vương Nhất. Đợi nhìn rõ người tới, Nhan Tề lập tức thay đổi sắc mặt, cậu sao lại không có chuyện gì cả. Hội trưởng Nhan, đây là cao thủ hiệp hội, mà ông lấy làm tự hào sao? Một người biết đánh cũng không có. Trên mặt Vương Nhất nở nụ cười thoải mái điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm, đùa cợt mà thích chí nhìn bọn họ. Đi chết đi. Đằng sau Vương Nhất, bỗng nhiên có một bóng người lao tới, muốn nhân lúc anh không phòng bị, đánh lén Vương Nhất. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, Vương Nhất không có quay đầu lại, giống như đằng sau không có ai. Bụp. Mắt thấy sắp đắc thủ rồi, đột nhiên, cả người anh ta run dữ dội, giống như bị một chiếc xe tải đâm vào, bay ngược ra. Cái cột ở đằng sau cũng bị đập gãy, anh ta không nhúc nhích. Mà lúc này, Vương Nhất cũng đi tới trước mặt Nhan Tề, mỉm cười lạnh nhạt. Còn Nhan Dịch Phi, lại mang vẻ mặt kinh sợ nhìn Vương Nhất đi lướt qua mình, tứ chi đã cứng đờ không cử động được. Bên ngoài phòng trà đã tập trung số lượng lớn cao thủ trong hiệp hội, chỉ có điều, bọn họ đều rên rỉ nằm trên đất, cũng không dám tới gần Vương Nhất một bước. Vương Nhất, ngây ngốc hồi lâu, Nhan Tề cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt lập tức tức giận, gầm lên với Vương Nhất. Vương Nhất bỗng mỉm cười, sao vậy, nhìn thấy người của ông toàn bộ nằm trên đất, tức giận rồi sao? Vương Nhất, tôi muốn cậu chết. Nhan Tề tức tới mức nghiến răng cũng run rẩy, tuy ông ta không biết Vương Nhất làm sao đánh nhau với nhiều người như vậy mà không bị tổn thương, nhưng ông ta biết, từ khi bắt đầu thì ông ta đã đánh giá thấp người thanh niên này. Nhan Dịch Phi cũng ngây dại, vốn dĩ anh ta cố ý bịp Vương Nhất, là vì để anh chịu sự vây đánh của tất cả thành viên trong hiệp hội. Thực tế quả thật phát triển dựa theo những gì anh ta nghĩ, nhưng kết quả lại sai lệch quá lớn. Vương Nhất không hề bị tổn hại, còn đánh cho tất cả người của hiệp hội khắp người thương tích. Thực lực của anh rốt cuộc mạnh tới mức độ nào? Xin hội trưởng ra tay, xử lý tên này. Đột nhiên, một thành viên ở ngoài cửa phát ra tiếng cầu xin đầy phẫn nộ. Sau đó, càng lúc càng có nhiều người phụ họa. Xin hội trưởng ra tay. Xin hội trưởng ra tay. Xin hội trưởng ra tay. Giọng nói mang theo sự căm phẫn và sự bất lực. Đối với bọn họ, mời hội trưởng ra tay chính là chứng minh sự vô năng của họ. Ở trong những tiếng hô hào, sự u ám trên mặt Nhan Tề dần tan đi, chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Nhất, tốt, rất tốt, cậu thành công châm lên lửa giận của tôi rồi. Sau khi dứt câu này, Nhan Dịch Phi ở đằng sau lặng lẽ lùi ra khỏi phòng trà, sắc mặt âm trầm bất định nhìn Vương Nhất. Một cỗ khí thế như có như không bốc lên từ trên người Nhan Tề, từ trong phóng thích ra ngoài, ở phương diện nào đó, Vương Nhất có thể ép hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo đích thân ra tay, bất luận là thắng hay thua, nói ra cũng đủ kiêu ngạo. Hội trưởng ra tay, cậu ta xong rồi. Hội trưởng chưa từng thất thủ, anh ta chỉ bắt nạt được chúng ta. Hội trưởng, giết anh ta. Thấy hội trưởng ra tay, bầu không khí ở hiện trường cũng đạt tới đỉnh điểm, mỗi một người đều đỏ bừng mặt. Vô cùng kích động. Vương Nhất cũng không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, ông tới, cũng là kết cục giống như vậy, vua của kiến cũng chỉ mạnh hơn kiến một chút thôi. Tìm chết. Thấy mình đã ra tay, Vương Nhất vẫn không hề sợ, trong mắt của Nhan Tề cũng tràn ngập sát ý mãnh liệt. Trong mắt của Diệp Kình Hiên cũng hiện ra sự lo lắng, không biết anh Vương có thể chặn được thế công bá đạo của hội trưởng không? Diệp Kình Hiên, nhìn cho rõ. Vương Nhất bỗng nhiên quát to một tiếng. Cái gì mới là đỉnh phong của Bôn Lôi Quyền? Diệp Kình Hiên lập tức cả người chấn động, thần sắc lập tức trở nên kích động. Trong nháy mắt, máu trong người anh ta cũng đang sôi sục, được. Anh Vương! Sắc mặt của Nhan Tề hơi thay đổi, ba chữ Bôn Lôi Quyền, ông ta hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Có điều theo ông ta thấy, cũng nhất định là công pháp vô dụng không chính thống, không để trong lòng. Dầm! Nhan Tề giẫm mạnh một cái xuống đất. Mặt đất vậy mà xuất hiện một vết nứt, Nhan Tề cũng lập tức biến mất tại đó. Ngay sau đó, năm ngón tay cong thành móng vuốt, hướng thẳng tới cổ họng của Vương Nhất. Ông ta muốn trực tiếp xé yết hầu của Vương Nhất, một kích chí mạng. Vương Nhất vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bị dọa ngu rồi sao? Trong lòng Nhan Tề cười lạnh, không hề lưu tình mà móc tới, tuy nhiên lại móc hụt. Vương Nhất ở trước mắt cũng biến mất. Không tốt. Trong lòng Nhan Tề lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Vừa rồi chỉ là tàn ảnh,
tốc độ của Vương Nhất quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua năng lực bắt kịp của mắt thường, vậy nên mới có ảnh hình giả Vương Nhất không nhúc nhích. Vừa muốn lùi lại, đột nhiên sống lưng lạnh toát, cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông ta. Vào lúc này, sát ý ngập trời cũng như thủy triều dâng lên, nuốt chửng Nhan Tề, ông ta chỉ cảm thấy bị ném vào trong một thứ nguyên không có âm thanh, tuyệt vọng và tĩnh mạch. Muốn chết, cho ông toại nguyện. Vương Nhất một quyền đánh mạnh vào lồng ngực của Nhan Tề. Bụp, một âm thanh lớn vang lên, cả lồng ngực của Nhan Tề bị lõm sâu xuống. Điều mấu chốt là ông ta vậy mà ngay cả cử động cũng không dám, hai chân run rẩy, từng hàng mồ hôi lạnh pha lẫn máu chảy ra từ khóe miệng, tí tít nhỏ xuống đất. Bôi lôi quyền. Ở đằng say, Diệp Kình Hiên kích động gọi ra tên. Giọng điệu của Vương Nhất rất bình tĩnh, bôn lôi quyền dùng tốc độ, sự nhanh nhạy, chuẩn xác để đặt tên, luyện tới cuối cùng thì sẽ hóa phức tạp thành đơn giản, một quyền có thể đạt tới vạn quyền. Diệp Kình Hiên nhớ sâu sắc từng chữ mà Vương Nhất nói, cực kỳ sốc. Đồng tử của Nhan Tề mở to, đứng ngây một phút thì mới ngã xuống. Đột nhiên, ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, đồng tử chợt co rút, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất trở nên vô cùng kinh hãi. Bôn lôi quyền, cậu là võ si. Bụp. Nhan Tề dường như muốn nói cái gì đó, ngay lập tức cả người run rẩy, ngất đi. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn ông ta, không hề để trong lòng. Với địa vị của Hiệp hội Võ Đạo, chỉ dựa vào bôn lôi quyền, nhất định có thể đoán được có liên quan tới võ si. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, bọn họ tuyệt đối không ngờ anh là sư phụ của võ si. Lúc này, trong mắt Nhan Dịch Phi tràn ngập sự kinh sợ, thậm chí cơ thể cũng run rẩy kịch liệt. Không chỉ vì thực lực mà Vương Nhất thể hiện, còn vì sự ngã xuống của Nhan Tề. Anh vậy mà đánh bại bác cả của tôi. Rất ngạc nhiên sao? Mí mắt của Vương Nhất hơi nhấc lên, vẻ mặt bình thản liếc nhìn anh ta, dựa theo quy tắc, tôi đánh bại người mạnh nhất của Hiệp hội Võ Đạo, có phải có thể thay thế vị trí không? Lời này vừa dứt, đồng tử của Nhan Dịch Phi lập tức co rút, chỉ vào Vương Nhất, run rẩy nói, anh đến vì vị trí của hội trưởng sao? Vương Nhất lại cười hờ hững, vị trí hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo còn không tư cách lọt vào mắt của tôi, nếu không phải vì thế lực, anh cảm thấy tôi sẽ tới tham gia loại đại hội trẻ con như này của anh sao? Cái gì, trò trẻ con? Lời của Vương Nhất khiến tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo đều tắc nghẹn, phẫn nộ cực kỳ. Bọn họ liều mạng tu hành đột phá cảnh giới, đánh bại đối thủ thì có thể lên vị trí cao hơn, vậy mà bị Vương Nhất nói là trò trẻ con. Lẽ nào không phải sao? Vương Nhất hỏi ngược lại, ở trong mắt tôi, các người chỉ là trò trẻ con, hay nói, võ đạo, mà các người thấy là loại này. Sỉ nhục trần trụi. Từng câu từng chữ mà Vương Nhất nói đều giống như lưỡi dao đâm mạnh vào tim của bọn họ, máu chảy đầm đìa. Im miệng hết đi. Nhan Dịch Phi lúc này cũng hoàn hồn lại, quát to một tiếng, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất, đúng vậy, Hiệp hội Võ Đạo quả thật là cường giả vi tôn. Nếu ai chiến thắng hội trưởng hiệp hội thì có thể thay thế vị trí, nhưng đây chỉ là quy tắc bề ngoài. Vương Nhất nhíu chặt mày, hỏi, còn có quy tắc gì? Nhan Dịch Phi tiếp tục nói, Hiệp hội Võ Đạo của Thiên An chỉ là một trong một nhánh nhỏ của Giang Chiết, ai làm hội trưởng, do hội trưởng của Tổng hội ở thành phố Giang Chiết quyết định. Anh ta nói như vậy, thứ nhất là sự thật sự là vậy, thứ hai là sao có thể thật sự để Vương Nhất ngồi lên vị trí hội trưởng chứ? Mời Vương Nhất tới tham gia đại hội võ đạo, vốn là để anh bị dạy dỗ, cho dù kết quả hoàn toàn tương phản với điều anh ta nghĩ, nhưng cũng không thể để Vương Nhất được như ý nguyện. Tuy nhiên, Vương Nhất sau khi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, vậy thì kêu hội trưởng của tổng bộ gì đó quyết định đi, trước khi ông ta quyết định, các người vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Lời này vừa dứt, biểu cảm trên mặt Nhan Dịch Phi trực tiếp cứng đờ, vội ngăn cản, đợi đã, như vậy không phù hợp quy tắc. Quy tắc sao? Tôi chính là quy tắc ở đây. Vương Nhất bỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn Nhan Dịch Phi, trong mắt sát ý vụt qua, nếu tôi là người mạnh nhất ở đây, vậy vị trí hội trưởng do tôi ngồi. Nếu người bên phía Tổng hội không đồng ý, cứ việc bảo ông ta đến tìm tôi là được. Lời của Vương Nhất vô cùng bá đạo, nói cho Nhan Dịch Phi cũng run rẩy trong lòng. Một màn miểu sát Nhan Tề trong nháy mắt vẫn in sâu trong lòng anh ta. Tuy Nhan Tề không phải là người mạnh nhất của nhà họ Nhan, nhưng thực lực cũng không yếu, chứng tỏ đây vẫn không phải là thực lực thật sự của Vương Nhất. Người như vậy, dù người của Tổng hội tới, dám nói một chữ không?
tham kiến hội trưởng. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một tiếng gọi đầy cung kính. Diệp Kình Hiên quỳ một chân xuống đất, cực kỳ kính phục. Người xung quanh đều trợn mắt tức giận, muốn mở miệng chửi, lại lo ngại khí thế của Vương Nhất, cũng chỉ dám tức giận không dám nói ra, chỉ đành học theo dáng vẻ của Diệp Kình Hiên, đồng thanh nói. Tham kiến hội trưởng. Vương Nhất lại lắc đầu, người mà các người phải lạy, không phải tôi, mà là anh ta. Anh chỉ về một người. Diệp Kình Hiên ở trong đám đông lập tức sững người, tôi sao? Đúng vậy. Vẻ mặt của Vương Nhất rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tôi không rảnh lo chuyện vặt của hiệp hội, để anh thay thế, sau này thấy anh ta như thấy tôi, nếu có làm trái, trực tiếp trục xuất. Giọng nói dõng dạc, vang vọng cả võ đạo quán, mãi không tan đi. Ánh mắt của mọi người đều sửng sốt, đồng loạt không thể tin nổi mà nhìn sang Diệp Kình Hiên. Bản thân Diệp Kình Hiên cũng sững người tại chỗ, vẻ mặt hết sức khó tin, sau khi hoàn hồn thì kích động tới đỏ bừng mặt, được, anh Vương. Từ nay về sau, anh ta có thêm một thân phận, tuy không thể trực tiếp hiệu triệu lực lượng của Hiệp hội Võ Đạo, nhưng nhà họ Đồng nhất định sẽ càng thêm kiêng kỵ anh ta. Sau khi tuyên bố chuyện này thì Vương Nhất rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo, Diệp Kình Hiên đi theo. Hai người đi tới một căn biệt thự, Vương Nhất mới nhìn sang anh ta, tiếp theo, tôi giao cho anh nhiệm vụ đầu tiên sau khi anh trở thành hội trưởng mới. Chọn một số người có tố chất thiên phú tốt, hơn nữa phải trung thành, hợp thành đội ngũ bí mật, tiếp nhận huấn luyện nghiêm ngặt nhất, khi tôi không ở Thiên An, lúc nào cũng phải bảo vệ người nhà bạn bè của tôi. Diệp Kình Hiên không hề do dự, trực tiếp đồng ý, chọn người không thành vấn đề, chỉ là ai sẽ huấn luyện bọn họ. Vương Nhất xua tay. Cái này anh không cần quản, tôi tự nhiên sẽ phái người tới thao luyện bọn họ, anh cũng cùng tiếp nhận huấn luyện luôn. Được. Diệp Kình Hiên không thèm nghĩ ngợi thì đã đồng ý, anh ta có chút tự tin, huấn luyện chắc sẽ không cúa mệt mỏi. Vương Nhất nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Kình Hiên, bỗng cười đầy ý vị, ngoài ra, thân tình nhắc nhở anh, giáo quan của các anh là nữ. Sau khi đánh tiếng với bên Khương Nhã Mi thì Vương Nhất đã rời đi. Trước khi đi còn thương tiếc liếc nhìn Diệp Kình Hiên không đặt chuyện huấn luyện ở trong lòng, bây giờ không coi ra gì, đợi khi Khương Nhã Mi thật sự huấn luyện thì xui xẻo rồi. Về tới tòa nhà quốc tế, một chiếc Lincoln dáng dài đỗ ổn định ở bên đường. Tăng Quốc Vinh từ trong xe bước ra, cậu Vương, xe đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát tới thành phố Giang. Vương Nhất gật đầu, bây giờ xuất phát. Được. Tăng Quốc Vinh mở cửa xe cho Vương Nhất. Sau khi chui vào trong xe, rút ra một bản văn kiện giải giảng cho Vương Nhất. Cậu Vương, đây là thông tin thân phận của các thành viên chủ chốt của tập đoàn Cự Phong, cậu xem qua. Vương Nhất cầm lấy xem, đôi mắt hơi nheo lại, tên trong danh sách, trên là tổng giám đốc của tập đoàn, tới là chủ quản của các phòng ban, vậy mà đều họ Hồ. Tổng giám đốc là một người tên Hồ Minh Chính, tuổi khoảng 30. Xem ra, nhà họ Hồ ngược lại nắm chắc cả tập đoàn Cự Phong. Gần như là một tấm sắt cứng. Trong mắt Vương Nhất xẹt qua một chút hàn quang, lẩm bẩm tự nói. Tăng Quốc Vinh giải thích, quản gia đó của Thẩm Thiên Sơn, trước khi quen biết Thẩm Thiên Sơn, luôn hoạt động ở thành phố Giang, hơn nữa có quan hệ không cạn với Hồ Cương, gia chủ hiện nay của nhà họ Hồ. Vương Nhất không đả động gì, bỗng hỏi, Hồ Hoàng Việt có ân oán gì với nhà họ Hồ? Từ thái độ của Hồ Hoàng Việt đối với nhà họ Hồ không khó nhìn ra. Ông ta rất căm thù nhà họ Hồ, thậm chí là oán hận. Tăng Quốc Vinh lắc đầu, cái này tôi không hỏi, cũng không có đi điều tra riêng, dù sao điều tra quá khứ của lão Hồ, không hay lắm. Vương Nhất hiểu rồi gật đầu, vậy thì đợi tiếp xúc với nhà họ Hồ từ từ tìm hiểu. Chiếc xe lao nhanh, rất nhanh thì tới thành phố Giang. Trên đường, Vương Nhất gửi tin nhắn không về nhà ăn cơm cho Lý Khinh Hồng, tin nhắn lại mãi không có hồi âm. Vương Nhất hơi nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu Vương, khu nghỉ ngơi ở đường cao tốc đầu tiên của thành phố Giang, Hồ Hoàng Việt sớm đã đợi nhiều giờ, Vương Nhất vừa xuống xe thì cung kính cúi người. Đi thôi, tới tập đoàn Cự Phong, đòi một lời giải thích. Thần sắc của Vương Nhất lạnh lùng, trong mắt không kèm theo chút độ ấm nào. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Lincoln chạy tới dưới tòa nhà của tập đoàn Cự Phong. Lúc này đang là giờ cao điểm tan làm nên sẽ thấy cảnh nam nữ công sở vội vàng tan làm, nhưng bảo vệ của tập đoàn Cự Phong vẫn trong ánh mắt đầu tiên thì nhìn thấy Hồ Hoàng Việt xuống xe. Lúc này, trong mắt hiện ra ý cười mỉa mai, đồ chó bị nhà họ Hồ đuổi đi kia lại quay lại rồi,
Lời này nếu truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến người ta sốc tới rất tròn mắt. Hồ Hoàng Việt người giàu nhất Thiên An, ở trong mắt nhà họ Hồ của thành phố Giang, vậy mà không được coi trọng như vậy, ngay cả bảo vệ cũng xem thường ông ta. Người giàu nhất Thiên An thì sao chứ? Nếu không phải trước khi ba của ông ta đi cho ông ta toàn bộ tài sản tích lũy trong nhà, ông ta lấy đâu ra vốn xây dựng sự nghiệp? Một bảo vệ khác cũng nhìn Hồ Hoàng Việt với vẻ mặt mỉa mai. Cuộc đối thoại của bọn họ, Hồ Hoàng Việt không nghe thấy, lúc này ông ta đang chạy tới trước cửa hàng ghế sau, mở cửa cho người khác. Một màn này cũng làm cho hai vệ sĩ sửng sốt. Người của nhà họ Hồ đều biết chuyện của gia đình Hồ Hoàng Việt, nhưng nói thế nào Hồ Hoàng Việt tốt xấu gì cũng là người giàu nhất một thành phố, sao lại tới mức mở cửa xe cho người khác. Đột nhiên, bọn họ có chút tò mò nhìn qua, muốn nhìn xem người có thể khiến Hồ Hoàng Việt mở cửa là ai. Cửa xe từ từ mở ra, một người thanh niên với thân hình cao ráo, thân sắc lạnh lùng bước xuống, mặc bộ vest thoải mái của Armani toát lên vẻ cao quý, cử chỉ hành vi đều toát lên uy nghiêm không giận tự uy, càng khiến hai tên bảo vệ trợn to mắt, thầm nghĩ là cậu chủ của gia tộc lớn nào đó. Mà Hồ Hoàng Việt và người trung niên hơi mập khác giống như môn đồng, cố ý đi sau một bước, một trái một phải đi ở hai bên. Người thanh niên này đương nhiên là Vương Nhất, ba người cùng đi về phía tập đoàn Cự Phong. Đứng lại, làm cái gì? Tuy không biết người thanh niên này là ai, nhưng hai tên bảo vệ vẫn chặn ở trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất dừng bước, lại không lên tiếng, chỉ bình thản liếc nhìn bọn họ. Hồ Hoàng Việt lập tức nổi giận, quở trách, ngay cả tôi cũng không biết sao, vị này là khách quý tôi mời tới, còn không mau tránh ra. Hai tên bảo vệ lại trợn ngược mắt, hoàn toàn không để Hồ Hoàng Việt vào mắt, xin lỗi, tập đoàn Cự Phong là sản nghiệp của nhà họ Hồ, người không liên quan, không được vào. Hồ Hoàng Việt nổi giận, đang muốn quở trách, Vương Nhất lại ngăn ông ta lại, khẽ mỉm cười với bọn họ, tập đoàn Cự Phong, từ khi nào trở thành sản nghiệp của nhà họ Hồ rồi vậy? Tập đoàn Cự Phong đều luôn là sản nghiệp của nhà họ Hồ, cậu có phải người thành phố Giang không? Hai tên bảo vệ tò mò nhìn Vương Nhất, nếu là người thành phố Giang, không thể không biết chuyện này. Tôi tới từ Thiên An, Vương Nhất hờ hững nói. Hai tên bảo vệ sững người, sau đó thở phào, ánh mắt bỗng trở nên khinh thường, tôi còn thấy lạ, cả thành phố Giang có cậu chủ nào không biết tập đoàn Cự Phong là của nhà họ Hồ, thì ra là đồ nhà quê tới từ Thiên An. Xin lỗi. Tập đoàn Cự Phong của chúng tôi sử dụng hệ thống phân biệt mặt tối tân nhất, không phải là người của tập đoàn Cự Phong, không thể đi vào. Một tên bảo vệ khác đang dương dương đắc ý giới thiệu, Vương Nhất đi thẳng qua, đi tới bên một thiết bị tinh vi, là cái này sao? Thiết bị có một máy quét, bắn ra một tia hồng ngoại. Hai tên bảo vệ thay đổi sắc mặt, đồ nhà quê, mau đứng lại. Tuy nhiên, còn chưa nói hết lời, mắt của bọn họ đã trợn tròn. Vương Nhất đứng ở dưới máy quét, tia hồng ngoại sau khi quét xong gương mặt của anh, trên màn hình bỗng xuất hiện một tấm ảnh của Vương Nhất, bên dưới viết một dòng chữ đỏ khiến tất cả mọi người sững sờ. Thân phận nhận biết, chủ tịch, thông qua. Cái gì? Thấy thân phận của Vương Nhất thông qua kiểm tra, cằm của hai tên bảo vệ suýt nữa rơi xuống, khó coi giống như ăn hoàng liên. Đặc biệt là hai chữ chủ tịch to kia, càng gây chấn động mạnh tâm hồn của bọn họ. Ánh mắt lần nữa nhìn sang Vương Nhất tràn ngập sự kinh ngạc và tuyệt vọng. Cậu là... Chủ tịch. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Một tên bảo vệ rất không tin, nhìn chằm chằm Vương Nhất, tôi không tin, chủ tịch của tập đoàn nên là anh Hồ Minh Chính mới đúng, từ đâu chui ra chủ tịch thứ hai. Thiết bị sai rồi, nhất định là thiết bị sai rồi. Một tên bảo vệ khác cũng nói vậy. Nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng anh ta. Vào lúc này, từ trong tập đoàn có một người trung niên mặc vest đi ra, trên bản tên của ông ta, viết năm chữ, người phụ trách bộ phận. Giang Tổng. Nhìn thấy người khác, tim của hai tên bảo vệ chấn động cực kỳ, vậy mà ngay cả người phụ trách bộ phận cũng bị kinh động rồi. Giang Tổng lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng không thèm để ý, mà rảo bước đi tới trước mặt Vương Nhất, cậu Vương. Tôi là Giang Hoa Tổng Giám Đốc kiêm người phụ trách của chi nhánh của tập đoàn Cự Phong ở Thiên An, tôi đã biết được mọi chuyện từ chỗ anh Thẩm. Nói xong, dùng súc cúi người. Ừ. Vương Nhất lạnh nhạt đáp một tiếng, không có nhìn hai tên bảo vệ đó nữa, đi thẳng vào trong. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đi theo sát đằng sau, Giang Hoa luôn cúi người cho tới khi ba người Vương Nhất đi vào thang máy,
lúc này mới dám đứng lên. Quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên bảo vệ kia. Bụp! Hai người ngồi phịch xuống dưới đất, bị dọa tới mức quỳ xuống xin tha, Giang Tổng, chúng tôi không phải cố ý. Viết sẵn đơn từ chức, tới phòng tài vụ nhận tiền lương. Giang Hoa ném lại một câu, cũng xoay người đi vào công ty. Thang máy đi lên từng tầng, Hồ Hoàng Việt cũng nhân cơ hội này mà kể tình hình cho Vương Nhất. Tập đoàn Cự Phong do quản gia của nhà họ Thẩm xây dựng lúc trẻ, đi đầu trong thời đại viễn thông trong nước, sau khi làm quản gia của Thẩm Thiên Sơn, bắt tay xây dựng chi nhánh, trụ sở chính luôn do nhà họ Hồ quản lý thay. Hồ Minh Chính chỉ là tổng giám đốc của trụ sở chính tập đoàn Cự Phong, chứ không phải chủ tịch, chỉ vì nguyên chủ tịch định cư ở Thiên An, mãi không về nên tu hú chiếm tổ. Thì ra là vậy. Vương Nhất lập tức hiểu được, chú Dương vốn là ẩn nấp ở nhà họ Thẩm, vì để lấy sự tin tưởng của Thẩm Thiên Sơn, chắp tay nhường tập đoàn Cự Phong, chỉ ngại do khu vực, không tiện quản lý trụ sở chính, lúc này mới cho nhà họ Hồ cơ hội. Bây giờ nhà họ Thẩm cho Vương Nhất tất cả, vị trí chủ tịch đương nhiên cũng trở thành Vương Nhất, nhà họ Hồ muốn cướp đồ của Vương Nhất, thật sự là không tự lượng sức mình. Hồ Minh Chính đang ở đâu? Vương Nhất hỏi. Đã tới rồi. Tinh một tiếng, thang máy dừng lại, dưới sự dẫn dắt của Hồ Hoàng Việt, Vương Nhất đi về phía một phòng làm việc. Còn chưa gõ cửa, cửa phòng làm việc lại tự mở ra, một thư ký vóc thân hình đẹp khẽ mỉm cười, ba vị, chủ tịch đã đợi nhiều giờ rồi. Ba người lập tức nheo mắt lại, ngược lại không vì Hồ Minh Chính biết trước bọn họ tới, vừa rồi thông tin của Vương Nhất đã được ấn định, sợ rằng sớm đã truyền tới tai của Hồ Minh Chính. Điều mà đám người Vương Nhất bất mãn là chủ tịch của tập đoàn Cự Phong chỉ có một người, đó là Vương Nhất, Hồ Minh Chính lại tự gọi mình là chủ tịch, thật sự không để Vương Nhất vào trong mắt. Hồ Hoàng Việt ánh mắt lạnh lẽo, muốn nói gì đó lại bị Vương Nhất ngăn lại, trước tiên xem anh ta có bản lĩnh gì rồi nói. Hồ Minh Chính dám tu hú chiếm tổ, nhất định có bản lĩnh của anh ta. Hồ Hoàng Việt lúc này mới nhịn xuống, đi theo Vương Nhất vào trong. Rất nhanh. Nhìn thấy người thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi xoay lưng lại, hai chân gác ở trên mặt bàn, vô cùng hống hách. Chính là chủ tịch quản lý thay của tập đoàn Cự Phong, Hồ Minh Chính. Anh ta thích thú nhìn Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, ông được đấy, lần này về thành phố Giang, tôi tưởng là ông nghĩ thông, muốn quay về gia tộc, không ngờ là tới ép cung sao hả, đây chính là chỗ dựa mà ông mời tới sao. Nói xong, ánh mắt dừng trên người Vương Nhất. Sự mỉa mai trong mắt không hề che đậy. Tôn trọng cậu Vương. Hồ Hoàng Việt mặt tối đi, quát lớn. Vương Nhất lại xua tay, sau đó nheo mắt, đánh giá anh ta, anh chính là Hồ Minh Chính. Hồ Minh Chính không hề để bụng việc đánh giá của Vương Nhất, không sai, tôi biết cậu là Vương Nhất. Ồ, nghe vậy, sự kinh ngạc trong mắt Vương Nhất càng lớn, không ngờ anh ta vậy mà từng nghe nói về anh. Trên mặt Hồ Minh Chính nở nụ cười mỉa thích thú, hôm đám cưới của nhà họ Văn, tuy tôi không đi, nhưng sự tích của cậu lại truyền đi rất xa, tuy cái chết của nhà họ Văn không phải do cậu gây ra, nhưng không thoát khỏi liên quan tới cậu. Vương Nhất trầm mặc không nói, thành phố Giang và Thiên An vốn là thành phố lân cận, chuyện xảy ra ở hai nơi, chỉ cần điều tra một chút thì có thể nắm rõ. Nhưng câu nói sau của Hồ Minh Chính lại khiến Vương Nhất sững người. Tôi từng điều tra cậu. Tất cả chỗ dựa của cậu đều tới từ vợ của cậu, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, Lý Khinh Hồng, bỏ đi điều này, cậu chỉ là một kẻ ở rể không quyền không thế, có đúng không? Hồ Minh Chính tự cho rằng mình đâm trúng chỗ đau của Vương Nhất, nụ cười thích thú trên mặt càng sâu hơn. Còn không quên mỉa mai Hồ Hoàng Việt một phen, Hồ Hoàng Việt, ông rời nhà nhiều năm như vậy, còn tưởng có chút tiến bộ, không ngờ vẫn như trước đây, luôn cho tôi bất ngờ. Nói xong. Anh ta bỗng chỉ vào Vương Nhất, giọng nói lập tức nâng cao 8 nốt, ông xem người ông tìm tới, thân phận còn không bằng ông còn trông mong anh ta đuổi tôi xuống ư. Đừng nằm mơ. Hồ Minh Chính của lúc này, trên mặt tràn ngập sự kiêu ngạo và mỉa mai, nhìn tất cả mọi người. Vương Nhất ngạc nhiên, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh ở đằng sau cũng không vặn lại, mãi không nói được một câu. Một lát sau, Vương Nhất thu lại vẻ mặt sửng sốt, cười lạnh nhạt. Vốn tôi tưởng anh và những người khác không giống nhau, bây giờ xem ra, anh cũng không có chỗ nào đặc biệt. Từ lúc Vương Nhất trở về Thiên An đến nay, anh đã làm rất nhiều chuyện nào cũng nhìn như ngoài dự liệu, thật ra trong tình huống hợp lý, vốn tưởng rằng Hồ Minh Chính này có thể chú ý một chút chi tiết, không ngờ là anh nghĩ nhiều rồi.
Hồ Minh Chính cũng bình tĩnh lại từ trong sự phấn khích, kỳ quái liếc nhìn Vương Nhất, cậu có ý gì? Vương Nhất ngồi xuống trước mặt anh ta, thuận miệng nói, tôi có muốn đuổi anh xuống ư? Từ đầu tới cuối đều là anh đang tự nói. Nghe vậy, Hồ Minh Chính cũng sững người, đúng vậy, Vương Nhất sau khi đi vào, chỉ hỏi anh ta một câu có phải là Hồ Minh Chính không, những điều khác, không nói một câu, tất cả đều là bản thân anh ta nói ra những điều nghĩ trong lòng. Nhưng Hồ Hoàng Việt và Vương Nhất đến chỗ anh ta, ngoài muốn đuổi anh ta xuống, không có khả năng thứ hai. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên khinh thường, ngay từ đầu, anh chỉ là tổng giám đốc quản lý thay của tập đoàn Cự Phong mà thôi, chứ không phải chủ tịch, nếu đã không phải thì ở đâu cách nói đuổi chứ. Hồ Minh Chính nghe ra ý trong lời Vương Nhất, lập tức nổi giận, quát một tiếng, cậu tìm chết. Người tìm chết là anh. Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu bình thản, chỉ là tổng giám đốc thay thế thay mà thôi, lại tu hú chiếm tổ, ai cho anh lá gan làm như vậy. Bụp một tiếng, Vương Nhất đập một sấp văn kiện rất dày đã nhận của Tăng Quốc Vinh vào trước mặt Hồ Minh Chính. Lực đạo lớn, ngay cả ly trà trên trán cũng theo đó mà rơi xuống đất, vỡ tan. Chủ tịch của chi nhánh ở Thiên An đã chuyển nhượng hợp đồng rồi, bên trên viết rõ ràng, do tôi làm chủ tịch của tập đoàn Cự Phong, nhà họ Hồ còn con, cũng dám cướp đồ trong tay tôi ư. Vương Nhất giọng nói âm trầm, vô cùng lạnh lẽo. Những câu chất vấn liên tiếp khiến cho đầu óc của Hồ Minh Chính trống rỗng, ngay cả tai cũng ủ đi. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh ở đằng sau, nhìn đối phương, đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt đối phương. Sát khí trên người Vương Nhất, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Hồ Minh Chính cầm những văn kiện đó lên xem, quả nhiên là Thẩm Tử Kiện ký tên đóng dấu, nhường vị trí cho Vương Nhất. Chủ tịch trước đó khi vẫn là Thẩm Thiên Sơn. Nhà họ Hồ dựa vào sức ảnh hưởng ở thành phố Giang, còn có thể trấn nhiếp nhà họ Thẩm, khống chế trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong, bây giờ chủ tịch biến thành Vương Nhất có ý thức lãnh địa rất lớn, sao có thể cho phép đồ của mình rơi vào trong tay người khác. Nhưng trong mắt Hồ Minh Chính vẫn vụt qua một tia không cam lòng, nếu tôi không trả thì sao? Vậy kết cục của nhà họ Văn chính là kết cục của nhà họ Hồ anh. Ha ha ha! Nghe thấy lời này, Hồ Minh Chính khinh thường mà cười thành tiếng, chỉ dựa vào một kẻ ở rể dựa vào phụ nữ như cậu sao? Đột nhiên, Hồ Minh Chính giống như nhớ ra cái gì đó, cười đầy quỷ dị, cậu sẽ không bị người khác mắng chỉ biết ăn bám, trong lòng không cân bằng chứ. Cho nên bức thiết muốn trở thành chủ tịch của một tập đoàn, đánh tan nghi ngờ của người bên ngoài. Vương Nhất bỗng bật cười, ngay cả giải thích cũng lười giải thích. Vậy được thôi, nể tình cậu làm người ở rể làm vất vả như vậy. Tôi cho cậu một cơ hội cạnh tranh công bằng với tôi. Hồ Minh Chính từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất, giọng điệu bình thản, giống như cho cơ hội này là sự bố thí rất lớn cho anh. Ông chủ lớn, đừng phí lời với cậu ta, tôi giúp cậu giải quyết. Sắc mặt của Tăng Quốc Vinh ở đằng sau u ám, nói. Vương Nhất lại khoát tay, anh chắc chắn. Không sai, chúng ta chơi một trò chơi, tên của trò chơi là Bịt Mắt Bắt Dê. Trên mặt Hồ Minh Chính nở nụ cười dữ dằn, đám phế vật nhà họ Thẩm đó quả thật giao vị trí chủ tịch cho cậu, nhưng không đại biểu cậu chính là chủ tịch thật sự, cho dù cậu có thỏa thuận chuyển nhượng, không có phiếu bầu của hội đồng cổ đông trong tập đoàn, cậu vẫn không làm được chức này. Vương Nhất không lên tiếng, nghe Hồ Minh Chính nói tiếp. Tôi cũng giống vậy, nếu không có phiếu bầu của những cổ đông này, là không ngồi được vào vị trí này. Vậy nên mới có trò, bịt mắt bắt dê, này. Cổ đông lớn nhỏ tổng cộng có 12 người, hai bên chúng ta đều có 12 ngày đi giành được sự ủng hộ của những cổ đông này, 12 ngày sau, ai có được nhiều phiếu bầu thì người đó làm chủ tịch mới, như thế nào? Vương Nhất còn chưa lên tiếng, Hồ Hoàng Việt lập tức phản đối, không được, như vậy không công bằng với chúng tôi, tập đoàn Cự Phong đều là người của cậu, cậu muốn có được sự ủng hộ của bọn họ là quá dễ dàng. Đương nhiên không phải. Điều ngoài dữ liệu, Vương Nhất lại lắc đầu. Tập đoàn Cự Phong do một vị tiền bối tôi không nói được tên xây dựng, tương đương, những thành viên trong hội đồng cổ đông lúc đầu, tôi cũng không biết là ai, vậy nên đây là trò chơi đều công bằng với cả hai bên. Hồ Hoàng Việt vẫn không tin, đang muốn khuyên Vương Nhất đừng đồng ý, Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể. Hồ Minh Chính hơi sững người, không ngờ Vương Nhất lại đồng ý nhanh như vậy, rất nhanh thì cười lạnh, cược vị trí chủ tịch của tập đoàn Cự Phong. Quá nhỏ rồi, có muốn tăng cược cho trò chơi không? Tăng như nào? Vương Nhất hơi nheo mắt lại, thần sắc thong dong.
Trên mặt Hồ Minh Chính lại nở nụ cười gằn, nếu cậu thua, tôi muốn tập đoàn lệ tinh của vợ cậu. Không thành vấn đề. Hồ Minh Chính lập tức sững người, nụ cười trào phúng trên mặt Vương Nhất khiến trong lòng anh ta không tự tin. Vương Nhất đưa một ngón tay ra, chỉ vào chân của anh ta, nếu như anh thua, tôi muốn một chân của anh. Hồ Minh Chính lập tức run rẩy trong lòng, có loại cảm giác bị dã thú để ý, nhưng rất nhanh thì anh ta lại dằn lòng, đồng ý. Được, để tránh gian lận, tôi mời bạn tốt lúc còn trẻ của người sáng lập tập đoàn Cự Phong làm nhân chứng. Vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc đi vào, chống một cái gậy lịch sự, rất có khí chất, khẽ gật đầu với tất cả mọi người. Vậy thì, quyết như vậy đi. Vương Nhất và Hồ Minh Chính cùng lúc đứng lên, lạnh lùng nhìn đối phương. Hồ Minh Chính đích thân tiễn ba người Vương Nhất xuống tầng, dõi theo bọn họ rời đi, khóe miệng nhếch lên hiện ra độ cong lãnh khốc, xoay người quay lại văn phòng. Anh ta ngồi ở vị trí của chủ tịch, cười trầm thấp. Ha ha ha, ha ha ha. Đồ ngu, thật sự là đồ ngu dễ bị trúng kế. Tiếng cười dần dần từ trầm thấp trở nên cao vút, trong mắt của Hồ Minh Chính vậy mà cười chảy nước mắt. Ông lão tóc trắng yên lặng nhìn, khẽ cười nói, cậu Hồ, buồn cười chỗ nào. Ông Hàn, ông là khách khanh của Thương hội Hồng Ưng, không nhìn ra bí mật trong đó sao? Hồ Minh Chính cười đủ rồi, cười ha hả nhìn sang ông lão tóc bạc gọi là ông Hàn này. Nếu Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh biết thân phận của ông lão, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì thân phận khách khanh tôn quý hơn hội viên cao cấp. Bọn họ độc lai độc vãng, không thuộc về bất cứ thương hội nào, chỉ treo tên ở Thương hội Hồng Ưng thì có thể hưởng quyền lợi của tất cả hội viên, mà số lượng khách khanh cũng rất ít, nếu không phải sau lưng có năng lượng cực lớn, thương hội tuyệt đối sẽ không thể trao thân phận, khách khanh. Ông Hàn, trò chơi này nhìn trông công bằng, thật ra đối với tôi mà nói. Có cách thắng chắc. Trên mặt Hồ Minh Chính nở nụ cười gian manh, tuy tôi không biết các tiền bối của nhóm cổ đông đầu tiên, nhưng ông nội của tôi rất thân với bọn họ, thông qua ông nội tôi giới thiệu, tôi muốn có được sự ủng hộ của bọn họ, thật sự dễ như trở bàn tay, tên Vương Nhất, cậu ta một phiếu cũng không có được. Vừa nghĩ tới 12 ngày thì có thể có được tập đoàn lệ tinh, trên mặt Hồ Minh Chính lộ ra thần sắc phấn khích. Ông Hàn lại cười lạnh nhạt, cậu Hồ, có tự tin đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đừng xem thường bất cứ ai, đây là lời khuyên chân thành tôi dành cho cậu. Tôi biết rồi, ông Hàn. Ngoài miệng Hồ Minh Chính nói như vậy, trong lòng lại rất không cho rằng vậy. Một kẻ ở rể dựa vào phụ nữ để lên chức thì có thể gây nên sóng gió gì chứ? Vương Nhất ngồi lại vào xem Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt cũng lên xe. Chỉ có điều, hai người kia trên mặt mang theo vẻ lo lắng, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu. Ông chủ lớn, cậu tại sao lại đồng ý trò chơi của cậu ta, lấy trực tiếp không phải là được rồi sao? Hồ Hoàng Việt cũng nói, phải đó, ông chủ lớn, cậu ta đề xuất trò chơi này nhất định là có lợi đối với cậu ta, nói không chừng, sẽ xảy ra biến cố. Vương Nhất đâu có không hiểu ý của Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh, nhưng anh vẫn cười hờ hững, điều mà các ông nói, tôi đều hiểu. Vậy cậu tại sao còn? Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đều lú rồi. Vương Nhất không trả lời, chỉ nhìn bầu trời đêm dần tối đi, cười đầy thâm ý. Hồ Hoàng Việt, ông chắc rất hận Hồ Minh Chính đó nhỉ? Lời này vừa dứt, Hồ Hoàng Việt lập tức sững người, Tăng Quốc Vinh cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, im miệng không nói. Sắc mặt của Hồ Hoàng Việt thay đổi, lập tức trở nên xám xịt. Qua gương chiếu hậu tối mờ, ông ta có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đó của Vương Nhất, đang nhìn chằm chằm ông ta. Trầm mặc hồi lâu, Hồ Hoàng Việt gật mạnh đầu. Hận, tôi có thể cho ông cơ hội trả thù nhà họ Hồ, tiền đề là tôi phải biết tại sao. Vương Nhất lạnh nhạt nói. Hồ Hoàng Việt rơi vào trong trầm mặc, trong mắt có sự dãy giụa, nhưng nhìn ánh mắt bình thản của Vương Nhất, cuối cùng rầu rĩ thở dài. Ông ta biết, tới bước này, ông ta không thể không nói. Cậu Vương, tôi cảm ơn cậu trước. Hồ Hoàng Việt nhìn Vương Nhất với ánh mắt phức tạp. Cậu là một ông chủ quan tâm thuộc hạ nhất mà tôi từng gặp. Ông ta đâu có nhìn không ra, Vương Nhất đồng ý ván cược của Hồ Minh Chính, chủ yếu là vì ông ta, đúng vậy, Vương Nhất có thể trực tiếp cưỡng chế đoạt lấy, nhưng như vậy, kết cục của Hồ Minh Chính chỉ là bị đuổi khỏi tập đoàn Cự Phong, chỉ có vậy mà thôi. Mà Vương Nhất lại thuận theo cái bẫy nhảy xuống, một khi thắng ván cược thì có thể khiến Vương Nhất trả cái giá lớn, điều này chẳng phải là vì Hồ Hoàng Việt trả thù hay sao? Đôi mắt của Vương Nhất không một gợn sóng,
không nói lời nào, coi như chấp nhận lời cảm ơn của Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt nhìn phong cảnh lùi lại ở xung quanh, thở dài, quá khứ của tôi rất phức tạp, vậy nên tôi cũng nói ngắn gọn lại, nói đơn giản, tôi coi nhà họ Hồ là nhà, nhưng nhà họ Hồ lại không coi tôi là người của mình. Có ý gì? Vương Nhất hơi nhíu mày. Cậu Vương, tôi nghĩ cậu nhất định có trải nghiệm sâu sắc, vào hào môn sâu như biển, từ đó tình thân là khách qua đường. Ánh mắt của Hồ Hoàng Việt rất phức tạp, cách thức dạy dỗ của nhà họ Hồ cũ của chúng tôi có hơi khác với các gia tộc khác, từ nhỏ cổ vũ chúng tôi cạnh tranh tranh đoạt, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân giành lấy, tụt lại thì sẽ bị đánh, loại hiện tượng này, nhỏ như việc ăn cơm, lớn thì như công việc cuộc đời, đều nhúng tay hết. Buổi tối ăn cơm, đứa trẻ con nếu chạy chậm thì không có cơm, nếu ai bị bắt nạt, phụ huynh sẽ không oán trách người đánh người, ngược lại sẽ khen, đồng thời tức giận mắng người bị đánh, tức giận vì sự yếu ớt của người đó. Đám trẻ con còn như vậy, giữa người lớn với nhau thì càng phổ biến, tất cả mọi người đều muốn tính kế loại bỏ đối phương, vì để có được tài nguyên có hạn trong gia tộc. Cả nhà họ Hồ không có bất cứ tình thân nào, giữa các anh chị em đâm xiên lẫn nhau là chuyện thường thấy. Tôi của trước kia là người yếu nhất trong gia tộc, cũng là người bị bắt nạt thảm nhất. Nghe thấy Hồ Hoàng Việt nói, Vương Nhất và Tăng Quốc Vinh đều có vẻ mặt ngỡ ngàng, vẻ mặt xoắn xuýt. Hồ Hoàng Việt là người giàu nhất Thiên An, lại có quá khứ như vậy. Trong đầu của Vương Nhất bỗng hiện ra một câu, bạn mạnh là một loại ngông cuồng, bạn yếu chính là một loại tội. Sau đó thì sao? Tăng Quốc Vinh hỏi. Hồ Hoàng Việt cười tự giễu, nói, người yếu đuối, ngay cả quyền lựa chọn cuộc sống của mình cũng không có, cuộc đời của tôi bị gia tộc coi như lợi ích mà giao dịch, bắt tôi lấy một người mình không yêu, rồi lúc đó vào ở rể. Lúc đó, tôi đã có người yêu, lần đầu tiên phản đối quyết định của gia tộc, lén lút cùng với vợ của tôi rời khỏi thành phố Giang, nhưng ở trên đường gặp phải sự truy sát của nhà họ Hồ. Sau đó thì sao? Giọng nói của Vương Nhất âm trầm hỏi, trong giọng điệu, vậy mà mang theo một chút sát ý. Đây là lần đầu tiên anh này sinh sát ý lớn như vậy đối với một gia tộc chưa từng hiểu. Sắc mặt của Hồ Hoàng Việt rất bình tĩnh, lực lượng của một mình tôi làm sao là đối thủ của cả nhà họ Hồ. Rất nhanh thì bị đuổi kịp, không chỉ tôi bị thương, người vợ đã mang thai đó của tôi cũng bị thương. Đứa trẻ trong thai may mắn không bị thương, tôi liều chết cứu vợ của tôi ra, trốn tới Thiên An, vợ của tôi đã chết sau khi sinh ra đứa con của chúng tôi. Từ lúc đó trở đi, tôi đã thề tôi phải trả thù nhà họ Hồ. Giọng nói của ông ta bình tĩnh, nhưng Vương Nhất lại cảm nhận được sự đè nén của thù hận cực lớn. Đây là một gia tộc biến thái, không những thao túng cuộc đời của ông ta, còn nỗi hận giết vợ, chẳng trách nhà họ Hồ là gia tộc sinh ra ông ta nuôi ông ta lớn nhưng Hồ Hoàng Việt lại hận gia tộc này thấu xương. Vào lúc con gái của tôi 3 tuổi, nhà họ Hồ lại tới tìm tôi, khi chạy trốn, tôi và con gái bị lạc nhau. Mãi tới bây giờ, tôi cũng chưa tìm được con gái đã thất lạc của tôi, lúc đó sự nghiệp của tôi đã có khởi sắc, được Thương hội Hồng Ưng nhìn chúng, nhưng đây không phải là điều tôi muốn, nguyện vọng lớn nhất của tôi là tìm được con bé. Nói đến đây, hốc mắt của Hồ Hoàng Việt đỏ lên, giọng nói cũng mang theo một chút nghẹn ngào. Tăng Quốc Vinh không lên tiếng, chỉ dùng sức vỗ vai của Hồ Hoàng Việt, từ hành động đó an ủi. Vương Nhất lại bỗng nhiên hỏi, có ảnh của con gái ông không? Với khả năng của anh, muốn tìm một người, không phải chuyện khó. Có. Hồ Hoàng Việt rút ra một tấm ảnh nhăn nhúm, đây là con gái của tôi. Vương Nhất cầm lấy xem, cảm thấy cô bé trong ảnh có chút quen mắt. Sau khi nhớ kỹ lại, đột nhiên buột miệng nói ra một cái tên. Tô Thắm. Khi Vương Nhất buột miệng nói ra tên của Tô Thắm, Hồ Hoàng Việt lập tức thay đổi sắc mặt, túm chặt lấy cánh tay của Vương Nhất, giọng nói khàn khàn, cảm xúc kích động. Cậu Vương, cậu biết con gái của tôi sao? Vương Nhất không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm tấm ảnh. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đều không có cắt ngang, chỉ thấp thỏm nhìn Vương Nhất. Nhìn hồi lâu, anh bỗng hỏi, con gái của ông tên là gì? Hồ Thắm. Hồ Hoàng Việt không thèm nghĩ ngợi, nói ra một cái tên. Vương Nhất suy nghĩ một lát, vậy cô ấy biết tên của mình không? Hồ Hoàng Việt lắc đầu, không biết, khi lạc nhau. Con bé mới có 3 tuổi. Vậy cô ấy có tên mụ mẫn cảm gì sao? Nếu là tên mụ, tôi thường xuyên gọi con bé là Tiểu Thắm, con bé chắc biết mình tên là Tiểu Thắm. Vậy thì đúng rồi. Vương Nhất khẽ thở dài, ánh mắt từ đầu tới cuối dừng trên cô bé trong ảnh.
Trên đời này không có hai bông hoa giống nhau, cô bé trong ảnh tuy còn nhỏ, nhưng từ đường nét của gương mắt thì thấy giống hệt với Tô Thắm. Đồng tử của Hồ Hoàng Việt co rút, yết hầu chuyển động, hỏi, cô bé là ai? Cô ấy là con gái nuôi của quản gia nhà họ Lý chúng tôi nhận nuôi. Vương Nhất trầm giọng nói, tôi trước đây từng tới nhà của bọn họ, cho nên có ấn tượng với vẻ ngoài lúc nhỏ của cô ấy. Anh mở điện thoại ra, tìm ảnh của Tô Thắm, đưa vào tay của Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt vừa nhìn thì sững người, hai mắt lập tức đỏ lên, lẩm bẩm nói, giống, quá giống. Thật sự giống hệt. Sau khi trả lại điện thoại cho Vương Nhất, Hồ Hoàng Việt hỏi, con bé bây giờ tên là gì? Tên Tô Thắm. Yết hầu của Vương Nhất chuyển động lên xuống, tôi có thể gặp mặt con bé không? Gặp cô ấy một lần đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nhận nhau có lẽ không thích hợp lắm. Lời của Vương Nhất hoàn toàn cắt đứt hy vọng không dễ gì mới nhen nhóm của Hồ Hoàng Việt. Ánh mắt của ông ta ngây ngốc, nhìn chằm chằm Vương Nhất. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất không hề dao động, thậm chí còn vì vậy mà trở nên nghiêm nghị, cô ấy từ bé và bác Trương nương tựa nhau mà sống, không biết ba của mình là ai, hiện nay cô ấy đã quen với cuộc sống bây giờ, ông lại đột nhiên chen vào cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn mà cô ấy không dễ dàng mới có, không khác gì gây nên tổn thương cho cô ấy, khiến cô ấy càng thêm hận ông. Hồ Hoàng Việt cảm thấy lời Vương Nhất nói có lý, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia tuyệt vọng. Đã biết con gái thất lạc của mình là ai, nhưng không thể nhận nhau, điều này đối với một người ba mà nói, cũng quá tàn khốc rồi. Phải từ từ, không vội được. Ánh mắt của Vương Nhất dịu đi một chút, nói, không phải không cho ba con hai người nhận nhau, mà là để hai người làm quen trước, như vậy đợi khi ông nói thân phận của ông, cảm xúc của cô ấy sẽ không dao động quá kịch liệt. Hồ Hoàng Việt lau nước mắt ở trong mắt, khẽ gật đầu với Vương Nhất, cậu Vương, đại ơn không gì đền đáp. Chỉ có cái mạng này, dù xông vào dầu sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Vương Nhất có thể cảm nhận được sự thật lòng của Hồ Hoàng Việt, giúp ông ta tìm được cô con gái thất lạc nhiều năm, ân tình này, ông ta sẽ báo cả đời. Nhưng anh lại khẽ lắc đầu, ông làm việc cho tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi ông. Đồng thời, lại nhìn sang Tăng Quốc Vinh, ông cũng như vậy. Cậu Vương, trong lòng Tăng Quốc Vinh rất cảm động. Còn có chuyện gì đáng chúc mừng hơn chuyện đi theo một chủ nhân tốt? Trong lúc trời xui đất khiến, tâm nguyện của Hồ Hoàng Việt đã đạt được, sau đó, sự chú ý lại đặt vào ván cược của Hồ Minh Chính. Vậy tiếp theo, cậu Vương phải ở thành phố Giang một khoảng thời gian rồi. Ánh mắt của Hồ Hoàng Việt dần trở nên sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh giá, ngày mai tôi chạy vặt thay cho cậu Vương, đi gặp những thành viên của hội đồng cổ động đời đầu của tập đoàn Cự Phong. Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, không cần, chúng ta về Thiên An. Hả? Lời này vừa dứt, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đều ngơ luôn, sững sờ nhìn Vương Nhất, không ở thành phố Giang thì làm sao cá cược với Hồ Minh Chính. 12 ngày sau thì lại tới thành phố Giang là được. Vương Nhất cười rất thản nhiên, tôi bảo đảm, ván cược của tôi và Hồ Minh Chính, 100% là tôi thắng. Tại sao? Tăng Quốc Vinh thế nào cũng không hiểu. Rời khỏi thành phố Giang thì hoàn thành vụ cược kiểu gì? Phải biết, cổ đông đời đầu của tập đoàn Cự Phong đều sống ở thành phố Giang. Ngược lại thì Hồ Hoàng Việt không có chút nghi ngờ, lập tức đồng ý, được, cậu Vương. Về Thiên An, không phải bảo các ông không làm cái gì cả, các ông phải phái người bám theo Hồ Minh Chính một cách ngang nhiên, một ngày 24 tiếng, nửa bước cũng không rời. Vương Nhất ra lệnh, ngoài ra, nếu điều kiện cho phép, có thể quấy nhiễu. Tóm lại khiến Hồ Minh Chính cảm thấy bực tức là được. Chỉ cần các ông làm được hai điểm này thì tôi có thể đứng ở thế bất bại. Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt nhìn nhau, tuy không hiểu cách này có cái gì, nhưng nếu cậu Vương đã hạ lệnh, vậy nhất định có thâm ý của cậu ấy. Được. Vương Nhất vào 9 giờ tối thì về tới Thiên An, giờ này Lý Khinh Hồng đã về tới nhà, mà Vương Tiểu Lam vẫn chưa ngủ. Vợ, anh về rồi. Vương Nhất đang muốn gọi. Bỗng nhiên ánh mắt đanh lại, bị đôi cao gót màu đỏ nằm rải rác ở ngoài cửa thu hút. Hai chiếc cao gót, một chiếc nằm ngang, một chiếc nằm lẻ loi ở trên đất. Hơn nữa, hai chiếc giày cách nhau rất xa. Vương Nhất lại đưa mắt nhìn về phía sofa phòng khách, phát hiện trên sofa có vết nhăn nhúm rất sâu, rất rõ ràng, có người rất mất hình tượng mà lăn qua. Trong đầu của Vương Nhất không khỏi hiện lên hình ảnh như này, chủ nhân của đôi giày này nhất định là tung tăng đi vào nhà. Hai chân đá ra, vì vậy,
hai chiếc giày cao gót đáng thương này đã bị đá bay rất xa, sau đó vui vẻ chạy vào phòng khách, nhảy tung tăng, quăng mạnh cơ thể của mình vào chiếc sofa mềm mại, mượn sự đàn hồi của sofa mà bật lại. Nghĩ tới đây, bản thân Vương Nhất cũng sững người một trận, đây là phụ nữ gì? Tuy nhiên, anh tìm một lượt cả căn nhà, cũng không tìm được chủ nhân của đôi giày này, ngay cả Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam cũng không thấy bóng dáng. Mở điện thoại, tin nhắn gửi cho Lý Khinh Hồng cũng mãi chưa có hồi âm, Vương Nhất lập tức nhíu mày, phản ứng đầu tiên là Lý Khinh Hồng xảy ra chuyện rồi. Cạch, mở cánh cửa của nhà vệ sinh cuối cùng ra, Vương Nhất lại chạm vào một đôi mắt trong veo. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững người. Trong không khí, tỏa ra một cỗ khí tức ám muội. Chỉ thấy trên bồn cầu có một người phụ nữ gợi cảm mặc áo dây, môi dưới có một nốt ruồi son, mang nét đẹp của sự trưởng thành. Đối với hành vi xông vào đột ngột của Vương Nhất, người phụ nữ rõ ràng có hơi ngạc nhiên, ngay cả dây áo ở vai trái tuột xuống cũng không phát hiện. Một giây sau, sắc mặt của Vương Nhất và người phụ nữ đều thay đổi. Vương Nhất vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng quay đầu, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Trước tiên mặc kệ người phụ nữ này là ai, người ta đang đi vệ sinh, anh lại đột nhiên xông vào, chuyện này vốn là không đúng. Tôi biết cậu không phải cố ý. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của người phụ nữ lại tỏa ra ánh sáng của sói đói, giống như nữ sắc lang, nhìn chằm chằm Vương Nhất, cười khúc khích. Cô là ai, vợ và con gái của tôi đâu? Vương Nhất bị nhìn mà cả người không tự nhiên, điều muốn mạng hơn là anh đột nhiên phát hiện, trong cả căn nhà chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ ấy à, Tử Lam đòi đi xem phim, tôi đã mua hai vé, để cháu gái đi cùng với con bé rồi. Người phụ nữ vẫn ngồi trên bồn cầu, nói một cách không để tâm. Vương Nhất nhìn ra được, người phụ nữ không nói dối, trái tim lo lắng của anh cũng theo đó mà thả lỏng. Đột nhiên, anh cảm thấy người phụ nữ bỏ qua điều gì đó, nghĩ kỹ lại lời mà người phụ nữ nói, hai mắt lập tức trợn to. Cô gọi ai là cháu gái? Trong lòng Vương Nhất đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi, tim cũng đập mạnh. Người phụ nữ chợt sững người, sau thì cười khúc khích, cậu thật sự biết đùa, nhà này chỉ có một cô gái trưởng thành, cậu nói xem tôi gọi ai. Lời này vừa dứt, Vương Nhất lập tức xác định ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt khá sốc, buốt miệng nói. Cô là dì út của Khinh Hồng. Nhìn lại người dì trẻ trung xinh đẹp, Vương Nhất lại lần nữa thở dài, gen nhà Lý Khinh Hồng đúng là rất mạnh. Tôi là Lạc Thanh Thủy, dì của Lý Khinh Hồng, nhưng cậu gọi tôi là một tiếng dì cũng không sao. Lạc Thanh Thủy vô cùng hứng thú nói. Vương Nhất không đáp, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về thân phận của Lạc Thanh Thủy. Anh biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lý Khinh Hồng, có thể nói người phụ nữ này chính là em gái của người xinh đẹp nhất Hiên Kinh. Chỉ tính riêng về thân phận thôi cũng đủ để khiến bà ta trở nên huyền bí. Chào gì? Vương Nhất vẫn giữ phép lịch sự, chào bà ta một tiếng. Lạc Thanh Thủy hài lòng gật đầu, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập tình thương của người mẹ. Trước kia tôi vẫn lo con bé Khinh Hồng không tìm được bạn đời, nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi, thậm chí còn thấy ghen tị với sự may mắn của cậu. Cậu không chỉ có được một người vợ xinh như hoa còn có một người gì cũng xinh đẹp không kém. Vương Nhất lúng túng, cười lịch sự, không để ý đến sự tự luyến của người gì này. Lạc Thanh Thủy cũng không bận tâm, ngồi xuống trước mặt Vương Nhất, nếu cậu đã biết tôi là ai, chắc đã biết tôi đến Thiên An để làm gì. Đến vì tôi. Đôi mắt Vương Nhất hơi nheo lại, một tia lạnh lùng quét qua. Lạc Thanh Thủy cười gật đầu, thông minh. Bà có thân phận gì? Vương Nhất nhìn thẳng Lạc Thanh Thủy. Mặc dù người gì này rất xinh đẹp. Nhưng điều đó không thể xóa bỏ sự thật rằng bà ta đến từ vương tộc Yến Đô. Trước đây đã xuất hiện một người anh họ ngăn cản không cho anh và Lý Khinh Hồng ở bên nhau, không ai có thể đảm bảo người gì này có gây bất lợi gì cho vợ anh không. Cậu đang nghi ngờ tôi. Lạc Thanh Thủy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nhìn Vương Nhất mà chỉ tập trung trang điểm trước một chiếc gương nhỏ. Đôi môi được tô son bóng, nhìn thoáng qua như được rát kim cương, thỉnh thoảng bà ta lại chu môi lên. Nhìn trái nhìn phải một lượt, rất hài lòng với khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương. Cậu thông minh như vậy, hay là đoán thử thân phận của tôi xem? Bà ta thản nhiên trả lời, tay đang cẩn thận sơn móng. Đợi nửa ngày mà chỉ nhận được câu trả lời như vậy, vẻ mặt Vương Nhất chợt lạnh đi, để tôi đoán, nếu là phe địch, tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ác quá nhỉ! Biểu cảm của Lạc Thanh Thủy vô cùng hài hước,
Bà ta cười lấy tay che miệng, giơ một ngón tay ngọc ngà ra, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Một bộ phim kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mà giờ họ vẫn chưa quay lại, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Xoàn xoạt. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Phương Nhất trở nên lạnh lẽo, anh sải bước đến chỗ Lạc Thanh Thủy, giơ tay bóp cổ bà ta. Nhưng Lạc Thanh Thủy thuận thế trượt sang bên trái, lăn vào bồn tắm còn tiện tay ôm lấy cổ Vương Nhất. Thế là, nửa người trên của Vương Nhất bị bà ta kéo vào bồn tắm, may mà anh nhanh tay nhanh mắt, phản xạ có điều kiện chống hai tay lên bồn tắm, tránh được tình huống lúng túng ngã lên người Lạc Thanh Thủy. Động tác này khiến Vương Nhất sợ ngây người, nhìn Lạc Thanh Thủy đang nằm dưới, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Lạc Thanh Thủy đưa một ngón tay ra, thành thục nâng cằm Vương Nhất lên. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nghi ngờ người lớn trong nhà, hơn nữa tôi còn là gì chứ không phải cô chủ. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Lạc Thanh Thủy, nhất thời không biết nên nói gì. Lạch cạch. Đúng lúc này, cửa mở ra, giọng nói của Lý Khinh Hồng truyền tới, Vương Nhất, anh có ở đó không? Lạc Thanh Thủy lập tức ngẩng đầu, cậu định ở trên người tôi bao lâu nữa, Khinh Hồng về rồi đó. Vương Nhất lập tức xấu hổ, nhận ra vừa rồi là anh đã hiểu lầm. Vội vàng đứng lên, xin lỗi. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng, em đi đâu vậy? Lý Khinh Hồng áy náy nói, xin lỗi anh, Tử Lam muốn xem phim nên em dẫn con đi xem 2 bộ. Nghe vậy, Vương Nhất cũng cảm thấy an tâm. Lúc này, Lạc Thanh Thủy cũng từ phòng tắm đi ra, đang định chào hỏi thì Lý Khinh Hồng không thèm nhìn bà ta, lập tức bế Vương Tử Lam lên lầu. Ngay cả cơ hội đến gần Vương Tử Lam cũng không cho bà ta. Vương Nhất đứng đó nhìn, nhận ra sự lạnh lùng của Lý Khinh Hồng, từ đó có thể thấy sự thờ ơ của cô với gia tộc là phát ra từ trong tâm khảm. Lạc Thanh Thủy cũng không bận tâm, chỉ nhún vai với Vương Nhất, quen rồi. Nói xong, bà ta lại tự châm cho mình một điếu thuốc dành cho phụ nữ, nhả ra một vòng khói tuyệt đẹp. Trong nhà tôi không được hút thuốc, Vương Nhất nhắc nhở. Yên tâm đi. Tôi sẽ không ở đây lâu, một khi gặp được người cần gặp, không cần cậu đuổi tôi cũng đi. Dáng vẻ lúc hút thuốc càng làm cho người phụ nữ kia trở nên thần bí, trong vòng khói mờ ảo, khuôn mặt của Lạc Thanh Thủy lại càng trở nên rạng rỡ. Mẹ cô ấy đâu? Vương Nhất đột nhiên hỏi. Điếu thuốc trên tay Lạc Thanh Thủy dừng lại một chút, bà ta im lặng một lúc, sau đó nụ cười xuất hiện lại trên môi, nếu như đang ở Yên Kinh, chỉ dựa vào cậu bần nãy sẽ lập tức bị bắt lại. Tại sao? Vương Nhất cười, không thèm để tâm. Bởi vì có một số người không được nói tên ra. Lạc Thanh Thủy thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, chị gái tôi đã rời Yên Kinh hơn 20 năm nay, Khinh Hồng hận ba, đồng thời cũng hận cả mẹ do mẹ nó hơn 20 năm nay không đến nhìn mặt nó lấy một lần. Bà hận bà ấy. Tại sao tôi phải hận bà ấy? Lạc Thanh Thủy bị câu nói của Vương Nhất chọc cười, cười khanh khách, Khinh Hồng cũng chỉ là cháu gái tôi, không phải con gái. Ngoài ra, chị gái đã làm một tấm gương tốt cho tôi, khiến tôi kiên định với suy nghĩ không kết hôn, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân. Vậy là bà thương hại bà ấy. Vương Nhất vẫn cười. Lúc này, ánh mắt Lạc Thanh Thủy thoáng qua vẻ chán ghét. Nói đúng hơn là ghét cái nụ cười hiểu hết mọi chuyện trên khuôn mặt anh. Không tính là giễu cợt, mà thương hại cũng không đúng, tóm lại nó chỉ khiến bà ta cảm thấy rất chán ghét. Tin tức về cuộc hôn nhân của cậu và Khinh Hồng đã truyền đến Yên Kinh, mọi người đều nói cậu cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, hôm nay gặp, tôi cảm thấy cậu không hề vô dụng như lời đồn. Lạc Thanh Thủy ra chiều suy nghĩ, giống Lý Thế Nhân thứ hai. Vương Nhất tiếp lời của bà ta. Đúng vậy, là Lý Thế Nhân thứ hai. Hai mắt Lạc Thanh Thủy lóe lên tia sáng, sau đó bà ta bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm túc, tôi chỉ muốn thay người đó bù đắp cho người đó. Vương Nhất thầm thở dài, một câu chỉ có 11 chữ nhưng có đến 2 từ người đó. Cùng là người ấy nhưng lại chỉ 2 người khác nhau. Họ rất giống nhau, đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có sự nghiệp thành công. Một người chồng con cách biệt, lui về hậu đài sống một cuộc sống u sầu, một người gặp được anh, cả đời hạnh phúc. Nhưng tôi không phải ông ta, cũng không muốn trở thành ông ta. Vương Nhất lắc đầu, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Ít nhất tôi sẽ không làm cho cô ấy phải buồn. Lạc Thanh Thủy phức tạp nhìn Vương Nhất, đó là cậu nghĩ thôi, ông ta lại cho rằng cậu rất giống ông ta, con người ta thường không thích bị nói giống người khác. Sự kiên nhẫn của ông ta đối với cậu đã đến giới hạn,
tôi là người đã che chở cho cậu khỏi sóng gió. Lạc Thanh Thủy nghiêm mặt nói. Ánh mắt Phương Nhất chợt rét lạnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngay từ đầu, lúc cậu và cháu gái tôi bị sát thủ ám sát, ông ta chỉ tới tìm cậu. Lạc Thanh Thủy nói tiếp, ông ta không truy cứu trách nhiệm của bất kỳ người nào, chỉ nhắm vào cậu. Tại sao lại là tôi? Vương Nhất trầm giọng hỏi, không biết tại sao, trong lòng dâng trào sát khí. Lạc Thanh Thủy nhìn xoáy sâu vào anh, sâu xa nói, bởi vì trong mắt ông ta, cậu chính là một phần tử nguy hiểm. Bốn chữ phần tử nguy hiểm đánh mạnh vào nội tâm Vương Nhất, khiến đồng tử của anh co rút dữ dội. Chuyện Lạc Thanh Thủy nhắc tới chắc là những gì đã xảy ra ở Tháp Thiên An ngày hôm đó, Lương Ý Hành dùng đoạn video từ 5 năm trước để ép Lý Khinh Hồng giao ra dự án xây dựng đô thị, trên đường trở về, họ đã gặp phải sát thủ chuyên nghiệp. Những sát thủ này rõ ràng là do Võng Lượng phái tới, nhưng ba vợ anh lại không truy cứu nguyên nhân, đổ hết trách nhiệm lên người anh, Vương Nhất sao có thể không tức giận được. Chắc chắn cậu cảm thấy rất khó hiểu phải không? Rõ ràng cậu cũng là người bị hại, sao anh rể lại 5 lần 7 lượt đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu? Lạc Thanh Thủy chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nói, thật ra lúc đầu tôi cũng không hiểu, nhưng sau đó đã hiểu ra. Nói đến đây, vẻ mặt Lạc Thanh Thủy hơi kỳ quái, đây chính là chỗ cao minh của ông ta, nhìn sự tình hiểu ra bản chất. Vương Nhất hơi kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Thủy, vừa định hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên mí mắt anh dần giật. Ngay sau đó thì ánh mắt trở nên kinh ngạc. Ông ta đã sớm hiểu ra. Đúng vậy. Lạc Thanh Thủy khịt mũi, cười, người bình thường sẽ lập tức đi tìm hung thủ, nhưng ông ta thì ngược lại, 5 lần 7 lượt tìm đến cậu, bởi vì cậu chính là cội nguồn của tội ác. Khinh Hồng gặp phải sát thủ là do cậu đã làm liên lụy đến con bé. Càng nói, ánh mắt của Lạc Thanh Thủy càng trở nên sắc bén. Đối diện với ánh mắt của bà ta, Vương Nhất run cả người. Tim đập loạn xạ. Là tôi, làm liên lụy đến cô ấy. Một người ba luôn cảm thấy có lỗi với con gái, từng thề sẽ đối tốt với con bé cả đời để nhận được sự tha thứ, bỗng nhiên một ngày biết được đứa con gái bảo bối của mình bị một người đàn ông vô dụng làm vấy bẩn, ông ấy sẽ cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Thủy dùng giọng điệu đều nói chuyện, cậu cũng làm ba rồi, hẳn là hiểu cảm giác này đúng không? Vương Nhất ngồi trở lại ghế sofa. Hai tay vào đầu, trợn to hai mắt. Anh chưa bao giờ cảm thấy rối loạn như giờ phút này, anh cũng có con gái, nếu như Vương Tử Lam gặp phải chuyện như vậy, khẳng định là anh sẽ phát điên. Không chúc phúc, không tiếp nhận, chỉ có vô cùng chán ghét. Lạc Thanh Thủy nói tiếp, quân ăn cướp, tên cặn bã vô liêm sỉ, con cóc ghẻ. Đây đều là những cái tên anh rể tôi dùng để hình dung cậu. Vương Nhất im lặng, Lý Khinh Hồng sợ liên lụy đến anh. Nhưng trên thực tế, chẳng phải anh cũng liên lụy đến Lý Khinh Hồng sao? Vấn đề này, cho đến tận ngày hôm nay, Vương Nhất mới phát hiện ra. Đã từng có lúc anh vô cùng tự tin có thể bảo vệ được Lý Khinh Hồng, nhưng bây giờ anh dao động rồi. Không phải anh không tin vào thực lực của mình mà là e sợ xuất thân cao quý của Lý Khinh Hồng, cô ở trong thế giới mưa tanh gió máu của anh có biết bao nguy hiểm rình rập. Giống như lần ám sát trước đó. Lý Khinh Hồng có thể chịu đựng được bao nhiêu lần? Trong tương lai, liệu cô có vì lo cho sinh mạng của bản thân và con gái mà rời xa anh một lần nữa không? Thân thể Vương Nhất đột nhiên run rẩy kịch liệt, đây chính là một nút thắt, không có cách nào gỡ bỏ. Bây giờ cậu đã biết tại sao tôi lại tới đây rồi chứ? Ánh mắt Lạc Thanh Thủy trở nên thâm thúy, sự kiên nhẫn của anh rể tôi đối với cậu có hạn, cậu và Khinh Hồng còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi. Chuyện có thể chia rẽ hai người nhiều vô số kể. Câu nói thật phũ phàng, nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn như thế. Vương Nhất trầm mặc hồi lâu, nói lời cảm ơn Lạc Thanh Thủy từ tận đáy lòng, cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, mặc dù tôi không phải thành viên nòng cốt của Vương tộc Yến Đô, nhưng vẫn có khả năng khuyên can Lý Thế Nhân. Lạc Thanh Thủy xua tay nói, người mà cậu cần cảm ơn là Khinh Hồng, con bé không chút do dự ở bên cạnh cậu. Nó là tấm bình phong cuối cùng che chở cho cậu, cậu phải nắm chắc trái tim con bé. Vẻ mặt Vương Nhất trở nên nghiêm trọng, Lạc Thanh Thủy nói khuyên can chứ không phải ngăn cản. Điều này cũng có nghĩa là Lạc Thanh Thủy không có khả năng ngăn cản Lý Thế Nhân, chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục ông ta. Lạc Thanh Thủy liếc nhìn Vương Nhất, đột nhiên thở dài, thật ra con bé Khinh Hồng chuyện gì cũng biết nhưng nó không bao giờ nói ra, chỉ cần biết cậu bình an là nó yên tâm. Vương Nhất lập tức thay đổi sắc mặt, vậy là bà đến Thiên An cũng là vì Khinh Hồng.
cuối cùng cậu cũng nhận ra. Lạc Thanh Thủy thở dài, toàn bộ vương tộc Yên Đô đều hy vọng con bé xảy ra chuyện, nó cũng quyết định đến hết đời cũng không bước chân vào Yên Kinh nữa, nhưng vì cậu, con bé không ngần ngại xuống nước nhờ tôi giúp đỡ. Cô cháu gái hiếm khi mở miệng nói chuyện với tôi, người là gì tôi đây sao có thể không giúp. Vương Nhất nghe xong, thật lâu sau vẫn không nói gì. Cuối cùng anh cũng hiểu ý tứ sâu xa đằng sau những lời cay nghiệt của Lý Tinh Sở, nhưng phía Yên Kinh mãi không có tin tức gì, không phải vương tộc Yên Đô chỉ biết hù dọa, mà là Lý Khinh Hồng đã bí mật liên lạc với Lạc Thanh Thủy đã ngăn Lý Thế Nhân lại. Khinh Hồng. Anh khẽ nỉ non tên của Lý Khinh Hồng, trong lòng đủ loại cảm xúc. Lạc Thanh Thủy cũng cười tự giễu, cháu gái tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp, việc gì đã quyết thì có đến chín châu kéo cũng không lại. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Tôi không hối hận khi đi theo anh ấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh từ trên lầu truyền đến. Vương Nhất và Lạc Thanh Thủy đều ngẩng đầu lên nhìn, Lý Khinh Hồng đang đứng ở lối vào cầu thang tầng 2, bình tĩnh nhìn họ. Khinh Hồng. Vẻ mặt của Vương Nhất vô cùng xúc động, bao nhiêu ngôn từ cũng không đẹp bằng tên cô. Lạc Thanh Thủy hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười. Dì của cháu chưa bao giờ tin vào chuyện tình yêu nhảm nhí, còn không bằng trong túi có chút tiền, nhưng nhìn thấy hai đứa, dì nguyện ý tin vào tình yêu một lần. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, dì không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi, nhớ kỹ lời dì vừa nói. Nói xong, bà ta đứng lên, quay đầu nhìn Vương Nhất một cái, sau đó xách túi rời đi. Lúc đi ngang qua Vương Nhất, bà ta cố ý dừng lại bên cạnh anh, để lại một câu, nói xong thì nhấc chân. Dẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ, hừ một tiếng rồi rời đi. Bà ta đã nói gì với anh? Lý Khinh Hồng bước xuống cầu thang, hỏi. Vương Nhất phục hồi lại tinh thần, không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, đột nhiên ôm cô vào lòng. Lý Khinh Hồng lập tức mở to mắt, lúc đầu hơi kháng cự nhưng sau đó mặc cho Vương Nhất ôm. Bởi vì cô có thể cảm nhận được Vương Nhất đang ôm cô rất chặt, giống như muốn khảm cả người vào cơ thể cô. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, cảnh vật cũng đứng yên. Những lời Lạc Thanh Thủy nói với Vương Nhất rất đơn giản. Cậu nhóc, mau mau trưởng thành đi. Vương Nhất ôm lấy cơ thể mềm mại trong ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đã trưởng thành rồi. Nàng công chúa xinh đẹp sẽ không phải chịu cảnh cô đơn nữa, một ngày nào đó hiệp sĩ của nàng sẽ đến với nàng. Khi ấy, mây sẽ tan, mặt trời sẽ soi bóng lên những con sông ngọn núi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đưa Vương Tử Lam đi đến nhà trẻ, sau đó cùng đi đến tòa nhà quốc tế. Lúc trước, khi vẫn chưa công khai mối quan hệ, để tránh những lời đồn đại vô căn cứ và không cần thiết, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều một trước một sau, cách nhau 100 mét đi vào tòa nhà quốc tế. Bây giờ, đã công khai mối quan hệ, cả tòa nhà đều biết chồng của Lý Khinh Hồng là Vương Nhất, hai người cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm, cùng nhau đi vào tòa nhà. Bốn phía xung quanh đều là những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, nhân viên nữ đều thổn thức không thôi, lại cảm thán về tình yêu của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, giống như bộ phim về tình yêu ngọt ngào vào những ngày hè, nhân viên nam thì đều ngưỡng mộ Vương Nhất, được Lý Tổng có gia tài bạc triệu nhìn chúng, một đời đỡ phải phấn đấu. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng không để ý đến những ánh mắt này, tách ra trong thang máy, quay người đi vào phòng làm việc ở tầng cao nhất. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đã đợi ở đó, nói cho Vương Nhất biết tình hình. Tôi đã làm theo chỉ thị của anh Vương, dưới tình huống bị Hồ Minh Chính phát hiện, phái một số lượng lớn thuộc hạ theo dõi ông 24/24. Trước mắt, Hồ Minh Chính đã đến thăm hỏi một cổ đông của hội cổ đông đời đầu tập đoàn Cự Phong, đã nhận được sự ủng hộ của ông ta. Tăng Quốc Vinh nói xong, lau mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Anh Vương! Hồ Minh Chính này quả thật cũng là một nhân vật, mới có một ngày, đã có được sự ủng hộ của đối phương, chúng ta có cần làm gì đó không? Ông ta cảm thấy cách này chính là ngồi chờ chết. Vương Nhất khẽ cười, không trả lời, mà nhìn Hồ Hoàng Việt, hỏi, người của ông sau khi bị phát hiện, Hồ Minh Chính có phản ứng như thế nào? Lúc đầu ông ta không để tâm, vẫn còn lạnh lùng chế nhạo người của tôi, nhưng sau khi phát hiện chúng ta bắt đầu theo dõi, rõ ràng ông ta bắt đầu trở nên hoảng loạn. Không chỉ đuổi đi, còn trốn ở trong tập đoàn Cự Phong không ra ngoài. Vậy sao? Vương Nhất cười, nói như vậy, cuộc sống 11 ngày của ông ta, đều ở tập đoàn Cự Phong, nhà họ Hồ cũng không trở về. Đúng vậy, anh Vương.
Hồ Hoàng Việt nghiêm túc nói, Hồ Minh Chính sợ người của tôi giành mất lá phiếu ủng hộ của ông ta, nên trốn ở trong tập đoàn Cự Phong, địa vị của ông ta ở nhà họ Hồ vốn đã không cao, nên nhà họ Hồ cũng không tập trung bảo vệ Hồ Minh Chính, so với những thứ khác, chỉ bằng trốn ở trong tập đoàn Cự Phong có bảo vệ 24/24, đây là ảnh. Nói xong, Hồ Hoàng Việt lấy ra mười mấy bức ảnh vừa mới được rửa xong. Trong bức ảnh, Hồ Hoàng Việt đang nghi ngồi trên vị trí đồng sự trưởng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Rất tốt. Vương Nhất tán thưởng, năng lực của Hồ Hoàng Việt, và khả năng phân tích với cái đầu bình tĩnh, đều là thứ mà anh xem trọng. Chỉ là, ông ta vẫn không đoán được trong lòng Vương Nhất đang nghĩ gì. Cố gắng khiến cho Hồ Minh Chính càng phiền phức càng tốt. Vương Nhất ra lệnh nói. Vâng. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đang định rời khỏi phòng làm việc, đột nhiên điện thoại của Hồ Hoàng Việt lại vang lên. Hồ Hoàng Việt liếc nhìn, lông mày lập tức cau lại. Anh Vương, là Hồ Minh Chính gọi đến. Xem ra, ông ta đã cảm thấy vô cùng tức giận. Vương Nhất khẽ cười, nhận đi, mở loa ngoài. Hồ Hoàng Việt gật đầu, ấn nút nghe máy, mở loa ngoài. Hồ Hoàng Việt, ông được lắm, lại dám chơi tôi. Có phải biết mình không thể thắng được, nên cho người của ông theo dõi tôi 24/24, nhân lúc tôi không để ý, giành những phiếu bầu này không? Trong điện thoại, Hồ Minh Chính vừa đến đã lớn tiếng mắng mỏ, tức giận đến mức Vương Nhất còn có thể nghe ra được hơi thở hổn hển, gấp gáp của ông ta. Hồ Hoàng Việt lập tức nổi giận, đang định lên tiếng trả lời, Vương Nhất lại khẽ cười, đưa tay ra, Hồ Hoàng Việt lập tức đưa điện thoại qua. Ông chủ Hồ, mới sáng ngày ra, đã tức giận như thế này, không tốt lắm đâu. Phải chú ý sức khỏe, Vương Nhất cười ha ha nói. Nghe thấy là giọng nói của Vương Nhất. Hồ Minh Chính ở đầu bên kia điện thoại lập tức sững sờ, sau đó giọng nói càng thêm tức giận, Vương Nhất, là cậu, tôi hiểu rồi, nhất định là cậu bảo Hồ Hoàng Việt làm như vậy, có đúng không? Vậy thì sao? Vương Nhất cũng không giấu giếm, thừa nhận một cách quang minh lỗi lạc, cười ha ha, chúng ta chỉ cược với nhau, không nói dùng thủ đoạn gì, tôi bảo người theo dõi anh đó, thì sao nào? Cậu! Hồ Minh Chính tức đến mức ngứa chân răng, nói chuyện cũng không được lưu loát. Được, xem như cậu lợi hại. Nhưng, tôi khuyên cậu đừng lãng phí sức lực nữa, bởi vì cậu không thể giành được phiếu bầu từ chỗ của tôi đâu. Giọng điệu tự tin của Hồ Minh Chính ngược lại khiến Vương Nhất đánh giá anh ta cao hơn mấy phần, nhưng vẫn ung dung nói, được, vậy anh hãy bảo vệ thật tốt những phiếu bầu khó khăn lắm anh mới có được kia, đừng để đến cuối cùng trở thành đồ của tôi. Nói xong, anh tiện tay cúp máy, trả lại cho Hồ Hoàng Việt. Anh Vương! Có cần tôi đi điều tra một chút không? Hồ Minh Chính bình tĩnh như vậy, chắc chắn có bí quyết giành được phần thắng. Hồ Hoàng Việt sắc mặt u ám nói. Không cần thiết. Vương Nhất lại xua tay, dửng dưng nói, ông chỉ cần làm tốt một chuyện, mỗi ngày báo cáo hành động của Hồ Minh Chính cho tôi là được rồi. Hồ Hoàng Việt gật đầu, sau đó cùng với Tăng Quốc Vinh rời khỏi phòng làm việc. Đi ra khỏi phòng làm việc, Tăng Quốc Vinh vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch của Vương Nhất. Anh Vương rốt cuộc có cách gì? Trong phòng làm việc, Vương Nhất khẽ cười. Cách này, ai cũng có thể nghĩ đến, chỉ xem có gan để làm hay không thôi. Mấy ngày tiếp theo, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cố định báo cáo tình hình của Hồ Minh Chính với Vương Nhất. Hồ Minh Chính đã có được phiếu bầu của 8 cổ đông. Hồ Minh Chính có được phiếu bầu của 11 cổ đông, chỉ còn thiếu một phiếu nữa là có được toàn bộ phiếu bầu. Hồ Minh Chính mua một chiếc két sắt bằng vàng. Bỏ tất cả phiếu bầu vào trong đó, mật mã chỉ có mình anh ta biết. Sau khi Hồ Hoàng Việt báo cáo xong tin tức này, sắc mặt ông ta cũng trở nên vô cùng khó coi. Hồ Minh Chính đã có được phiếu bầu của toàn bộ cổ đông, hơn nữa còn mua két sắt, tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tiếp theo, chỉ cần đợi đến lúc kết thúc là có thể giành chiến thắng toàn diện, không chỉ ngồi vững vị trí chủ tịch, còn có thể có được tập đoàn Lệ Tinh của Lý Khinh Hồng. Anh Vương! Chúng ta phải lập tức hành động, không thể ngồi yên chờ chết được. Khuôn mặt Hồ Hoàng Việt tràn đầy sự lo lắng, mặc dù trong lòng ông ta vẫn tin tưởng Vương Nhất, nhưng cục diện đã thành ra như thế này, ông ta không thể không sốt ruột. Vương Nhất vẫn là dáng vẻ ung dung, thong thả, khẽ nói, không cần vội, vẫn còn thời gian. Hồ Hoàng Việt lập tức cảm thấy lo lắng, đang định nói thì điện thoại lại vang lên, vẫn là điện thoại của Hồ Minh Chính. Vương Nhất đưa tay ra. Hồ Hoàng Việt chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Vương Nhất. Ha ha, Vương Nhất,
tôi còn tưởng tiếp theo cậu sẽ có hành động gì, không ngờ lại sấm to mà mưa nhỏ, chỉ tìm người theo dõi tôi. Cuộc điện thoại vừa được kết nối, đã truyền đến tiếng cười điên cuồng của Hồ Minh Chính. Theo dõi thì có tác dụng gì, theo dõi có thể giúp cậu có được phiếu bầu sao? Bây giờ tôi đã có được sự ủng hộ của 11 cổ đông, hơn nữa còn cất những phiếu bầu này trong két sắt, cho dù bị cậu cướp mất, cậu cũng không thể mở được mật khẩu của chiếc két sắt này, ha ha, cậu thua chắc rồi. Sự chế giễu của Hồ Minh Chính khiến Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đều vô cùng tức giận, nhưng Vương Nhất vẫn khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh, vậy sao? Nếu như, tôi có cách lấy được phiếu bầu từ chỗ của anh thì sao? Theo giọng nói bình thản của Vương Nhất, lại mang theo nhàn nhạt giễu cợt nói ra, tiếng cười ở đầu bên kia điện thoại lập tức im bặt, Hồ Minh Chính trong nháy mắt không còn sức sống. Phản ứng đầu tiên của anh ta, chính là Vương Nhất có cách lấy được hộp mật mã trong tay anh ta, hơn nữa có thể mở hộp mật mã ra, nhất thời hoảng sợ. Thế nhưng sau đó, anh ta lại một lần nữa cười ra tiếng, đừng uổng phí công sức, dương mật mã này chọn dùng kỹ thuật thép nóng chảy tiên tiến nhất, lửa nước đều không thấm thía gì, bên ngoài lại vô cùng cứng rắn, bom nổ không vỡ, cậu đập chắc chắn cũng sẽ không vỡ. Theo anh ta thấy, cách thức mà Vương Nhất nói, đơn giản là dùng ngoại lực mạnh để phá vỡ hộp mật mã. Vương Nhất lại nhếch miệng lên, gợi lên một nụ cười trêu tức, ai nói, tôi muốn nổ tung hộp mật mã, ý tôi là, tôi sẽ thần không biết, quỷ không hay lấy đi phiếu bầu trong hộp mật mã của anh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ Hồ Minh Chính khiếp sợ, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Nhất, một câu cũng nói không nên lời. Khoan hãy nói đến dùng cách gì lấy được dương mật mã của Hồ Minh Chính, cho dù lấy được, không có mật mã, làm sao có thể lấy ra đồ ở trong dương đây? Chẳng lẽ, thế giới giới thật sự có cách mở đồ vật mà không cần thủ vật thần kỳ như này sao? Không thể nào, cậu bớt hù dọa tôi đi. Phục hồi tinh thần lại, Hồ Minh Chính lập tức hét lớn một tiếng, ngữ khí hung ác, tôi chỉ thiếu một phiếu bầu, là có thể hoàn toàn giành được thắng lợi, đến lúc đó, không chỉ anh còn mỗi hai bàn tay trắng, ngay cả công ty của vợ cậu, cũng thuộc về tôi, ha ha ha. Vậy sao, vậy chúng ta cứ chờ xem. Vương Nhất cưới nhạt một tiếng rồi sau đó cúp điện thoại. Nhận điện thoại di động, Hồ Hoàng Việt vừa rồi còn nôn nóng bất an bỗng nhiên tỉnh táo lại, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, ngài Vương, ngài thật sự có biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Đương nhiên, Vương Nhất thong dong cười, theo tôi lâu như vậy, còn không hiểu tôi sao? Nếu như không phải cục diện tất thắng, tôi sẽ không khoe khoang khoác lác. Hồ Hoàng Việt tâm tình hoảng loạn, nhớ lại quá khứ. Lần nào ngài Vương gặp phải chuyện, không phải là chuyện thất bại hay sao? Tất cả mọi người đều chờ xem anh bị chê cười, thế nhưng cuối cùng, người bị chê cười ngược lại là bọn họ. Lần này, cũng sẽ như vậy sao? Vương Nhất đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn bộ cao ốc quốc tế, nhiệm vụ của các ông đã hoàn thành, kế tiếp, chính là chờ kỳ hạn đến, các ông theo tôi đi tới thành phố Giang là được. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh nghi ngờ nhìn nhau. Vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Nhất. Vâng, ngài Vương. Dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn của hai người, Vương Nhất lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, nhàn nhạt nói, có thể hành động rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến kỳ hạn của ván bài này. Buổi sáng, Vương Nhất vẫn như cũ nhàn nhã uống cà phê, cùng với Lý Khinh Hồng ăn cơm trưa, lúc này mới chậm rãi cùng Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt chạy tới tập đoàn Cự Phong thành phố Giang. Trên đường, Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đều là vẻ mặt u sầu, Hồ Hoàng Việt lái xe, thậm chí lo lắng quá mức, lòng bàn tay nắm tay lái đều đổ mồ hôi. Thả lỏng đi, ván bài này, nhất định tôi sẽ thắng. Vương Nhất ngồi ở hàng ghế sau, an ủi nói. Hồ Hoàng Việt miễn cưỡng cười cười, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói không lo lắng là gạt người, trong 12 ngày này, Vương Nhất chuyện gì cũng không làm, duy nhất làm. Là để cho người ta trắng trợn theo dõi, cũng không áp dụng bất kỳ hành động thực chất nào, bọn họ đi theo Vương Nhất lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ đối với mệnh lệnh của Vương Nhất. Nhưng mà, thời gian đến khi chấm dứt ván bài này, chỉ còn không đến một giờ, đến mức này, bọn họ cũng dứt khoát bất cứ giá nào, cùng tiến lùi với Vương Nhất. Rất nhanh, xe đi tới dưới lầu tập đoàn Cự Phong, vẫn là cô thư ký thướt tha kia, đưa ba người Vương Nhất vào phòng làm việc của chủ tịch. Lúc này, Hồ Minh Chính đang cười híp mắt ngồi trên ghế lái, nhìn thấy ba người Vương Nhất đi tới,
trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ồ, đây không phải là, Chủ tịch Vương, sao, có được sự ủng hộ của các cổ đông không? Lông mày Hồ Hoàng Việt nhíu lại, đang muốn tức giận răn dậy, lại bị Vương Nhất phất tay ngăn lại. Trên mặt của anh cũng mang theo nụ cười thong dong, nhàn nhạt lắc đầu, không có, một phiếu cũng không có được, tất cả phiếu, đều ở trong tay anh. Thì ra cậu vẫn nhìn nhận tỉnh táo chuyện này à? Ánh mắt Hồ Minh Chính nhìn về phía Vương Nhất tràn đầy châm chọc, vậy mà cậu còn dám tới đây? Trong nháy mắt thanh âm Hồ Minh Chính đề cao 8 độ, cả người cũng đứng lên, căm tức nhìn Vương Nhất. Một phiếu cũng không có, cũng dám đánh cược với tôi. Tôi khuyên cậu, vẫn nên sớm chuẩn bị thỏa thuận chuyển nhượng công ty của vợ cậu đi. Vương Nhất vẫn không tức giận, tự rót một ly trà nóng, đừng nóng vội, không phải còn chưa tới giờ sao. Hơn nữa theo tôi được biết, anh trước mắt cũng chỉ thu thập được phiếu bầu của 11 vị cổ đông, còn có một vị, cũng không có lấy được, không phải sao. Ha ha, nghe Vương Nhất nói xong, nụ cười lạnh trên mặt Hồ Minh Chính càng thêm sâu, xem ra cậu không thấy quan tài không đổ lệ. Ngay sau đó, anh ta vung tay lên, hăng hái nói cho cậu biết, vị cổ đông cuối cùng, tôi đã sớm đặt xong với ông ta rồi, chọn đúng 5 giờ rưỡi tiến hành tăng phiếu, đây chính là tôi cố ý để lại quà cho cậu, để cậu cùng với Hồ Hoàng Việt ngu ngốc kia đến chứng kiến một khắc vĩ đại khi tôi lên chức chủ tịch. Dáng vẻ càn rỡ, hoàn toàn chọc giận Hồ Hoàng Việt, nhưng ông ta nắm chặt tay, giận mà không dám nói gì. Vương Nhất vẫn nhẹ nhàng thổi hơi của trà nóng, được. Tinh tinh. Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, truyền đến giọng nói của nữ thư ký, Hồ Tổng, vị cổ đông cuối cùng đã đến. Hồ Minh Chính lập tức đứng lên, mau mời ông ta vào. Rất nhanh, một người trung niên mặc Âu phục đeo kính râm đi đến, ngồi xuống trước mặt Hồ Minh Chính. Trên mặt của anh ta tràn đầy trào phúng, thấy chưa, ông ta chính là vị cổ đông cuối cùng. Lời này vừa nói ra, Hồ Hoàng Việt cùng với Tăng Quốc Vinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng chỉ có một ý niệm, tiêu rồi. Người trung niên mặc Âu phục đưa phiếu của mình cho Hồ Minh Chính, nhưng không có rời đi, mà là bỗng nhiên nói, Hồ Tổng, phiếu bầu này, sẽ do tôi giao cho ông Hàn, không thành vấn đề chứ. Hồ Minh Chính nhíu mày, nhưng vẫn đáp ứng, vậy cũng được. Sau đó, anh ta mặt mũi dữ tợn nhìn Vương Nhất một cái, trước mặt tất cả mọi người, mở ra dương mật mã, lấy ra 11 phiếu bầu bên trong. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này đây, thật sự không có hy vọng. Người đàn ông trung niên mặc Âu phục cầm 11 lá phiếu rời đi. Làm xong những thứ này, Hồ Minh Chính lập tức đi tới trước mặt Vương Nhất, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, thế nào, Vương Nhất, cậu còn có gì để nói? Tôi không có gì để nói, chờ ông Hàn đến, lại quyết định ai thắng ai thua đi. Vương Nhất vẫn uống trà nóng, cười híp mắt nói. Hồ Minh Chính sửng sốt, không nghĩ tới đã đến lúc này, Vương Nhất còn thong dong như vậy, nhất thời, sắc mặt lạnh càng sâu. Được, vốn tôi còn nghĩ, cậu tự mình nhận thua, tôi còn có thể giữ lại chút mặt mũi cho cậu, nếu cậu đã không cần, vậy cũng đừng trách tôi, chờ ông Hàn tuyên bố, không chỉ là cậu, còn có người vợ Lý Khinh Hồng của cậu, đều chỉ còn hai bàn tay trắng, lưu lạc đầu đường. Vương Nhất khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại. Rất nhanh. Ông Hàn chống một cây gậy quý tộc đi tới. Hồ Minh Chính lập tức hưng phấn nghênh đón, ông Hàn, mau tuyên bố kết quả ván cược đi. Ông Hàn nhìn anh ta một cái, gật đầu, bắt đầu tuyên bố. Ván cược này. Mắt thấy kết quả sắp công bố, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh lo lắng đến mức tim đập thình thịch, thậm chí cũng không dám nghe. Ánh mắt ông Hàn nhìn về phía Hồ Minh Chính, bỗng nhiên, lại chuyển rời đến trên người Vương Nhất đang thong dong uống trà. Vương Nhất thắng. Trong nháy mắt ông Hàn tuyên bố thắng bại, toàn bộ văn phòng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng vọng lại vang dội, một lần lại một lần quanh quẩn. Cái này sao có thể? Nụ cười trên mặt Hồ Minh Chính còn chưa tan đi, toàn bộ biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, không thể tưởng tượng nổi thì thào tự nói. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cũng sững sờ tại chỗ, cả kinh nói không ra lời. Kết quả ông Hàn tuyên bố ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ không phải Hồ Minh Chính, mà là Vương Nhất. Phục hồi tinh thần lại, Hồ Minh Chính vội vàng chạy tới trước mặt ông Hàn, bắt lấy tay ông ta, ông Hàn, có phải là lầm chỗ nào rồi không? Người thu thập đầy đủ phiếu bầu của tất cả cổ đông, hẳn là tôi mới đúng, sao người chiến thắng lại biến thành anh ta? Giọng nói của anh ta lo lắng,
thậm chí còn mơ hồ mang theo một chút tức giận, bởi vậy có thể thấy được là anh ta đè nén bao nhiêu lửa giận nói chuyện với ông Hàn. Nếu như là những người khác, hắn đã sớm bộc phát rồi. Ông Hàn vẫn bình thản nhìn anh ta một cái, không lầm, người thắng cuộc chính là Vương Nhất. Không thể nào, ông đang thiên vị. Một câu nói này, trực tiếp làm cho Hồ Minh Chính đánh mất lý trí, hướng về phía ông Hàn giận quát một tiếng, toàn bộ ván bài nhìn thế nào cũng là tôi chiếm ưu thế, ngay cả một khắc cuối cùng, cũng là tôi tập hợp đủ tất cả phiếu bầu, ông lại tuyên bố cậu ta thắng lợi, đây không phải thiên vị thì là cái gì? Nói bậy, ông Hàn nhất thời ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hàn Vượng tôi công chính thanh liêm, sao có thể làm ra loại chuyện này? Vậy tôi sao lại? Nghe vậy, Hồ Minh Chính lo lắng, cắn răng nói. Trước đó tôi đã nhắc nhở cậu, vĩnh viễn không nên xem thường ai bất luận kẻ nào, là cậu, không nghe lời tôi. Ông Hàn lạnh lùng nhìn anh ta một cái, lúc trước cậu thật sự làm rất tốt, nhưng ở một khắc cuối cùng này, lại buông lỏng, để cho đối phương thừa dịp mà vào. Thừa dịp, lời nói của ông Hàn, làm cho đồng tử Hồ Minh Chính đột nhiên co lại, theo bản năng quay đầu lại, không biết làm sao nhìn Vương Nhất một cái. Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt ở một bên cũng là sắc mặt nghiêm nghị, không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất, ngài Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài nói cho chúng tôi biết đi. Bọn họ nghĩ nát óc, cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vương Nhất vừa vặn uống cạn chén trà nóng, chậm rãi đứng dậy, được, tôi sẽ nói cho các người biết rõ đầu đuôi của chuyện này. Anh cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt Hồ Minh Chính, ánh mắt trêu tức kia, làm anh ta nhịn không được lui về phía sau một bước, cậu muốn làm gì? Vương Nhất không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn anh ta, anh sẽ không cảm thấy, hội cổ đông tập đoàn Cự Phong, sẽ có 12 người chứ? Anh có ý gì đây? Hồ Minh Chính sắc mặt khẽ biến, kỳ quái nhìn anh. Vương Nhất không nói lời nào, chỉ là khóe miệng chứa một nụ cười lạnh, lẳng lặng nhìn anh ta. Đột nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, người đàn ông trung niên mặc Âu phục vừa rồi lại đi vào lần nữa, đem tất cả phiếu bầu đều giao cho Vương Nhất, sau đó không nói một lời đứng ở phía sau. Vương Nhất ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đặt những phiếu bầu này lên bàn, quay đầu nhìn về phía Hàn Vượng, như vậy là được rồi chứ. Hàn Vượng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt ý vị thâm trường đánh giá Vương Nhất, lòng dạ người trẻ tuổi này, ngay cả ông ta cũng nhìn không thấu. Anh, ông, vị cổ đông thứ 12 đi mà quay lại, đem phiếu bầu anh ta hao phí 12 ngày, khổ cực siêu tập được đều giao cho Vương Nhất, hành động này kích thích Hồ Minh Chính thật sâu, anh ta không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Kết hợp với lời Vương Nhất nói lúc trước, Hồ Minh Chính mới kịp phản ứng, đồng tử đột nhiên co lại, chẳng lẽ, ông ta là giả? Bây giờ mới nhận ra sao? Vẻ mặt Vương Nhất nghiền ngẫm nói, không sai, căn bản cũng không có vị cổ đông thứ 12, số lượng cổ đông, cũng chỉ có 11 vị mà thôi. Quỳnh! Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồ Minh Chính trong nháy mắt trở nên tái nhợt, da thịt trên mặt đều kịch liệt co quắp. Không thể nào, việc này không thể nào. Hồ Minh Chính quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Vượng, không phải ông nói, cổ đông có 12 vị sao? Hàn Vượng thần sắc lạnh lùng, nhìn kẻ thất bại điên loạn này, ai nói cho cậu biết, số lượng cổ đông. Vẫn là cậu luôn tưởng như vậy. Hồ Minh Chính cẩn thận nhớ lại một chút, đích xác, không ai nói qua cổ đông rốt cuộc có bao nhiêu người. Trong nháy mắt, cả người anh ta run rẩy một chút, chẳng lẽ nói, ngay từ đầu liền. Không sai, ngay từ đầu, tôi đã lên kế hoạch anh, vốn tưởng rằng anh sẽ chú ý tới, không nghĩ tới anh lại quá mức tự phụ, trực tiếp xem nhẹ điểm này. Giọng Vương Nhất lạnh nhạt, anh sẽ thất bại, xét đến cùng là ngay từ đầu anh đã nhận được tin tức sai lầm. Cũng không thể nói tin tức của anh ta là sai lầm, bởi vì tập đoàn Cự Phong chính là do chú Dương sáng lập, khi Thẩm Tử Kiện tiến hành chuyển nhượng vị trí chủ tịch, đem tất cả tin tức đều nói cho Vương Nhất. Nhóm thành viên hội cổ đông đầu tiên, chỉ có 11 người, là Vương Nhất, cố ý thả ra tin tức sai lầm, khiến Hồ Minh Chính cho rằng có 12 người. Mà tất cả mọi thứ, chỉ là để làm nền cho người thứ 12 mà anh sắp xếp ra sân. Hồ Minh Chính hiểu được ngay từ đầu đã bị lừa. Sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi như mưa, thân thể run rẩy lợi hại. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh ở phía sau cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Nhất, sâu trong đôi mắt, vậy mà hiện lên vẻ kính sợ phát ra từ nội tâm. Chẳng trách sao ngài Vương trực tiếp trở về Thiên An,
trong khoảng thời gian này cũng giống như không có việc gì, bận rộn chuyện của mình. Bởi vì, ván cờ đã hạ, hết thảy còn lại, Hồ Minh Chính sẽ thay anh làm thay, anh chỉ cần ngồi hưởng thành tựu là được. Ánh mắt Vương Nhất bình thản, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách từ sâu trong linh hồn, dưới ánh mắt này, Hồ Minh Chính lại có cảm giác không chỗ nào che giấu được. Biết tại sao tôi không làm gì cả, chỉ để Hồ Hoàng Việt phái người trắng trợn theo dõi giám sát anh không? Anh nhàn nhạt hỏi. Hồ Minh Chính không nói gì, chỉ là hoảng sợ nhìn Vương Nhất, có một loại sợ hãi từ trong ra ngoài. Anh ta cũng có suy nghĩ qua vấn đề này, vì sao, Vương Nhất sẽ để thủ hạ của Hồ Hoàng Việt theo dõi giám thị anh ta, theo dõi anh ta còn chưa tính, còn rất dễ dàng bị Hồ Hoàng Việt phát hiện. Những điều này có ý nghĩa gì? Không lẽ là... Hồ Hoàng Việt bỗng nhiên hiểu được cái gì, cả người chấn động. Không sai. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, những người theo dõi anh, căn bản chính là cố ý để cho anh phát hiện, vì chính truyền đạt một loại biểu hiện giả dối rằng tôi muốn cướp đi phiếu bầu của anh, khiến anh phẫn nộ, sau đó là cảnh giác, nếu như bốn phía của anh 24/24 đều có người giám thị anh, giành tài sản của anh sẽ làm sao đây? Tăng Quốc Vinh thì thào tự nói, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi. Một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Không sai, anh đồng thời phẫn nộ, cũng xác thực cảm giác được sợ hãi, thế nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện Hồ Hoàng Việt chỉ có hành động giám sát anh thôi, cũng không có làm chuyện gì khác người. Vương Nhất bình tĩnh phân tích, nhưng anh cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng ngày càng hoài nghi có phải tôi có cách gì, thật sự có thể cướp đi đồ trong tay anh hay không, cho nên, anh bảo người của anh mua một hộp mật mã ngân hàng, bỏ tất cả phiếu bầu vào. Cả văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất. Anh cho rằng anh mua hộp mật mã thì sẽ không có sơ hở, cho nên gọi điện thoại tới thì uy khiêu khích, thế nhưng, phản ứng của tôi vẫn như cũ ngoài dự liệu của anh, lúc này anh vẫn cảm thấy, tôi vẫn có cách lấy phiếu bầu từ trong hộp mật mã của anh. Lúc này, anh sẽ cho rằng tôi đang phô trương khí thế, quyết định không để ý tới nữa, từ lúc này trở đi, thần kinh căng thẳng tới cực điểm của anh, rốt cục thả lỏng. Nói tới đây, Vương Nhất nhìn thẳng vào mắt Hồ Minh Chính, hét lớn một tiếng, ván cược này, anh cảnh giác 99% thời gian, duy chỉ có một khắc cuối cùng buông lỏng cảnh giác, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, cũng đủ để tôi xoay chuyển toàn bộ đại cục. Nghe xong tất cả, hai chân Hồ Minh Chính mềm nhũn, thất hồn lạc phách quỳ gối trước mặt Vương Nhất. Trong phòng làm việc yên lặng như chết, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng của Hồ Minh Chính. Anh ta nắm chặt tóc mình, đồng tử mở to, nhưng không còn tiêu cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chuyện vui chuyện buồn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đại khái là như thế. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Hồ Minh Chính quỳ trên mặt đất sụp đổ kêu to, cuối cùng, lại đồng loạt chú ý tới Vương Nhất vẫn bình tĩnh như trước, không nhịn được dùng mình một cái. Hàn Vượng đang đứng ở một bên, cũng nhìn Vương Nhất thật sâu, thật lâu không thể bình tĩnh. Người trẻ tuổi này, quả thực quá mức khủng bố, không ngờ tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, mặc dù là ông ta, lưng cũng có chút phát lạnh. Điểm đáng sợ nhất của ván bài này chính là tất cả mọi người đều cho rằng Hồ Minh Chính sẽ chiến thắng, ngay cả chính anh ta, 5 phút trước cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, sự thật lại là từ khi ván bài bắt đầu thành lập, anh ta đã hoàn toàn không có cơ hội thắng, anh ta chỉ là một quân cờ mà Vương Nhất thiết kế qua, đồ làm cảnh mà thôi. Được rồi, anh đã thua, vậy thì, nong anh thực hiện kết quả ván cược đi. Vương Nhất cười cười với Hồ Minh Chính, làm thủ thế mời. Hồ Minh Chính cũng đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hàn Vượng, ông Hàn, cái này có tính là cậu ta phạm quy hay không, trực tiếp đoạt từ trong tay tôi. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, Hồ Minh Chính, đã đến nước này rồi, anh còn chưa từ bỏ ý định. Hàn Vượng cũng lắc đầu, ván bài không có quy tắc phụ. Mặc kệ hai bên lợi dụng thủ đoạn gì, chỉ lấy kết quả luận thắng thua. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đoạn tuyệt cơ hội chuyển bại thành thắng của Hồ Minh Chính, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên tái nhợt. Hồ Hoàng Việt cùng Tăng Quốc Vinh nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rõ ràng hiện lên một chút cảm giác nạn lớn không chết, tất có hậu phúc. Theo bọn họ xem ra, trận cá cược này quá mức kích thích, vừa rồi thời điểm tuyên bố kết quả. Bọn họ thiếu chút nữa trái tim đều đột nhiên muốn ngừng đập. Sắc mặt Hồ Minh Chính lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn. Vương Nhất, cho dù cậu dựa vào chút thông minh nhỏ bé để thắng tôi,
nhưng mà, cậu cảm thấy tôi thật sự sẽ giao vị trí chủ tịch tập đoàn Cự Phong cho cậu sao? Biểu tình trên mặt Vương Nhất Thu lại từng chút một, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, anh không giao. Tôi ở tập đoàn Cự Phong nhiều năm, đã thâm căn cố đế, làm sao có thể nói nhường là nhường. Hồ Minh Chính sắc mặt âm trầm, sát khí nghiêm nghị, nhanh chóng mang theo người của cậu cút ra khỏi nơi này, nếu không, tôi cho các người không còn sống đi ra khỏi nơi này. Cậu dám? Tìm cái chết. Mặt Hồ Hoàng Việt trầm xuống, đi nhanh tới bên cạnh Vương Nhất. Trong mắt Tăng Quốc Vinh cũng hiện lên một tia lệ khí. Hàn Vượng Diện không chút thay đổi nhìn một màn, đối với hành vi chó cùng rứt dậu của Hồ Minh Chính tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng mà, ông ta cũng không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này rốt cuộc có biện pháp gì ứng đối. Vương Nhất nhàn nhạt cười cười, tôi nghĩ, anh còn chưa hiểu rõ tình huống, anh nói thực hiện cá cược, không chỉ muốn anh cút ra khỏi tập đoàn Cự Phong, còn phải giữ lại một cánh tay tại đây. Lời này, càng khơi dậy sát ý của Hồ Minh Chính, anh ta điềm nhiên nói, không biết rõ tình huống là cậu, nơi này là địa bàn của tôi, cậu còn có thể ở địa bàn của tôi đánh tôi hay sao? Bốp bốp! Nói xong, anh ta lập tức vỗ tay hai cái, trong nháy mắt, rất nhiều vệ sĩ thân hình cao lớn cường tráng xông vào, vây quanh toàn bộ đám người Vương Nhất. Súng ống trong tay, thẳng tắp chỉ vào đầu Vương Nhất. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, tràn ngập khói thuốc súng nồng đậm. Hồ Minh Chính, anh ta là quý nhân của tôi, cậu dám ra tay với anh ta. Hồ Hoàng Việt lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt giận dữ nhìn Hồ Minh Chính. Quý nhân, Hồ Hoàng Việt, ông từ khi nào phẩm vị trở nên thấp như vậy? Hồ Minh Chính trong mắt mang theo ánh trào phúng, khinh thường nói, một tên ở rể phế vật chỉ biết đùa giỡn chút thông minh, cũng được ông xem như quý nhân. Bất quá, khi anh ta nhìn thấy thần sắc khẩn trương trên mặt Hồ Hoàng Việt, chợt lại cười quỷ dị, bỏ đi, Hồ Hoàng Việt, ông đã quan tâm phế vật kia như vậy, không bằng, để ông chịu đựng đau đớn thay cậu ta. Lạch cạnh, vừa dứt lời, khẩu súng trong tay đám vệ sĩ lại chĩa về phía đầu Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt lập tức thân thể run lên, nhưng mà, nghĩ đến đứa con gái mình còn chưa gặp mặt, ông ta lại trở nên bình tĩnh trở lại. Quay đầu lại nhìn Vương Nhất vẫn bình tĩnh như cũ, ngài Vương, anh mau rời khỏi đây. Thay tôi chăm sóc tốt con gái tôi. Nói xong, dứt khoát đi về phía đám vệ sĩ. Hồ Minh Chính vẻ mặt giật mình nhìn Hồ Hoàng Việt, từ trên mặt của anh ta, Hồ Minh Chính rõ ràng thấy được một loại khẳng định tuyệt nhiên chịu chết. Xin lỗi, tôi từ chối. Tuyệt nhiên, Vương Nhất thẳng thừng từ chối. Hồ Hoàng Việt ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất. Những chuyện này, không phải là nhiệm vụ mà người làm ba như ông nên làm sao, sao lại để tôi làm chứ? Trên mặt Vương Nhất treo nụ cười lạnh nhạt, hơn nữa, có tôi ở đây, ông còn có thể chết sao? Ngài Vương, Hồ Hoàng Việt sóng mũi có chút cay, dừng lại bước chân đang bước tiếp về phía trước. Hồ Minh Chính sửng sốt, sau đó khinh thường cười to, cậu chỉ là một tên ở rể không nhà không tiền, lấy đâu ra năng lực bảo vệ Hồ Hoàng Việt. Vương Nhất trêu tức cười một tiếng, tôi không có năng lực này, nhưng ông ta có. Nói xong. Anh vương tay chỉ về phía Hàn Vượng đứng kế bên. Tôi. Hàn Vượng lập tức biến sắc. Không sai. Vương Nhất lạnh lùng cười một tiếng. Ông đã là người công chứng ván cược lần này, thì có tư cách để người thất bại thực hiện nghĩa vụ. Ông không ra tay ngăn lại, ai tới ra tay. Khách khanh của Thương hội Hồng ưng, cũng không phải làm như vậy. Nói xong lời cuối cùng, đã biến thành sự uy hiếp vô cùng lớn. Hồ Minh Chính lập tức biến sắc. Ông Hàn. Đừng nghe anh ta. Nhưng mà, Hàn Vượng lại lâm vào trầm mặc thật lâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất. Ông ta là khách khanh của Hồng ưng Thương hội, nhưng người trẻ tuổi này lại tuyệt không quan tâm, khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ. Hàn Vượng không xác định, đây là phô trương khí thế, hay là thật sự không sợ hãi. Ông Hàn. Hồ Minh Chính lại cắn răng hô to một tiếng. Im miệng cho tôi. Hàn Vượng lại đột nhiên hô to một tiếng. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Hồ Minh Chính, bảo người của cậu lui ra. Ông Hàn. Hồ Minh Chính mắt đầy vẻ khó tin, cắn răng nói, ông nhẫn tâm nhìn tôi bị trục xuất sao? Hàn Vượng cũng là mặt đầy lửa giận, tôi trước đó đã nhắc nhở cậu, không nên xem thường người khác, kết quả thì sao? Nếu đã thua, thì phải chịu thua. Thấy Hồ Minh Chính sắc mặt âm trầm không nói lời nào, Hàn Vượng lại hét lớn một tiếng, còn không mau làm theo lời tôi nói.
nếu không, đừng ép tôi động thủ với nhà họ Hồ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, an nguy của nhà họ Hồ và vị trí khách khanh của mình, Hàn Vượng không hề nghi ngờ lựa chọn cái sau. Sắc mặt Hồ Minh Chính vô cùng tái nhợt, nếu như bởi vì chuyện này liên lụy đến toàn bộ nhà họ Hồ, như vậy ông nội của anh ta không thể không đánh chết anh ta. Hai bên cân nhắc, Hồ Minh Chính chỉ có thể thỏa hiệp, cắn răng nói, đều lui ra. Vệ sĩ nhà họ Hồ do dự một chút, vẫn là như thủy triều thối lui. Bỏ xuống tất cả chức vụ, Hồ Minh Chính sắc mặt xanh mét vô cùng, hiện tại có thể đi chưa? Nói xong, muốn một bước lớn rời khỏi văn phòng. Giọng nói của Vương Nhất, lại vang lên. Tôi cho anh đi rồi sao? Còn một cánh tay nữa đâu? Sắc mặt Hồ Minh Chính lập tức đại biến, Vương Nhất, cậu đừng được voi đòi tiên. Hàn Vượng cũng nói, tiểu tử, phải khoan dung độ lượng, nể mặt ta, coi như xong đi. Vốn tưởng rằng thân phận khách khanh Hồng Ưng thương hội của ông ta, Vương Nhất nhất định có điều kiêng kỵ, nào biết Vương Nhất lại liếc xéo ông ta một cái, lão già kia, có phần cho ông nói chuyện sao? Cậu! Hàn Vượng lập tức trợn mắt nhìn Vương Nhất, tức giận đến mức rung người. Vương Nhất không để ý tới, mà quay đầu nhìn về phía Hồ Hoàng Việt, thời khắc báo thù đã đến, một cánh tay của anh ta, thuộc về ông. Lời nói của Vương Nhất khiến Hồ Hoàng Việt và Hồ Minh Chính trợn tròn mắt. Hồ Hoàng Việt là vì cuối cùng cũng đã đến giây phút báo thù nên trong lòng vô cùng xúc động. Hồ Minh Chính cũng vì vô cùng sợ hãi, đặc biệt là nghĩ đến cuộc sống phải mất một cánh tay sau này, anh ta đau khổ tột cùng. Bịch! Anh ta quỳ xuống, quỳ đến trước mặt Hàn Vượng, giọng nói run rẩy, ông Hàn, mau cứu tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Mặc dù trong lòng Hàn Vượng không đành lòng, nhưng nghĩ đến vị trí của mình, vẫn lạnh lùng nói, tôi không cứu được cậu. Lão Hàn, ông nhất định có thể cứu được tôi, ông nhẫn tâm nhìn tôi sau này phải sống một cuộc sống không có cánh tay sao? Hồ Minh Chính vô cùng sợ hãi, thậm chí còn ôm lấy chân Hàn Vượng. Theo như anh ta thấy, Hàn Vượng là vị cứu tinh duy nhất. Nhưng, Hàn Vượng lại đá ông ta ra, cút đi cho tôi. Sau đó, lại nhìn Vương Nhất, chuyện này không liên quan đến tôi, trách nhiệm của tôi chỉ đến đây thôi. Nói xong, không chút lưu tình quay người rời đi. Vương Nhất không cản lại, bảo vệ quyền lợi của bản thân trước là chuyện bình thường. Hàn Vượng không phải thật sự sợ Vương Nhất, mà là ông ta không chắc Vương Nhất thật sự có thể làm lung lay địa vị và thực lực của ông ta hay không. Thậm chí, Vương Nhất còn có thể dự đoán được, sau khi Hàn Vượng rời đi, nhất định sẽ cho người đi điều tra mình. Vương Nhất đoán không sai, Hàn Vượng đi ra khỏi tập đoàn Cự Phong, việc đầu tiên ông ta làm chính là móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi điều tra một người tên là Vương Nhất, xem thế lực đằng sau cậu ta rốt cuộc có những gì. Giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo chút sát khí. Bởi vì, ông ta biết rất rõ, bởi vì Vương Nhất, mối quan hệ với nhà họ Hồ mà mấy năm nay ông ta tốn công xây dựng đã tan thành mây khói. Tất cả tiền bạc, tinh lực đầu tư vào cũng đều trôi theo dòng nước, điều này khiến ông ta vô cùng tức giận. Vương Nhất, nếu như để tôi điều tra ra, cậu chỉ là một người bình thường, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Giọng nói của ông ta trầm thấp, u ám giống như màn đêm. Phía bên kia, phòng họp của tập đoàn Cự Phong, chỉ còn lại Vương Nhất, Hồ Hoàng Việt, và Hồ Minh Chính. Chỉ là, lúc này anh ta không còn sự uy phong như lúc trước, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng. Hóa ra, tất cả những vệ sĩ của nhà họ Hồ mà anh ta có thể dựa vào đều đã bị đuổi ra ngoài, ngay cả người duy nhất có thể cứu anh ta là Hàn Vượng cũng đã bỏ rơi anh ta, rời đi rồi, bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hiểu được, anh ta không thể trốn thoát. Bịch! Cơ thể đang quỳ của anh ta đột nhiên dập đầu với Vương Nhất, giọng nói vô cùng sợ hãi, ngài Vương, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu, đại nhân đại lượng, đừng đánh gãy cánh tay của tôi. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Không ngờ Hồ Minh Chính có thể vì cánh tay của anh ta mà quỳ lại. Nhưng, Vương Nhất vẫn bất động, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng, lúc cược với tôi, sao không nghĩ đến anh sẽ thua, lúc trước gia tộc của anh đuổi cùng giết tận Hồ Hoàng Việt, cả nhà anh cũng tham gia đúng không? Hồ Minh Chính lập tức dùng mình, lúc trước, anh ta vẫn chưa xác định được Vương Nhất có phải đang báo thù cho Hồ Hoàng Việt hay không, bây giờ, anh ta có thể chắc chắn 100%, ánh mắt lập tức trở nên tuyệt vọng. Bởi vì, không chỉ nhà anh ta thả đá xuống giếng với Hồ Hoàng Việt,
tất cả người của nhà họ Hồ đều tham gia. Nhà họ Hồ từ trước đến nay không thương tiếc cho những kẻ thất bại, yếu ớt, ở nhà họ Hồ, không có thực lực, địa vị còn không bằng run dế, gia súc bên ngoài. Cái này đúng rồi. Vương Nhất vẻ mặt bình tĩnh, từ phản ứng của Hồ Hoàng Việt có thể nhìn ra, anh biết mình đã đoán đúng, một trả một, năm đó nhà họ Hồ mấy người đối xử với ông ấy như thế nào, ông ấy cũng sẽ trả lại như vậy, anh, chỉ là người đầu tiên. Hồ Minh Chính run rẩy, càng thêm sợ hãi, vội vàng dập đầu, anh Vương tha mạng, anh Vương tha mạng. Tiếc là Vương Nhất vẫn lạnh lùng, người ông nên dập đầu có lẽ không phải là tôi. Hồ Minh Chính lập tức phản ứng lại, quay qua dập đầu với Hồ Hoàng Biệt. Anh họ, cầu xin anh tha cho em. Mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói khàn khàn nói, cảnh ngộ của anh, em rất áy náy, ra tay với anh em cũng rất hổ thẹn, nhưng, đây là mệnh lệnh mà gia tộc đưa ra, em không thể chống lại. Nếu như không ra tay với những người thất bại, sẽ bị gia tộc coi là cùng một loại người, cũng sẽ bị lăng nhục, em cũng không có cách nào khác. Hồ Hoàng Việt đột nhiên trầm mặc, khuôn mặt có chút do dự. Hồ Minh Chính thấy vậy, lập tức tiếp tục nói, em biết anh hận chúng em, nhưng, anh không thể đem sự oán hận của tất cả mọi người đều gán lên người một mình em. Anh ta quỳ trước mặt Hồ Hoàng Việt, làm thế nào cũng không có ý định đứng dậy. Lão Hồ, đừng tin lời ông ta. Tăng Quốc Vinh cười khẩy một tí, nhắc nhở, loại người này chính là như vậy, lúc ức hiếp người khác, chưa từng nghĩ đến bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy, đợi đến khi ngày này thực sự đến, lại mặt dày cầu xin, là đồ hèn nhát điển hình. Vương Nhất cũng đồng ý với lời nói này của Tăng Quốc Vinh, nhưng, không thể hiện ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta, tôi chỉ cho ông một cơ hội báo thù, xử lý như thế nào thì tùy vào ông, tôi tôn trọng quyết định của ông. Cảm ơn. Hồ Hoàng Việt nói một tiếng cảm ơn, sau đó trầm tư suy nghĩ, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu ông ta. Nhớ đến lúc ông ta bị làm nhục, cũng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của gia trưởng. Không có một chút ấm áp nào, thứ có chỉ là quá khứ không muốn nhớ lại. Đúng, ông ta quả thật căm hận nhà họ Hồ, vợ ông ta vì nhà họ Hồ mà chết, con gái của ông ta cũng vì nhà họ Hồ mà mất tích, nhưng nhà họ Hồ cũng cho ông ta sinh mệnh, nuôi nấng ông ta trưởng thành. Ân tình này, cũng không thể xóa bỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta đã có đáp án. Cậu đi đi. Hồ Hoàng Việt khẽ thở dài, nói ra ba từ này. Hồ Minh Chính lập tức vui mừng, cảm ơn anh họ. Cảm ơn anh họ. Nói xong, vội vàng luống cuống bỏ dậy, rời khỏi đây. Lão Hồ, ông Hồ đồ hả? Tăng Quốc Vinh vẻ mặt tràn đầy biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói, mềm lòng không nhẫn tâm ra tay. Ông không sợ lần này thả ông ta đi, ông ta lại đến báo thù ông sao? Tôi không sợ. Hồ Hoàng Việt lắc đầy, sau đó mặt tràn đầy sự hổ thẹn nhìn Vương Nhất, xin lỗi, anh Vương, đã phụ sự kỳ vọng của anh. Vương Nhất lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề để trong lòng, không cần xin lỗi, tôi nói rồi, tôi giao ông ta cho ông xử lý. Cảm ơn anh Vương. Hồ Hoàng Việt lại cúi người. Lúc nãy ông ta còn lo lắng Vương Nhất sẽ vì chuyện ông ta thả Hồ Minh Chính đi mà tức giận. Từ bây giờ, ông chính là người nắm quyền tập đoàn Cự Phong, tất cả mọi chuyện đều do ông xử lý. Vương Nhất ra lệnh nói. Vâng. Hồ Hoàng Việt vội vàng trả lời, biết Vương Nhất không muốn xuất đầu lộ diện, hơn nữa, người nhà anh ở Thiên An, không thể đảm nhiệm chức đồng sư trưởng của tập đoàn Cự Phong. Vương Nhất hài lòng gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng họp, đi thôi. Đi gặp con gái ông. Phía bên kia, Hồ Minh Chính rời khỏi tập đoàn Cự Phong với bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt sợ hãi của anh ta lập tức trở nên hung ác. Hồ Hoàng Việt, Vương Nhất, chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, tôi nhất định sẽ khiến hai người hối hận. Sau khi đến Yên Kinh, dưới sự chỉ huy của Vương Nhất, xe của Hồ Hoàng Việt rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đóng cửa xe lại, ông ta đánh giá phong cảnh bốn xung quanh. Đây là một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hồ Hoàng Việt lẩm bẩm, đây chính là nơi con bé sống. Cô ấy vốn dĩ không sống ở đây, nhưng con trai của ba nuôi là một tên nghiện cờ bạc, đã lấy giấy tờ nhà đất đi đánh bạc, nên chỉ có thể về quê để sinh sống. Vương Nhất ở phía sau nói, vì trả nợ mà cô ấy còn phải bỏ học đại học. Vậy sao? Vẻ mặt Hồ Hoàng Việt có chút phức tạp, trong những ngày tháng ông ta không có ở đây. Con gái của ông ta đã phải sống vô cùng cực khổ. Vương Nhất đi đến, lát nữa gặp cô ấy, đừng tỏ ra quá kích động.